toàn trường đều đứng bật dậy. Để tận mắt chứng kiến đòn quyết định này, họ thà đứng để xem. Hai tên yêu nghiệt này, dù là Cơ Ngân hay Sở Vô Xương, ai cũng có tư cách khiến họ phải đứng lên. Phong, thủy, mộc, hắc ám, quang minh. Sở Vô Xương hé môi, gằn từng chữ một, mỗi một chữ đều có từng tia sáng tách ra, năm tia sáng thuộc năm thuộc tính, từ khi đại chiến bắt đầu, lần đầu tiên hào quang năm màu này chói mắt tới thế. Rít. Bất chợt, tiếng phượng hót vang lên. Là Sở Vô Xương, cô ta đã dùng năm thuộc tính biến thành dị tượng hình phượng hoàng, đó là phượng hoàng năm màu, cũng không phải là thực chất mà chỉ là ảo ảnh như thể lẳng lặng hiện lên, có kiếm khí ngũ sắc, tung hoành bốn phương. Khán giả chung quanh nhìn, ánh mắt chăm chú về phía Triệu Bân. Triệu Bân không nhúc nhích, sau lưng hắn lại có mấy bóng dáng hiện ra. Đúng vậy, đó là mấy phân thân, mỗi một người đều có dáng người cao lớn, phấp phới theo gió, có khí chất và thần thái. Giống với bản chính, hơn nữa tất cả đều nhắm mắt. Đây, là muốn đánh hội đồng à, Kiếm Nam nhướng mày. Hết đường nên muốn dùng cách này. Liều chết phản công à, Tô Vũ trầm ngâm. Đánh hội đồng cũng chưa chắc thắng, Huyễn Mộng ung dung nói, Sở Vô Xương đã dùng tới năm thuộc tính, còn Phượng Hoàng năm màu có sức mạnh hủy diệt, trong tích tắc là nghiền nát phân thân thôi. Úng não rồi à, đây là câu hỏi của mấy trưởng lão. Đều là nỏ mạnh hết đà mà còn hóa ra phân thân thế này, thế không phải là lãng phí khí huyết sao? Dùng phân thân để đánh hội đồng, đây không phải là úng não sao? Sức tấn công của phân thân mạnh được bao nhiêu chứ? Sợ là còn chưa tới trước mặt Sở Vô Xương thì đã bị khí thế của Phượng Hoàng năm màu nghiền thành cho. Keng, keng, keng. Trong tiếng bàn tán, trên tay mấy phân thân của Triệu Bân đều có thêm một thanh kiếm. Ngay cả bản chính Triệu Bân cũng vậy, tất cả phân thân đều rút kiếm đứng vững chãi. Trên mỗi thân kiếm đều có lôi điện quấn quanh, chiếc nào cũng được cường hóa bằng khí huyền hoàng, kiếm thể rung động vang lên âm thanh vù vù. Cấm pháp, ngũ cực thiên diệt. Sở Vô Xương lại quát lớn, vung kiếm về phía Triệu Bân. Tiếng phượng hót lại vang, phượng hoàng năm màu mang theo khí thế hủy diệt lao thẳng tới chỗ Triệu Bân. Tuy nó chỉ là ảo ảnh nhưng mỗi một cọng lông vũ đều được nhuộm thẫm hào quang năm màu, còn có kiếm khí ngũ sắc xen lẫn, nơi nó đi qua, không gian đều méo mó, uy lực. Mạnh tới mức khiến người ta chấn động. Mạnh quá, đệ tử ở đó đều run sợ. Đừng nói các đệ tử. Ngay cả các trưởng lão đều lộ ra biểu cảm hoảng hốt. Trong tình trạng thế suy sức yếu mà Sở Vô Xương vẫn có thể đánh ra một đòn tấn công như thế. Huyền Hoàng nhất mạch, phong lôi quyết. Ở đối diện, Triệu Bân và mấy phân thân của hắn. Đồng loạt hét lớn. Chỉ trong tích tắc đó, bản chính và phân thân đồng loạt tấn công, tất cả đều tung ra một kiếm chiêu phong lôi. Uy lực kém xa, lão Trần Huyền lắc đầu cảm thán. Ông ta nhìn ra được thì các trưởng lão khác, thậm chí đệ tử cũng có thể nhận ra. Nếu muốn dùng đòn này đối kháng với Phượng Hoàng năm màu thật thì Cơ Ngân thua chắc rồi. Còn chưa xong đâu, phân thân của Triệu Bân lại đồng loạt hét lên. Lời còn chưa dứt, họ lập tức tan biến. Điều giống nhau là trước khi họ tan biến, kiếm uy của tất cả tụ lại một chỗ, khí thế, ý niệm. Tất cả đều bổ trợ lên người bản chính, coi như là một loại hiến tế. Nói thẳng ra là, tất cả sức mạnh của họ đều dâng hiến cho bản chính. Long uyên tỏa sáng rực rỡ, thiên lôi trở nên chói mắt, khí huyền hoàng loè loẹt, kiếm huy phong lôi. Toàn bộ trở nên mạnh mẽ tới cực hạn, ngay cả độn giáp thiên tự cũng rung lên. Mẹ nó, thế cũng được à, Man Đằng phấn khởi tới mức giống lớn. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất, Triệu Bân quát. Đây là quân át chủ bài mà Triệu Bân dành riêng cho Sở Vô Xương, hắn từng luyện tập vô số lần, tập hợp sức mạnh của phân thân, bổ trợ cho bản chính, điều hắn muốn là sự bùng nổ trong nháy mắt. Mặc dù giờ hắn chỉ biến ra mấy chục phân thân, nhưng sẽ có ngày hắn biến ra được một vạn phân thân. Một phân thân một kiếm. Một vạn phân thân một vạn kiếm. Phân thân thống nhất vạn kiếm hợp thành một. Thằng nhóc lợi hại. Trưởng lão ở đều phải sợ hãi than một tiếng. Hóa ra đây mới là mục đích chân chính khi Cơ Ngân biến ra phân thân, đúng là họ đã coi nhẹ hắn rồi. Nhưng vạn kiếm quy nhất này vẫn còn kém hơn ngũ cực thiên diệt của Sở Vô Xương một chút. Rít. Keng.
Trên đài chiến đấu, tiếng phượng hót chói tai, âm thanh kiếm Long Uyên rung động vang vọng trong không trung. Vào khoảnh khắc hai bên va chạm, Triệu Bân cầm kiếm như biến thành một con rồng màu vàng. Người khác nhìn thấy sự đối đầu của thần Long và Phượng Hoàng cũng là kiếm ý đối kháng với kiếm ý. Phượng Hoàng và thần Long chỉ là vẻ ngoài của kiếm ý hai bên. Rít, keng. Phượng và rồng quấn lấy nhau chiến đấu, không thể phân định thắng thua nhanh chóng. Nhưng mọi người đều biết, kiếm ý rồng thần của Cơ Ngân đang rơi vào thế yếu, máu me đầm đìa. Nó bị Phượng Hoàng năm màu, kiếm khí ngũ sắc và ngũ cực thiên diệt đè ép tới mức cơ thể bị hủy hoại. Ta muốn đan tỉnh thần. Trong lòng Triệu Bân gầm thét, tay nắm chặt Long Uyên. Chấp niệm cũng là tín niệm, biến thành chiến ý, tạo thành chiến ý vô địch. Để thắng ta thôi mà, ngươi không cần mạng luôn à. Nhìn thấy Triệu Bân máu me đầm đìa, lần đầu tiên Sở Vô Xương có biểu cảm kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi, cô ta chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào. Điên cuồng và kiên định như Cơ Ngân lúc này. Ngươi, điên rồi sao, Huyễn Mộng biến sắc. Nếu cứng rắn chịu một đòn này, Cơ Ngân rất có thể sẽ chết. Điều gì, đã khiến ngươi quyết tử chiến mà không lùi bước? Thân là sư phụ của Triệu Bân, khi thấy cảnh này, chính Vân Yên cũng lộ sự xúc động. Mắt đẹp mờ mịt vì trên người Triệu Bân có sự điên cuồng giống với một người trong ký ức của cô ta, đó là người yêu của Vân Yên. Dù vết thương chồng chất, người ấy vẫn quyết chiến không lui. Điên rồi, Triệu Bân thật sự điên rồi. Đừng nói người cùng phe, ngay cả kẻ thù của Triệu Bân cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Mẹ kiếp, thắng thua quan trọng thế sao? Liều mạng quá thể. Phá, cho ta. Triệu Bân gầm lên. Một kiếm đâm xuyên Phượng Hoàng. Đến cả kiếm khí ngũ sắc của Phượng Hoàng cũng bị phá hủy trong một nhát chém. Hắn chưa ngừng, đâm xuyên qua con Phượng Hoàng, tấn công thẳng tới Sở Vô Xương. Thôi xong rồi, không dừng lại được, Triệu Bân cắn răng nói. Uy lực của nhát kiếm này, quá mạnh. Mạnh tới cỡ nào nhỉ? Nó vượt qua giới hạn mà hắn có thể khống chế, về cơ bản không thể thu về được. Ngươi! Sở Vô Xương loạn choạng, lảo đảo lùi về sau, trong ánh mắt có thêm vẻ khiếp sợ. Cô ta giật mình và chấn động vì uy lực từ nhát kiếm của Triệu Bân. Cô ta cũng sợ hãi vì uy lực của nó có kèm cả khả năng khóa chặt mục tiêu, cũng có nghĩa là kiểu gì cũng trúng. Với trạng thái của cô ta hiện giờ thì không thể cản nổi. Nếu đã không ngăn nổi thì rất có khả năng sẽ bị giết chết trong một đòn đánh. Chỉ vì uy lực của nó quá khủng khiếp. Mạnh quá mức khống chế của Cơ Ngân. Hắn, không thu được kiếm về nữa rồi. Keng. Trong lúc cô ta đang khiếp hãi thì thanh kiếm của Cơ Ngân đã khóa chặt mi tâm của cô ta. Giây phút đó, dường như cô ta nhìn thấy một tử thần đang mỉm cười chế nhạo và vẫy tay với cô ta. Dù chưa hề trúng chiêu nhưng toàn thân cô ta đã lạnh thấu xương, dường như vừa rơi xuống cửu u, trở thành vong hồn dưới địa ngục. Cơ Ngân. Dừng lại đi, Tô Vũ quát lên. Hắn không dừng lại được, kiếm nam cũng mắng to. Thôi xong, sắp bị tiêu diệt rồi, nhiều nữ đệ tử không khỏi che mắt. Thế nhưng, khung cảnh máu me trong tưởng tượng không hề diễn ra. Nhát chém của Triệu Bân cuối cùng cũng dừng lại. Hay nói cách khác, khi mũi kiếm sắp đâm vào Sở Vô Xương thì bị một bàn tay túm lại. Đúng vậy, là Ngô Huyền Thông. Với tư cách là người chủ trì của cuộc đấu, đây là ý nghĩa tồn tại của ông ta. Ông ta là cao thủ địa tạng đỉnh cao, một tay tóm lấy kiếm Long Uyên vô cùng dễ dàng. Cho dù là vậy, cho dù chưa bị trúng chiêu, nhưng mi tâm của Sở Vô Xương vẫn bị kiếm ý vạch ra một vết thương, máu chảy đầm đìa, thậm chí kiếm uy xâm nhập vào thể phách, uy lực quá mạnh, khiến cô ta phải run rẩy. Phụt! Triệu Bân phun máu, lảo đảo lùi về sau. Bàn tay cầm kiếm nổ tung. Là do kiếm ý quá mạnh, bỗng dưng bị Ngô Huyền Thông túm lấy, không kịp phát ra ngoài, uy lực của nhát kiếm cắn ngược cơ thể hắn, thoáng chốc chém đứt luôn cánh tay của hắn, máu chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ. Ta, thua rồi, Sở Vô Xương tái nhợt. Tuy rất không muốn nói ra điều này, nhưng cô ta vẫn phải bỏ thái độ kiêu ngạo của mình. Thua rồi, trận này cô ta thua rồi, thua đến không còn gì. Trong tay một võ tu cảnh giới chân linh. Ta, thua rồi.
Sở Vô Xương nói rất khẽ, nhưng lọt vào tai người khác cứ như sấm dậy. Người xem trận đấu cứ tưởng mình nghe nhầm, Viên Minh Châu trong tay Sở Gia, cháu gái ruột của nữ soái Xích Diễm, người mang năm thuộc tính đầu tiên trong lịch sử, người vượt qua Hồng Uyên của Đại Hạ. Thế mà lại thua. Tới khi hoàn hồn mới chắc chắn mình không nghe nhầm, quả thật cô ta đã thua. Nếu không nhờ Ngô Huyền Thông ngăn cản, cô ta đã bị Cơ Ngân chém chết rồi. Phụt. Lại một tiếng hộc máu nữa, phá vỡ sự tĩnh lặng ở đó. Cuối cùng Triệu Bân cũng gục xuống, hôn mê ngay tại chỗ. Đám đông rúng động. Trận chiến cuối cùng của tỷ thí Tân Tông sao mà thảm khốc thế, hai mắt đã mù, một cánh tay bị phế bỏ, toàn thân từ trên xuống dưới toàn vết máu, bị nội thương nặng đến thế nào, e là chỉ có mình hắn biết. Vì muốn thắng Sở Vô Xương mà tên này đánh cược cả tính mạng của mình. Đồ Nhi, Vân Yên lao lên võ đài. Soạt. Người nhanh hơn cô ta là Linh Lung, người này đã nâng Triệu Bân dậy. Mau, mau đưa tới Thiên Trì, Bạch Huyền Thạch vội vàng nói. Đánh bại được Sở Vô Xương, đây là một nhân tài đó, không thể để hắn bị phế bỏ. Cánh tay của hắn có thể nối lại, thương thế trong cơ thể phải nhanh chóng chữa lành, tốt nhất đừng để tổn hại tới căn cơ. Linh Lung không đáp lời, quay người biến mất. Vân Yên theo sau như hình với bóng, lao ra khỏi hội trường. Thiên Trì, không ít trưởng lão kinh ngạc hô lên. Đó là vùng đất trọng yếu của Thiên Tông, cũng là thánh địa trị thương, nếu không có lệnh từ trưởng giáo thì không ai tiến vào được. Trước giờ chỉ những người có thân phận cực kỳ cao quý như công chúa hoàng tộc hay hoàng tử đại hạ mới đủ tư cách vào trong, bây giờ lại mở Thiên Trì ra vì một võ tu cảnh giới chân linh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi. Người có thể đánh bại Sở Vô Xương dù chênh lệch cấp bậc như thế thì tiềm năng phải khủng khiếp cỡ nào. Dùng tới đặc quyền này vì hắn kể ra cũng hợp tình hợp lý, nhân tài cỡ này không thể bị phế bỏ chỉ vì nguyên do này. Đó sẽ là tổn thất cực lớn cho cả Thiên Tông và Hoàng Triều Đại Hạ. Kịch hay, hạ màn rồi, qua một hồi lâu mới nghe thấy Tô Vũ nói. Mẹ kiếp, thế mà thắng thật, lão Trần Huyền ôm ngực. Rất nhiều lão già có mặt ở đó phải ôm ngực, cứ tưởng trận này thắng chắc 10-10, thế mà mẹ kiếp lại thua tụt quần, lại một lần táng ra bại sản. Chuyện tiền nong đâu thành vấn đề, hết thì kiếm lại, kiếm không nổi thì đi trộm, trộm không xong thì mình cướp, nhưng quả bóng đã đá đi rồi thì không quay trở về nữa. Đúng vậy, Cơ Ngân chính là quả bóng kia, bị họ đá đi rồi. Cảnh giới chân linh thì đã sao, một gương mặt tầm thường thì đã sao, đó là thiên tài cái thế nhé. Đúng là làm chúng ta phải bất ngờ, Kiếm Nam hít sâu một hơi. Bấy giờ đám đông cũng không ngừng chặt lưỡi. Võ tu chân linh đánh bại Sở Vô Xương cảnh giới huyền dương, nếu đồn ra ngoài chắc không ai dám tin, đúng là kỳ lạ. Một võ tu chân linh sao mà mạnh đến thế chứ? Ma tử, người tìm được một đồng minh nghịch thiên rồi, Huyễn Mộng cười thầm trong lòng. Cô ta đã nóng lòng rời đi, muốn truyền tin cho ma tử, để thông tin này được đưa về. Ma gia và Cơ Ngân kết thành đồng minh, có thể tái hiện lại ngày tháng huy hoàng trước kia của ma tộc. Cả đời này. E là không thể nào trở mình được nữa. Sắc mặt của những kẻ thù như Ngụy Đằng, Vệ Xuyên hay Viên Miểu đều rất khó coi. Đến cả Sở Vô Xương cũng thất bại, họ lấy cái gì để đòi lại thể diện đây? Phen này đâu phải chỉ là đá vào tấm thép, rõ ràng là đá vào tấm thép cắm gai, dù chỉ châm chích cũng đau chết đi được. Lạc Hà cười gượng một tiếng, khi cười còn liếc mắt nhìn Thanh Giao. Trước đó còn trách Thanh Giao bỏ thi. Bây giờ xem ra đâu thể trách được. Đồ đệ của cô ta thậm chí còn chẳng đủ tư cách so chiêu cùng Cơ Ngân. Thanh Giao không nói gì, chỉ nhìn theo hướng Linh Lung rời đi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Triệu Bân bị thương rất thê thảm, không biết có hồi phục được không. Dù lo lắng nhưng cô ấy cũng không khỏi ngưỡng mộ vì biết Triệu Bân liều mình như thế cũng chỉ vì đan tỉnh thần, nói cho đúng hơn là vì thê tử Liễu Tâm Như. Có được người chồng như hắn, biết tìm đâu ra. Tiếc rằng cô ấy không phải Liễu Tâm Như, không ai thay thế được cô gái mắt mù đó. Đây mới là yêu nghiệt thực sự, đẳng cấp nghịch thiên luôn. Hàn Tuyết cười tự giễu, yêu nghiệt như Vô Niệm hay Mặc Đao cũng phải xa sầm mặt mũi. Những người như họ còn chẳng lay động nổi Sở Vô Xương, mà Cơ Ngân thì liên tục đánh bại cô ta. So ra mới thấy cách biệt cỡ nào.
Bát Nhã im lặng không nói gì, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Hình như Cơ Ngân có địch ý với cô ta, đến nay vẫn không hiểu tại sao lại thế. Có điều, cô ta vẫn thừa nhận thực lực của Cơ Ngân, thừa nhận vô điều kiện. Chết tiệt! Tuy bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng Vân Phượng lạnh lùng chửi thầm một câu như vậy. Cô ta cao cao tại thượng, chưa từng nhìn sai bao giờ, thế mà lần này lại nhìn nhầm Cơ Ngân nên trong lòng không thoải mái. Tên võ tu hèn mọn đó đã thêm một vết xước cho niềm kiêu ngạo của cô ta, đối với chuyện này, cô ta khó lòng dung thứ. Ở bên cạnh, Liễu Như Nguyệt im lặng không nói gì. Giống như Thanh Giao, cô ta cũng nhìn theo hướng Linh Lung rời đi, hàm răng trắng như vỏ sò khẽ cắn nhẹ vào môi, không biết đang nghĩ gì. Người mà cô ta coi thường nhất lại là ân nhân cứu mạng cô ta, người mà cô ta khinh rẻ nhất lại là người đánh bại Sở Vô Xương, người kinh diễm như cô ta cũng chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Hóa ra, thứ kiêu ngạo kia từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười. Mà cô ta chính là trò cười đó. Khụ. Chủ nhân Đỉnh Ngọc Tâm ho khẽ một tiếng, lặng lẽ liếc nhìn Nguyệt Linh ở bên cạnh. Không thể không thừa nhận, lần này đại đệ tử của cô ta đã nhìn nhầm thật rồi, chuyện dây dưa không dứt chỉ vì một bức thư tình tạo ra ồn ào ở Thiên Tông, bây giờ nhìn lại, hai đứa nó ghép thành một đôi thì tốt biết bao. Nguyệt Linh không nói gì, đến cả Sở Vô Xương cũng buông bỏ lòng kiêu ngạo của mình, huống hồ là cô ta. Cô ta tự giễu, đây là sự trừng phạt tốt nhất dành cho hành động trước đó. Đến sau cùng, không phải Cơ Ngân không xứng với cô ta, mà là cô ta. Không xứng với Cơ Ngân. Cảnh tượng và chan chát vào mặt ngày nào cũng có. Điều khác biệt nằm ở chỗ, trò cười lớn nhất đã biến thành chính bản thân Nguyệt Linh. So với cô ta thì U Lan bình tĩnh hơn khá nhiều, bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh ẩn giấu sự chấn động khó lòng tin được. Phen này tới Thiên Tông quả nhiên không uổng phí, với thông tin này, chắc hẳn cấp trên sẽ rất thích. Sở Vô Xương cuối cùng cũng xuống khỏi võ đài. Có lẽ vì bị thương quá nặng nên gót sen của cô ta cũng có vẻ lảo đảo, gò má tái nhợt không còn huyết sắc, nụ cười tự giễu chính là bức vẽ truyền thần đúng nhất về nơi sâu kín trong tâm hồn. Cô ta thua rồi, thua Cơ Ngân dù hắn chỉ là võ tu chân linh, sự cao ngạo của cô ta cũng biến thành trò cười. Nghĩ tới sự khinh miệt của Đỉnh Ngọc Tâm, nghĩ tới vẻ coi thường tất cả của cô ta, trò cười này càng thêm nực cười. Cô ta bắt đầu hiểu ra, tại sao cô mình lại đưa Cơ Ngân tới Thiên Tông. Hóa ra là muốn khiến cô ta thất vọng, chỉ kể cô ta hiểu rằng, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Một mình cô ta bước ra khỏi hội trường. Chưa từng có lần nào cô ta bỏ đi nghiêm túc đến thế, trên người không còn một chút hào quang. Thứ hào quang chói mắt nào đó, cũng chỉ có võ tu nhỏ bé tên Cơ Ngân kia mới thực sự xứng đáng. Thua rồi, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nhìn theo Sở Vô Xương rời đi, Ngô Huyền Thông vuốt râu. Chí ít, trận chiến này đã khiến thiên chi kiêu nữ kia nếm được mùi vị thất bại. Đây sẽ là một lần rèn rũa về tâm lý, mà Cơ Ngân chính là hòn đá mài dao, sẽ giúp tâm lý của Sở Vô Xương niết bàn và thoát biến. Thực tế chứng minh, nữ soái đưa Cơ Ngân vào Thiên Tông là lựa chọn đúng đắn tới cỡ nào. Kịch hay, hạ màn rồi. Ngô Huyền Thông phất tay áo, bước xuống võ đài, trong lòng không ngừng cảm thán. Chủ trì tỷ thí Tân Tông lần này đúng là đặc sắc, có được con hắc mã như thế, ông ta kinh ngạc từ đầu đến cuối. Kịch hay, hạ màn rồi. Khán giả lục tục rời đi, tới khi ra khỏi hội trường rồi vẫn còn thấy thòm thèm. Thiên Tông đúng là một nơi thần kỳ. Tại sao lại nói là thần kỳ nhỉ? Bởi vì luôn có một số người tạo ra truyền thuyết và thần thoại ở đó. Đây là một cánh rừng hoa đào, cánh hoa bay tứ tán. Ở nơi rất sâu được che khuất bởi những tán cây, có một linh trì thánh khiết, khói xương vương vất, không gian mờ ảo. Đó chính là thiên trì thánh địa trị thương của Thiên Tông. Chưa đi tới gần đã cảm nhận được hơi thở của sinh linh, ngửi một lần thôi đã thấy tâm hồn sảng khoái. Triệu Bân lặng lẽ ngồi khoanh chân trong thiên trì. Linh Lung và Vân Yên cũng có mặt, đang hợp sức nối cánh tay cho hắn, bạch huyền thạch của nội môn cũng ở đây để loại bỏ sát khí trong cơ thể hắn. Chỉ trong thoáng chốc đã có vài viên đan được nhét vào miệng Triệu Bân. Hơi thở của Triệu Bân tuy khá yếu, nhưng sau cùng đã vững vàng. Mà cánh tay của hắn cũng đã được Linh Lung nối liền. Thế nhưng, trong thời gian ngắn, nó không thể cử động, vẫn cần nhiều ngày luyện tập. Soạt. Gió lớn nổi lên,
có người bước vào rừng đào. Người này tầm tuổi trung niên, mặc huyền bào trang trọng, bước đi như rồng như hổ, khí chất uy nghiêm, hơi thở hồn hậu, đôi mắt thâm sâu và sắc bé như loài ưng, lộ rõ vẻ cơ trí, dày dạn gió xương. Ông ta chính là Dương Huyền Tông, trưởng giáo đương nhiệm của Thiên Tông, một cao thủ cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật. Vốn dĩ ông ta đang bế quan, chỉ vì có người cố tình xông vào thiên trì mới giật mình tỉnh giấc, ra ngoài mới biết chuyện tỷ thí Tân Tông. Sau khi nghe xong, dù đã đạt tới cảnh giới chuẩn thiên, ông ta vẫn rất kinh ngạc. Một võ tu chân linh, đánh bại cháu gái của nữ soái. Chính vì nghi hoặc nên ông ta mới vội vàng chạy tới, muốn ngó xem võ tu kia rốt cuộc có gì khác biệt mà đến cả Sở Vô Xương cũng không phải đối thủ của hắn. Có lẽ vì đến gấp gáp quá, chưa kịp che giấu hơi thở, chấn động đến mức nước trong thiên trì trào lên, thoáng chốc nhấn chìm luôn Triệu Bân. Người từ từ thôi, linh lung liếc xéo ông ta. Dương Huyền Tông cười khà khà, nóng lòng muốn nhìn Triệu Bân, thấy Triệu Bân trong thiên trì, đôi mắt sâu lóe lên ánh sáng, sau đó đánh giá hắn từ trên xuống dưới, dường như muốn bóc trần mọi bí mật của Triệu Bân. Nhìn qua một lần đã thấy phi phàm, có một kiểu khí chất khó nói thành lời. Người mà nữ soái đã chọn, đâu thể là hạng tầm thường, đến cả Sở Vô Xương cũng đánh bại được. Sư thúc, hắn là hậu bối nhà nào thế? Thu hồi ánh mắt từ chỗ Triệu Bân, Dương Huyền Tông mới nhìn Linh Lung. Ai mà biết được, Linh Lung nhún vai. Vân Yên sư muội cũng không biết, Dương Huyền Tông nhìn về phía Vân Yên. Không biết, Vân Yên cười gượng, nói thật lòng, người làm sư phụ như cô ta thật là thất bại. Đợi khi nữ soái đến, hỏi là biết ngay, Bạch Huyền Thạch vuốt râu. Rất tốt, Dương Thiên Tông mỉm cười, nhìn thần sắc của ông ta, chắc hẳn rất kinh hỉ. Ông ta là người yêu mến nhân tài, Thiên Tông có được một nhân tài như thế, đâu thể không mừng rỡ chứ. Chờ xem, chẳng bao lâu nữa thì tên nhóc cơ ngân này nhất định sẽ trở thành một cường giả, một anh hùng cái thế, Thiên Tông đã có người kế tục, hơn nữa còn có Sở Vô Xương. Hai người bọn họ liên thủ thì nhất định có thể đưa Đại Hạ Thiên Tông trở lại đỉnh cao huy hoàng một lần nữa. Đi thôi, ngày mai lại đến. Linh Lung xua tay, liếc nhìn Triệu Bân một cái rồi vươn vai bước đi. Trước khi đi cô ta còn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Vân Yên, nở nụ cười qua khóe mắt. Vân Yên không thể hiểu được ý tứ của cô ta. Làm gì còn có ý tứ nào khác ngoài chuyện nhảy múa thoát y đó đâu. Nhưng nếu như hỏi thì Linh Lung vẫn sẽ trả lời rằng nụ cười đó là do đồ nhi của ngươi đã giành được vị trí thứ nhất. Cứ để cho hắn tĩnh tu trước, khi nào hắn tỉnh thì báo cho ta biết. Dương Huyền Tông cười nói, để lại không ít linh dược rồi mới ra khỏi rừng hoa đào. Bạch Huyền Thạch cũng có ý giống như vậy, hai người vừa đi trên đường vừa thì thầm gì đó với nhau, thổn thức tặc lưỡi liên tục. Rừng hoa đào bây giờ chỉ còn lại Vân Yên. Cô ta không dám lớn tiếng. Chỉ lặng lẽ đứng bên bờ thiên trì. Lần đầu tiên cô ta mới thực sự nghiêm túc đánh giá đồ nhi nhà mình, dưới một khuôn mặt bình thường không biết còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật, tuy chỉ là một thiếu niên nhưng từ trên cơ thể của Triệu Bân có thể thấy rõ sự thăng trầm và tang thương của cuộc sống, đây không phải là thứ mà những người đồng trang lứa với hắn đã có thể cảm nhận được, cho nên so với họ thì hắn cũng già đời hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong ý chí của hắn còn tồn tại chấp niệm tử chiến không lùi, một khi đã được nhìn thấy thì cả đời này cô ta cũng không thể nào quên được. Triệu Bân trong hồ giống như một pho tượng bất động. Trận chiến này chắc chắn là trận chiến khó khăn nhất mà hắn đã từng trải qua với một võ tu đồng trang lứa. Sở Vô Xương rất mạnh, mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, đây là lần đầu tiên hắn bị một võ tu đồng trang lứa đả thương thê thảm đến như vậy, khiến cho toàn thân hắn hằn lên những vết sẹo. Thương tích nhiều đến nỗi ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể khiến cho tất cả các thương tích trên người hắn khép miệng. May mà hắn vẫn thắng. Chiến thắng Sở Vô Xương, hắn đã giành được vị trí thứ nhất, hắn có thể sử dụng đan tinh thần thỏa thích. Rừng hoa đào yên tĩnh, cho dù không phải là thánh địa trị thương thì cũng là thánh địa tu luyện. Nước bên trong thiên trì trong vắt như gương, từng gợn sóng lấp lánh đều ẩn chứa tinh nguyên vô cùng dồi dào. Từ bên trong mỗi huyệt vị của Triệu Bân đều được tinh nguyên tràn vào nuôi dưỡng, theo thời gian thì công pháp của hắn cũng tự động vận hành, bắt đầu tự hấp thụ tinh nguyên bên trong thiên trì, luân chuyển nó chảy khắp tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Khí tức của hắn cũng càng lúc càng trở nên cân đối hơn. Khuôn mặt xanh xao của hắn cũng đã hồng hào trở lại. Thiên trì có công hiệu trị thương thần kỳ,
chuyện hắn hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đã có chuyển biến tốt hơn, nhưng trạng thái của người khác lại không hề lạc quan như thế. Ví dụ như, vị nữ thần tên Tú Nhi. Phản phệ, cũng là một loại tu hành. Nguyệt thần đã lẩm bẩm những lời này không biết bao nhiêu lần. Trong làn sương mù có thể nhìn thấy cô ta đang ôm lấy cái eo già nua của mình đi lại bên trong ý thức của Triệu Bân. Linh hồn của cô ta đã mờ ảo hơn trước nhiều, sắc mặt còn có chút tăm tối. Dù sao thì cô ta cũng là một vị thần, cho dù chỉ còn lại một tia linh hồn thì cô ta vẫn là một vị thần cao quý, không ngờ lại bị phản phệ thê thảm, đúng là quá đáng. Đừng để bà đây biết ngươi là ai, Nguyệt thần thầm đe dọa. Cô ta đã bế quan tu luyện nhiều ngày như vậy, trải qua một lần phản phệ liền bị đánh trở lại nguyên hình. Kỳ thực cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Có trách thì cũng phải trách chính cô ta quá thích xem kịch, nhìn những thứ không nên nhìn, nghe những thứ không nên nghe, như vậy không dẫn tới phản vệ mới là lạ, còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Triệu Bân, ngươi giỏi lắm. Cô ta liếc sang Triệu Bân mà mắng một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Đã nói rồi, tên nhóc này không hề gặp may vô cớ hay tự nhiên có tài năng xuất chúng, phía sau hắn có một vị thần phù hộ, chuyện này một lời không thể nào giải thích hết được. Nhìn hành động thường ngày của Triệu Bân thì hắn hiển nhiên không hề hay biết chuyện này. Cho nên mới nói, nguồn sức mạnh vô hình mới là chí mạng nhất. Người như hắn nếu như đặt ở thần giới thì không được xưng tụng mới là lạ. Thật chói mắt, Nguyệt thần thôi không nhìn hắn nữa. Thứ chói mắt chính là hào quang trấn áp của ai đó đang tỏa ra. Dứt lời thì cô ta liền ổn định thân thể, biến ra một vầng sáng để sửa lại mặt trăng của mình, không sai. Mặt trăng của cô ta gần như đã bị phá hủy cho nên cô ta phải sửa chữa nó, sự phản vệ này nhanh và mạnh đến mức khiến cho cô ta trở tay không kịp. Ngoại giới. Vân Yên đã đi vào linh trì. Vị sư phụ này cũng rất thú vị, cứ đi vòng quanh Triệu Bân nhìn lên nhìn xuống giống như đang nhìn một con khỉ, thỉnh thoảng lại vươn tay ra chọc nhẹ vào người Triệu Bân, một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà lại có cả võ hồn lẫn đan hải, làm sao hắn có thể luyện ra những thứ đó. Rốt cuộc hắn đã được ai truyền thừa cho? Có điều nhãn giới của cô ta vẫn còn thấp, không thể nào nhìn ra được lai lịch của hắn. Chẳng mấy chốc mà đã trôi qua mấy ngày. Trong thời gian này Linh Lung và Dương Huyền Tông đều đến đây tới mấy lần. Về phần các trưởng lão khác thì không ai được phép bước vào nếu không có lệnh của trưởng giáo. Bên trong Thiên Tông không hề sạch sẽ. Dương Huyền Tông thân là trưởng giáo vẫn có thể biết được rất rõ ràng. Nếu như có ai đó bước vào đây giết chết Cơ Ngân thì mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Quy định này là để bảo vệ cho sự an toàn của Cơ Ngân. Ngay từ khi hắn chiến thắng Sở Vô Xương thì hắn đã được Thiên Tông chỉ định là trọng điểm để bồi dưỡng. Hả, Sở Vô Xương bị đánh bại. Người bế quan nên đã bỏ lỡ kịch hay rồi. Làm sao có thể? Ngay từ sáng sớm thì Thiên Tông đã trở nên hết sức náo nhiệt. Chủ yếu là vì tiếng bàn tán xôn xao của các trưởng lão và đệ tử đang bế quan sau khi nghe kể lại chuyện đã xảy ra trong tỷ thí Tân Tông, ai cũng hết sức kinh hãi, sau cú sốc thì bọn họ lại càng tiếc nuối thổn thức, bọn họ đúng là đã bế quan không đúng lúc. Một màn kịch hay đến như vậy mà bọn họ lại bỏ lỡ mất. Cảnh giới chân linh mà mạnh như vậy sao? Có thể chiến đấu vượt cấp, đánh bại được cả Sở Vô Xương sao? Có không ít người cảm thấy nghi hoặc. Đều muốn chạy tới thiên trì xem khỉ. À không, là xem Cơ Ngân. Đáng tiếc không phải ai cũng có thể bước vào thiên trì, chỉ có những người có lệnh của trưởng giáo mới được bước vào. Vào thiên trì rồi thì chuyện hồi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Phi đang cười nói trên đỉnh Tử Trúc, ai mà không biết đó chính là thánh địa trị thương. Xích Hiên và Mục Thanh Hàn đều đang ở đây, cả đám nhân tài Tô Vũ cũng đang ở đây. Bọn họ đều đang đợi Cơ Ngân trở về để nghiên cứu hắn một chút, nếu cần thì cũng nên trích một chút máu của hắn đem về nhà. Chắc cũng có thể trừ tà. Trên đỉnh Tử Trúc vui vẻ mà bên ngoài cũng không kém phần náo nhiệt. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tỷ thí Tân Tông kết thúc, nhưng sức nóng của nó vẫn không hề suy giảm, đi đâu cũng có thể nghe thấy tên của Cơ Ngân được đem ra bàn tán. Nội gián của các thế lực khác nhau bên trong Thiên Tông cũng không hề nhàn rỗi. Ai cũng bận bịu truyền tin tức về thế lực đứng đằng sau mình. Trong sự kinh ngạc của tất cả bọn họ còn ẩn chứa nhiều phần kính sợ.
ngay cả mệnh lệnh của các thế lực thần bí đang cử người trà trộn bên trong Thiên Tông cũng được đưa ra một cách nhất quán đến lạ kỳ, nếu như có thể lôi kéo được thì lôi kéo, còn nếu như không thể lôi kéo được thì giết chết ngay. Điều này cũng chứng tỏ Triệu Bân đã trở thành một nhân vật rất quan trọng. Chỉ một mình hắn mà đã khiến cho không ít thế lực phải nổi lên sóng gió, trên đời này có rất nhiều kẻ không muốn Đại Hạ Thiên Tông phát triển, hiện giờ tại Thiên Tông lại khai sinh ra thêm một yêu nghiệt thiên tài có 102, làm sao bọn họ có thể để mặc cho hắn tiếp tục nâng cao thực lực được, nếu như không thể lôi kéo hắn thì hắn chắc chắn sẽ trở thành một mối họa lớn trong tương lai. Bóp chết nhân tài từ trong nôi. Chuyện như vậy từ trước đến nay cũng không hề hiếm. Tại biên quan, trong doanh trướng lớn, nữ soái đang đứng yên lặng chăm chú nhìn tấm bản đồ treo trên vách. Gần đây vương triều Đại Nguyên lại không an phận, đã dục dịch muốn động thủ với Đại Hạ, đồng minh của chúng cũng không ngồi yên, luôn muốn liên thủ nuốt chửng Đại Hạ. Sứ giả của hai nước vẫn đang đàm phán. Có thể không đánh nhau và giải quyết trong hòa bình mới là tốt nhất. Nhưng nếu như đối phương muốn tìm kích thích thì Triều Long Đại Hạ cũng không ngại xuất chiến, ngay cả cảnh giới thiên võ trong truyền thuyết cũng sẽ xông pha chiến trường, chưa nói đến những vị khác, chỉ cần một vị Đại Hạ Hồng Uyên là đã đủ uy chấn khắp tứ hải bát hoang. Nữ soái. Trong lúc nữ soái còn đang xem xét thì một nữ tướng đã vén rèm bước vào báo cáo, có tin tức từ Thiên Tông truyền đến. Nói, nữ soái nói ngắn gọn. Tỷ thí Tân Tông, đại tiểu thư đã thua. Thua rồi. Nữ soái bất ngờ quay đầu lại, cau mày hỏi, thua ai? Cơ Ngân. Cơ Ngân, nữ soái lại cau mày, hỏi, của nhà nào? Đây, chính là điều mà trưởng giáo muốn hỏi nữ soái, nữ tướng kia cười gượng gạo đáp. Hỏi ta, người tên Cơ Ngân đó đã nhờ vào tử ngọc của nữ soái mới có thể tiến vào Thiên Tông. Tại Thiên Trì, Triệu Bân vẫn chưa tỉnh. Nhưng xem sắc mặt cùng khí tức của hắn thì cũng không còn gì đáng ngại. Vân Yên đã ở đây canh giữ 9 ngày, cũng nghiên cứu hắn hết 9 ngày, chỉ còn thiếu chuyện cởi hết quần áo của Triệu Bân ra mà nghiên cứu. Rõ ràng là cô ta còn muốn nhìn rõ hơn, biết đâu sẽ phát hiện ra thêm nhiều thứ đáng kinh ngạc hơn nữa. Còn chưa tỉnh sao, Linh Lung lại đến hỏi. Cô ta hầu như ngày nào cũng đến thăm Triệu Bân và hỏi câu này. Tên nhóc này sao lại bị thương nặng đến như vậy, ngâm trong thiên trì thì đáng lẽ hắn đã phải hồi phục từ 9 ngày trước rồi mới phải. Kỳ thực Triệu Bân đã chìm trong một giấc ngủ say. Trạng thái ngủ say này rất tốt, thân thể của hắn mỗi ngày đều được nước thiên tỷ nuôi dưỡng. Nếu như không có ai ở đây thì có lẽ Nguyệt Thần đã đánh thức Triệu Bân dậy, sau đó bảo hắn dùng hồ lô tím vàng thu thập lại thật nhiều nước của thiên tỷ, bởi vì nước ở đây quả thật có công dụng chữa trị hết xích thần kỳ. Đến lúc đột phá cần có một viên đan dược, Linh Lung cười nói. Nền tảng của hắn quá dày, muốn đột phá cũng khó hơn người khác. Vân Yên trầm ngâm nói. Người phải canh chừng đồ nhi này của ngươi kỹ một chút mới được, Linh Lung nói, lời nói mang nhiều ý tứ sâu xa. Mấy ngày nay Vân Yên đều trấn thủ ở thiên chỉ không rời một bước cho nên cũng không biết rõ về tình hình bên ngoài, nhưng cô ta vẫn rất tỉnh táo để nhận ra được có rất nhiều thế lực đang tập trung theo dõi tên tiểu võ tu này. Tất nhiên cũng có không ít người muốn nhân cơ hội này mà giết chết hắn hoặc lôi kéo hắn, cô ta không muốn canh chừng cũng không được. Chỉ cần lơ là một giây thì hắn rất có thể sẽ bị bắt cóc đi mất. Đã hiểu, Vân Yên là một người khôn ngoan, tất nhiên cô ta tự biết cân nhắc chuyện này. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì một làn gió đã thổi nhẹ qua mái tóc đen dài của Triệu Bân. Hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại, lúc hắn vừa mở mắt thì từ trong đôi mắt của hắn còn phóng ra một tia sáng cực nhanh, tia sáng ấy đã khiến cho một cây hoa đào cách đó không xa bị chặt ngang thân, thật sự quá sắc bén. Nước trong hồ này kỳ quái quá, Triệu Bân trầm ngâm lẩm bẩm. Nước trong hồ này tràn đầy tinh nguyên, mang theo năng lực trị thương, từng sợi tinh nguyên tràn vào bên trong mỗi huyệt vị nuôi dưỡng cơ thể của hắn, khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều được hưởng lợi không ít. Cũng không biết có phải là do bệnh nghề nghiệp hay không. Hắn vừa tỉnh là đã nghĩ ngay đến chuyện lấy hồ lô tím vàng ra để thu thập nước trong hồ mang về. Ngươi đang làm gì vậy? Linh Lung liếc mắt một cái liền hỏi. Không, không có gì, Triệu Bân cười gượng gạo, lẹ làng thu hồ lô nhỏ lại. Bởi vì hắn đang ngồi nghiêng người về phía Linh Lung cho nên hắn không hề nhận ra bên cạnh hồ còn có hai người. Thật là xấu hổ, chỉ lo mải mê xem xét nước trong hồ mà không để ý tới người khác,
đã có người ở đây thì hắn cũng không thể tùy tiện thu thập nước hồ được. Đây là đâu? Triệu Bân đứng dậy liếc nhìn xung quanh, nơi này có mây mù lượn lờ, linh khí dâng trào, nếu không tới đây thì hắn cũng không biết bên trong Thiên Tông lại có một chỗ tốt như vậy, đúng là thánh địa để tu luyện. Thiên Trì, Vân Yên cười nhẹ nói. Đây là Thiên Trì sao? Triệu Bân nói xong lại ngồi trở về. Hắn đã từng nghe nói về Thiên Trì, đây là thánh địa trị thương của Thiên Tông, nếu như không có thân phận cao quý thì không có tư cách bước vào. Hóa ra hắn hồi phục là do công lao của Thiên Trì, không dễ dàng để được bước vào nơi này, hắn nên ngồi tĩnh tu thêm một lát mới phải. Hắn chỉ ngồi một lát thì đã có thể hấp thụ được không biết bao nhiêu là tinh nguyên trong hồ, thân thể của hắn lúc này giống như một cái hố không đáy, tham lam hấp thụ hết lợi ích trong thánh địa. Người đúng là không biết khách khí, Linh Lung thích thú bật cười nói, sau đó liền dùng một tay xách Triệu Bân ra khỏi hồ, nhìn bộ dạng tham lam của ngươi. Nếu như cứ để cho ngươi ở đây thì tinh hoa trị thương của Thiên Trì sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hấp thụ hết. Nơi này thật tốt. Triệu Bân cười ha hả nói rồi lại quan sát xung quanh một lần nữa, hắn cảm thấy hết sức yêu thích Thiên Trì này. Ngươi, võ hồn của ngươi đến từ đâu? Linh Lung cười hỏi. Vân Yên cũng liếc nhìn sang, muốn biết đáp án. Bẩm sinh, Triệu Bân nói dối mà không hề đỏ mặt. Bẩm sinh, Linh Lung cùng Vân Yên nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau một cái, tộc hồn. Từ cổ chí kim trên thế giới có nhiều chủng tộc như vậy nhưng duy chỉ có tộc hồn là vừa sinh ra đã có võ hồn. Chỉ có điều người thuộc tộc hồn đều có thân thể rất gầy yếu. Cái tên này thì chắc chắn không gầy yếu một chút nào. Đệ tử nghe lão tổ của mình nói khi mình 3 tuổi thì thân thể đã xảy ra một sự biến hóa lớn, Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Kỹ năng diễn xuất thần sầu của hắn đã được kích hoạt, nói dối không hề lộ ra chút sơ hở nào, ngay cả Nguyệt Thần cũng suýt tin là thật. Đây là lý do để che giấu lai lịch của võ hồn mà hắn đã nghĩ ra từ lâu. Tộc hồn đã không còn truyền thừa, cho dù hắn có nói mình có quan hệ với tộc hồn thì cũng không ai có thể điều tra ra được. Chủ yếu cũng bởi vì lý do của hắn khá hợp lý. Hơn nữa, hai người phụ nữ trước mặt cũng tin tưởng hắn. Còn Đan Hải thì sao? Linh Lung lại nhìn hắn không chớp mắt hỏi, tại sao ngươi có Đan Hải? Chuyện này, nói ra thì rất dài, Triệu Bân làm ra vẻ thâm trầm nói, hắn vẫn đứng thẳng tắp như tre như trúc, ngước mặt nhìn lên bầu trời, bộ dáng phối hợp hoàn hảo với mây mù lượn lờ nơi đây khiến cho người ta cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sau khi làm xong hết các động tác tỏ ra mình là người hết sức chính trực đang nhớ về quá khứ thăng trầm thì hắn mới tiếp tục mở miệng nói, lúc nhỏ đệ tử rất nghịch ngợm. Năm 4 tuổi vào rừng ăn phải một loại quả kỳ lạ rồi ngất đi, sau khi tỉnh lại liền có thể mở ra đan hải. Thiên lôi thì sao? Khi đệ tử lên 5 tuổi. Bí pháp tái sinh là do ai truyền cho ngươi? Khi đệ tử lên 6 tuổi. Kiếm pháp của ngươi học được từ đâu? Khi đệ tử lên 7 tuổi. Những đoạn đối thoại này thật quá ly kỳ. Mỗi khi Linh Lung đặt một câu hỏi thì Triệu Bân đều sẽ hết sức nghiêm túc kể cho cô ta nghe một câu chuyện xưa. Đừng nói tới Linh Lung, ngay cả Vân Yên cũng đã quắc mắt lên. Không nghe không biết, vừa nghe kể thì đã muốn nhảy dựng lên vì kinh ngạc, những gì mà ngươi trải qua thật đúng là. Con mợ nó quá ly kỳ, trên đời này làm gì có nhiều cơ hội tốt đến như vậy, làm gì có nhiều cơ duyên kỳ ảo đến như vậy, thế mà lại có thể hội tụ hết trên người của ngươi. Từ 3 tuổi nói đến hơn 10 tuổi. Dường như ngươi không hề đi tìm may mắn mà vẫn có thể tình cờ gặp được may mắn. Cũng không đúng, cái này hoàn toàn không phải là ngươi tình cờ gặp được may mắn, mà may mắn đã tự vác xác đến gặp ngươi rồi nhảy lên người của ngươi. Nói nhiều như vậy, có phải là ngươi chỉ đang muốn nói cho hai người bọn ta biết ngươi là người có nhân phẩm tốt hay không? Linh Lung vừa nói vừa lấy ra một bầu rượu. Cười ta nhìn Triệu Bân, Triệu Bân cũng đang cười nhưng toàn thân lại cảm thấy lạnh run. Chắc là do trời xanh chiếu cố, Triệu Bân khẽ nói. Ta thấy nên tống hắn vào hình ngục đi, ở đó hỏi chuyện tiếp sẽ tốt hơn, Linh Lung nói. Sở Lam mấy ngày nữa sẽ trở về, trực tiếp hỏi thẳng cô ta thì sẽ còn biết được nhiều hơn, Vân Yên cười nói. Tỉnh rồi sao? Trong lúc họ đang nói chuyện thì bỗng có một cơn gió lớn nổi lên. Dương Huyền Tông đã tới, do bước đi quá vội vàng cho nên ông ta đã vô tình tạo ra gió lớn hất bay Triệu Bân rơi vào Thiên Trì một lần nữa. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi,
ngay lập tức ra sức hấp thụ một lượng lớn tinh hoa. Dương Huyền Tông lại phải xách hắn ra ngoài. Người này thật mạnh, Triệu Bân run lên, trong lòng hết sức kiêng kỵ Dương Huyền Tông, nếu như hắn đoán không sai thì ông ta hẳn đã đạt tới cảnh giới chuẩn thiên, khí tức huyền ảo của ông ta không hề thua kém Tử Y Hầu, cả hai đều vô cùng khủng bố. Còn không mau bái kiến trưởng giáo, Vân Yên nói với Triệu Bân. Nghe vậy, Triệu Bân vội hốt hoảng đứng vững, chắp tay cúi đầu nói, bái kiến trưởng giáo. Đúng là nhân tài. Tâm trạng của Dương Huyền Tông đang rất tốt, ông ta bật cười vỗ vai Triệu Bân. Ông ta có cảnh giới chuẩn thiên, vỗ một cái không nhẹ không nặng, khiến cho Triệu Bân lảo đảo muốn ngã, nhe răng trợn mắt cố đứng vững. Trưởng giáo sư bá, người có thể cấp cho đệ tử đan tỉnh thần trước được không? Triệu Bân cười hỏi. Ngày mai sẽ có một sự kiện lớn, tất cả các phần thưởng của tỷ thí Tân Tông đều được phát cùng một lúc, Dương Huyền Tông cười nói, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phần thưởng cho đệ tử đứng thứ nhất tỷ thí Tân Tông rất lớn, ngoài đan tỉnh thần thì còn có một tháng tu hành bí phủ và một bộ thiên nhai công pháp, tất cả đều chân quý hơn đan tỉnh thần rất nhiều, thế mà Cơ Ngân lại đi hỏi xin thứ ít chân quý nhất. Nhưng ông ta đâu biết rằng đối với Triệu Bân mà nói thì tu hành bí phủ hay thiên nhai công pháp đều không bằng một viên đan tỉnh thần, trên toàn cõi đại hạ cũng chỉ có duy nhất một viên, chỉ có nó mới có thể giúp cho Liễu Tâm Như tỉnh lại. Vậy ngày mai đệ tử lại đến nhận. Triệu Bân cúi đầu nói, sau đó xoay người lẹ làng chuồn ra khỏi rừng hoa đào. Linh Lung không tính là gì, Vân Yên cũng không tính là gì, chủ yếu là áp lực của Dương Huyền Tông đối với hắn thực sự quá mạnh, nếu như vì thế mà hắn để lộ ra chút sơ hở nào thì thân phận của hắn cũng không thể giấu được nữa. Có hỏi được gì không? Dương Huyền Tông nhìn Linh Lung và Vân Yên hỏi. Lão muốn nghe đoạn nào? Linh Lung làm ra vẻ hiểu biết nói. Mới vừa nãy tên nhóc đó đã kể cho bọn ta nghe rất nhiều chuyện xưa từ khi hắn còn nhỏ. Dương Huyền Tông nghe hỏi vậy thì cũng không hiểu, cái gì mà đoạn nào. Sau khi rời khỏi thiên trì, Triệu Bân liền đi thẳng đến tàng kinh các. Đánh bại Sở Vô Xương, hắn đã giành được vị trí thứ nhất trong tỷ thí Tân Tông. Lão Huyền Sơn nói, giành được vị trí thứ nhất đồng nghĩa với việc có được đặc quyền lên tầng thứ hai và tầng thứ ba. Trên đó chắc chắn có bảo bối đã khiến cho mầm tạo hóa của hắn phấn khích đến run rẩy, hắn phải cầm được bảo bối đó trong tay thì mới yên tâm. Răng rắc, răng rắc. Trên đường đi lại nghe vang lên tiếng xương cốt của hắn đang va chạm vào nhau. Trước đó bị phế đi một tay, cho dù Linh Lung có nối lại cho hắn thì tất nhiên cánh tay của hắn cũng không còn hoàn hảo. Bây giờ hắn dùng vạn pháp trường sinh quyết tái tạo lại cánh tay sau khi tái tạo mới trở nên không khác gì lúc trước. Nhìn kìa, kia là Cơ Ngân. Có rất nhiều đệ tử đã nhìn thấy Triệu Bân từ rất xa. Ai nhìn thấy hắn cũng lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ kinh sợ chiến lực của Triệu Bân, đồng thời cũng kinh sợ năng lực trị thương của thiên trì bên trong thiên tông, nơi đó quả nhiên là thánh địa trị thương, Cơ Ngân đã bị phế một cánh tay, thậm chí mắt cũng đã bị mù, trọng thương đến mức đó mà vẫn có thể trị khỏi chỉ trong 9 ngày. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy bình thường. Ai cũng đã được nhìn thấy năng lực tái tạo của Cơ Ngân trong tỷ thí Tân Tông. Chính xác mà nói thì năng lực tái tạo của hắn dường như đã đạt tới đỉnh cao, nếu như hắn còn có thể phối hợp với thiên trì thì chuyện thương tích của hắn phục hồi nhanh chóng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cơ sư đệ, chào buổi sáng. Xem đi, người thành danh rồi thì xưng hô cũng không giống trước. Trước kia ai cũng gọi hắn là tên nhóc đi cửa sau, hoặc là con cóc ghẻ, hoặc là con rùa rụt đầu. Bây giờ cả đám người ai cũng gọi hắn là cơ sư đệ một cách hết sức thân thiết, đúng là kẻ mạnh làm chủ thế giới, nói nhiều cũng không bằng đấm một đấm, sức mạnh tuyệt đối mới là tiếng nói thật sự. Chào buổi sáng, Triệu Bân mỉm cười đáp lời rồi đi qua. Thật kỳ quái, cảnh giới chân linh sao lại mạnh như vậy? Hắn là yêu nghiệt nghịch thiên cải mệnh, tiềm lực vô hạn, tiền đồ sán lạn, bây giờ hắn còn trẻ. Nếu như sau này gặp được cơ duyên tốt thì ít nhất cũng có thể trở thành phó trưởng giáo, thậm chí còn có thể trở thành trưởng giáo thiên tông trong tương lai. Vậy nên hãy lo mà ra sức tạo mối quan hệ tốt với hắn đi. Sau lưng hắn vẫn có rất nhiều lời bàn tán thất thiệt, nhưng tuyệt nhiên không còn ai dám khinh thường hắn chỉ là tiểu võ tu cảnh giới chân linh nữa. Những biệt danh tồi tệ mà trước đó mọi người đặt cho hắn, sau cuộc tỷ thí Tân Tông cũng đã tan thành mây khói, không ai dám gọi hắn như vậy nữa. Triệu Bân đã trở nên nổi tiếng ở bất cứ nơi nào hắn đến sau khi tỷ thí Tân Tông kết thúc. Các nữ đệ tử trước kia mỗi khi gặp Cơ Ngân thì đều chán ghét,
bây giờ gặp lại hắn thì đều trở nên bẽn lẽn hơn rất nhiều, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều. Sức hút từ bên trong của hắn đã càng lúc càng tăng cao. Rõ ràng sức hút này đến từ thực lực của hắn. Nếu Triệu Bân vẫn là tên tiểu võ tu có vẻ yếu ớt như trước kia thì bọn họ chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến hắn. Triệu Bân đi thẳng một đường mà không quan tâm đến những người khác nữa, đến khi hắn dừng lại thì đã đứng ngay phía trước tàng kinh các. Tới rồi. Thấy hắn tiến vào, lão Huyền Sơn đang ngủ gà ngủ gật cũng phải liếc mắt nhìn một cái. Lão già này chắc chắn đêm qua ngủ không ngon. Hoặc là, do ông ta ăn bàn nhiều quá, bị nặng bụng cho nên sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tại sao sắc mặt của ông ta lại khó coi đến như vậy? Tất nhiên là bởi vì thua cược rồi. Chuyện này cũng nhờ vào công lao của Cơ Ngân, ông ta cược hắn thua nhưng lúc nào hắn cũng thắng, từ đầu đến cuối hại ông ta thua sạch sành sanh. Trưởng lão, chào buổi sáng, Triệu Bân lên tiếng chào hỏi. Người hồi phục nhanh đó, lão Huyền Sơn liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới rồi nói. Nước thiên chỉ có công hiệu rất tốt, Triệu Bân mỉm cười đáp. Năng lực tái sinh của ngươi, cũng rất tốt, lão Huyền Sơn thở dài nói. Trưởng lão, ta muốn lên tầng 2 và tầng 3, Triệu Bân xoa xoa tay nói. Ngươi vốn còn chưa có tư cách đó. Nhưng hôm nay lão phu sẽ cho ngươi một đặc quyền. Lão Huyền Sơn nói xong thì lấy ra một miếng ngọc vàng, đây chính là giấy thông hành, đeo miếng ngọc này lên người thì có thể tự do đi lên tầng 2 và tầng 3 của tàng kinh các. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là một nhân tài chứ? Cảm ơn trưởng lão, Triệu Bân lẹ làng nhận lấy miếng ngọc rồi đi thẳng lên tầng 2. Khi đi ngang qua một dãy giá sách, hắn liếc mắt sang một bên thì nhìn thấy U Lan, mỗi khi tới đây hắn đều gặp được cô ta. Cô ta không tới đây để đọc sách mà là để trộm sách, cô ta đang dùng tinh thạch ký ức để trộm nội dung trong sách. Nhìn thấy Triệu Bân, U Lan vội vàng thu tinh thạch ký ức lại. Người luôn lãnh đạm như cô ta mà cũng phải lộ ra một nụ cười đó chính là để che giấu sự hoảng hốt khi sợ người khác phát hiện ra hành động của mình. Triệu Bân cũng mỉm cười, rồi đi thẳng lên tầng 2. Tầng 2 của tàng kinh các so với tầng 1 thì nhỏ hơn một chút. Ngoài các dãy giá sách thì còn có 7-9 nơi để ngồi đọc sách, khác với tầng 1 chỉ có thể đứng đọc sách, nếu muốn ngồi thì tự mang theo ghế. Cơ Ngân. Tầng 2 đang có người, nhìn thấy Cơ Ngân đi lên thì mọi người đều buông sách trên tay xuống. Ai cũng cảm thấy khá kinh ngạc khi nhìn thấy Cơ Ngân ở tầng 2, bởi vì Cơ Ngân lúc này còn chưa có đủ tư cách để lên đây, nhưng nếu ngẫm lại thì thấy cũng không đáng ngạc nhiên, hắn là người đứng vị trí thứ nhất của tỷ thí Tân Tông. Ngay cả Sở Vô Xương cũng đã bị hắn đánh bại, hắn có được đặc quyền cũng không có gì lạ. Triệu Bân mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt sáng như đuốc nhìn quanh tầng 2. Sau vài phút, hắn mới lẩm bẩm, không có ở tầng 2. Nghĩ vậy, hắn lại leo cầu thang lên tầng 3. Còn mợ nó, hắn còn có thể lên tầng 3 sao? Mấy đệ tử đang đọc sách ở tầng 2 gào lớn, trong tông quy có nói chỉ có đệ tử chân truyền mới được đi lên đó. Mặc dù Triệu Bân đã giành được vị trí thứ nhất trong tỷ thí Tân Tông, nhưng xét cho cùng hắn vẫn chưa được xếp vào hàng đệ tử chân truyền. Tông quy chỉ là lời răn trên giấy, nếu như có thực lực thì người nào cũng có thể thay đổi, có người lên tiếng nói, với tư chất thiên phú của hắn, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua tông quy, ngay cả thiên trì mà hắn cũng có thể bước vào được thì đừng nói đến tàng kinh các người cứ lo đọc sách của mình đi. Bên này, Triệu Bân đã bước vào tầng 3. Tầng 3 so với tầng 2 thì còn nhỏ hơn một vòng, sách cổ cùng bí tịch cũng ít hơn rất nhiều, ngoài các dãy giá sách thì còn có 7 trí bàn ghế tinh xảo, bình hoa đồ sứ, thậm chí còn có kỳ hoa dị thảo tỏa hương bốn phía, nhìn thoáng qua còn tưởng đây là khuê phòng của tiểu thư nhà nào. Ở chỗ này đọc sách không có ai quấy rầy, vô cùng thanh tĩnh. Trên tầng 3 cũng có người, nhưng ít hơn nhiều so với bên dưới. Cơ Ngân. Cũng giống như ở tầng 2. Những người đang đọc sách trên tầng 3 rất kinh ngạc khi nhìn thấy Cơ Ngân bước lên đây. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trong phút chốc ai cũng đều hiểu ra, tên nhóc này không phải là người thường. Triệu Bân vẫn lễ phép mỉm cười, sau đó liền bắt đầu đi tìm bảo bối. Bảo bối mà hắn tìm nằm ở tầng 3, hắn biết được điều đó dựa vào sự phấn khích đến run rẩy của mầm tạo hóa bên trong cơ thể hắn. Lúc hắn đi sâu vào trong dãy giá sách cuối cùng thì mầm tạo hóa lại run lên dữ dội. Chứng minh cho hắn biết bảo bối đang nằm ở đây. Trước dãy giá sách này có một bóng hình xinh đẹp.
nhìn kỹ lại thì đó chính là Nguyệt Linh đang đọc sách. Nhìn thấy Triệu Bân, cô ta cũng không khỏi sửng sốt. Sau đó lại có một sự hoảng loạn không thể giải thích được dâng lên trong cô ta. Chỉ vì một bức thư tình mà trước kia cô ta đã trút giận lên đầu Cơ Ngân. Giờ phút này ngẫm lại cô ta mới thấy mình quá đáng. Sư tỷ, Triệu Bân đã bước tới, thử gọi một tiếng. Nguyệt Linh phản ứng lại, vội vàng né ra một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Bân. Cuốn sách cổ trong tay của sư tỷ, có thể cho ta mượn xem được không? Triệu Bân mỉm cười nói, bởi vì bảo bối mà hắn đang tìm được giấu trong cuốn sách cổ này, nếu như không phải vậy thì hắn cũng sẽ không chạy tới đây. Đương nhiên có thể, Nguyệt Linh cười, đưa cuốn sách cho hắn. Cảm ơn, Triệu Bân cầm lấy cuốn sách cổ rồi xoay người rời đi, tìm một chỗ ngồi nghiên cứu. Nguyệt Linh khẽ hé môi, nhưng cô ta không nói gì cả. Tiểu sư đệ có ý gì, ở đây có nhiều sách cổ và bí tịch đến như vậy, tại sao hắn chỉ muốn lấy cuốn sách cổ mà cô ta đang đọc, chẳng lẽ hắn đang cố tình muốn tiếp cận cô ta hay sao? Nếu như vậy thì sao hắn lại không bắt đầu một cuộc trò chuyện mà lại xoay người bỏ đi ngay như thế? Hay là tự cô ta đang suy nghĩ quá nhiều? Ở trong này có bảo bối sao? Triệu Bân đã tìm được một chỗ để ngồi xuống, mở cuốn sách cổ ra nghiên cứu. Đây là một bộ bí thuật, chính là bí thuật kiếm pháp, không chỉ có chữ viết mà còn có hình vẽ minh họa. Bộ kiếm pháp này không hề tầm thường, nhưng theo Triệu Bân thấy thì nó cũng không quá tinh diệu. Chẳng có gì thần kỳ cả, Triệu Bân lật qua lật lại cuốn sách, nhìn mãi mà không thấy nó có gì đặc biệt. Trong lúc đó hắn cũng không quên nội thị xem xét mầm tạo hóa và đan hải bên trong cơ thể. Chúng đều đang rất kích động. Đây, nhìn đi, Triệu Bân nói rồi đặt cuốn sách cổ ở chỗ bụng dưới. Bất ngờ thay, cuốn sách cổ đã có sự biến hóa. Bề mặt của cuốn sách cổ sáng bóng lên, từ trên từng trang sách phóng ra những sợi khí tức màu tím rất mỏng, bị mầm tạo hóa của hắn hút hết vào trong đan hải. Chỉ trong chốc lát thì mầm tạo hóa của hắn đã hút hết những sợi khí tức màu tím kia. Triệu Bân nội thị lại bên trong cơ thể, thấy mầm tạo hóa đã lớn lên thêm một chút. Mầm tạo hóa tuy vẫn còn nhỏ nhưng đã trở nên trong suốt như pha lê, sau khi hấp thụ khí tức màu tím thì cũng ánh lên ánh sáng màu tím mang sinh lực mãnh liệt, tất cả sinh lực đó đều đổ vào trong đan hải của hắn, khiến cho chân nguyên trong cơ thể của hắn quay cuồng và dâng trào, cơ thể của hắn cũng trở nên nóng tới mức muốn bốc hơi. Từng huyệt vị trên cơ thể của hắn đều đang hô hấp hết công suất để hấp thu linh khí, khiến cho tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn đều tràn đầy sức mạnh. Rắc, có một tiếng động nhỏ vang lên, chỉ một mình hắn mới có thể nghe thấy. Thanh âm đó cho thấy có thứ gì đó đã nứt vỡ ra. Không sai, hắn đã đột phá, từ cảnh giới chân linh đỉnh phong hắn đã đột phá được lên cảnh giới huyền dương. Hắn không lập tức cười to. Chỉ lập tức liếc nhìn chiếc nhẫn ma. Một lúc lâu sau cũng không thấy chiếc nhẫn ma hút lấy tu vi của hắn. Lúc này thì hắn mới xúc động đến mức muốn khóc. Con mợ nó, ông đây cuối cùng cũng đã thăng cấp thành công. Xúc động một hồi thì hắn mới có thể bật cười. Thật bất ngờ, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Trong lúc tìm cơ duyên cho mầm tạo hóa thì hắn lại có thể đồng thời thăng cấp. Đột nhiên lại có tiếng thiên lôi vang lên trên bầu trời. Thiên lôi đánh xuống giữa ban ngày trên bầu trời trong xanh khiến cho các đệ tử đều cảm thấy rất khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người lúc này mới thấy mây đen tụ tập, lôi điện lóe lên trong những đám mây đen, đây là dấu hiệu của một trận giông bão. Vốn là ban ngày nhưng bầu trời lại trở nên hết sức đen tối, ánh sáng mặt trời đều đã bị bóng tối nuốt chửng. Nhìn từ xa còn có thể thấy đám mây đen trên bầu trời lớn đến mức đang bao phủ lấy toàn bộ thiên tông. Sao ta lại có cảm giác tim đập nhanh nhỉ, có không ít người lẩm bẩm. Đừng nói tới đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng đều ngẩng đầu nhìn trời rồi khẽ cau mày, cái gọi là cảm giác tim đập nhanh chính là cảm giác thấy một loại áp lực vô hình, không chỉ đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng cảm thấy bị đè ép. Không phải giông bão tới, là thiên kiếp đang tới, Linh Lung vừa bước ra khỏi thiên trì thì thần sắc đã đại biến. Ai đang độ kiếp, Dương Huyền Tông quát lớn, vang vọng cả thiên tông. Cái gì, độ kiếp? Nghe còn không hiểu sao, đây chính là thiên kiếp. Thật sự là thiên kiếp sao? Sau khi nghe Dương Huyền Tông quát lên thì toàn bộ thiên tông đều trở nên vô cùng kích động. Các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn, ngay cả những người đang bế quan tu luyện cũng phải chạy ra ngoài, bọn họ chưa từng nhìn thấy thiên kiếp,
chỉ mới được nghe các trưởng lão nói qua, bây giờ có cơ hội nhìn thấy, thì ra thiên kiếp giống như thế này. Trên bầu trời có mây đen cuộn trào, thiên lôi đánh ầm ầm, áp lực đè xuống vạn vật hết sức kinh khủng, khiến cho tâm thần của ai cũng chấn động, bão tố bình thường chắc chắn không thể có được uy lực như vậy. Ai đang độ kiếp, mau ra ngoài thiên tông. Dương Huyền Tông vẫn đang dùng bí thuật sóng âm cực mạnh để quát lớn truyền khắp thiên tông. Thiên kiếp, ông ta đã từng gặp qua. Thiên kiếp không phải là chuyện đùa. Nếu như độ kiếp ở một nơi vắng vẻ thì không sao, nhưng nếu như độ kiếp ở một nơi có quá nhiều người thì sẽ trở thành một thảm họa. Ở trong phạm vi thiên kiếp, bất cứ ai cũng sẽ gặp phải tai ương, không kể già trẻ lớn bé. Nói trắng ra thì tất cả mọi người đều sẽ bị thiên lôi đánh. Bình thường người ta phải đến nơi không có người để độ kiếp. Bây giờ lại có người đang độ kiếp ở ngay bên trong thiên tông. Đây rõ ràng là đang muốn kéo toàn bộ thiên tông bị thiên lôi đánh. Sau khi bị thiên lôi đánh thì toàn bộ thiên tông sẽ bị hủy diệt, chỉ có quỷ mới biết trong số các đệ tử và các trưởng lão của thiên tông sẽ có bao nhiêu người bị thiên kiếp này giết chết. Ai đang độ kiếp ở đây vậy, điên rồi sao? Tiếng mắng mỏ đã bắt đầu vang lên khắp nơi, mấy trưởng lão đang bế quan cũng đều nhảy ra ngoài văng tục không thôi. Mọi người, mau chạy ra khỏi thiên tông, Dương Huyền Tông lại quát lên, tự mang uy nghiêm của trưởng giáo. Thiên kiếp đã sắp hoàn tất, có thể đánh xuống thiên tông bất cứ lúc nào. Giờ phút này e rằng đã quá muộn để tìm ra người đang độ kiếp. Như thế thì chỉ còn có cách chủ động né tránh, núi non thành chỉ bị hủy còn có thể tái tạo lại được, nhưng nếu như nhân tài mà thiên tông bỏ công bồi dưỡng ra bị tiêu diệt thì sẽ là một tổn thất lớn không thể nào bù đắp được. Phải biết rằng đệ tử của thiên tông có không ít thiếu chủ của các gia tộc lớn hay thiếu thành chủ của các tòa thành cổ, tùy tiện lấy ra một người thì cũng sẽ động chúng người có thân phận không hề đơn giản, nếu như những đệ tử đó bị tiêu diệt và các thế lực lớn đồng loạt hỏi tội thì ngay cả hoàng tộc cũng không gánh chịu nổi. Đi, đi mau, thiên tông bắt đầu trở nên hết sức náo loạn. Lúc này cần phải nhanh chân để tự cứu lấy mạng sống của mình, ai cũng phóng ra ngoài nhanh như tên bay. Từ trên trời nhìn xuống có thể thấy được dòng người tràn ra nhiều như kiến, tất cả đều đang chạy ra bên ngoài thiên tông. Mọi người vừa chạy vừa mắng, không biết rốt cuộc là kẻ điên nào đang độ kiếp bên trong thiên tông. Phong, phong cho ta, hắt xì. Ở trên tầng 3 của tàng kinh các, nội tâm của Triệu Bân đang gào thét. Hắn hắt xì không ngừng chỉ trong một thời gian ngắn, có quỷ mới biết lúc này có bao nhiêu người đang nhắc đến hắn. Không sai. Đây chính là thiên kiếp của hắn. Lúc đầu thì hắn hoàn toàn không biết, cho đến khi một cỗ áp lực khủng khiếp đè ép lên hắn thì hắn mới biết là thiên kiếp đang tới, bởi vì lúc hắn từ cảnh giới ngưng nguyên đột phá lên cảnh giới chân linh thì cũng đã trải qua thiên kiếp. Hắn đã từng hỏi qua Nguyệt Thần, được biết đây là một loại kiếp số, bên trong thiên thư huyền môn đã có nhắc đến không ít lần, người vượt qua được thiên kiếp thì sẽ được niết bàn lột xác, người không vượt qua được thiên kiếp thì sẽ bị táng hồn hủy thân. Không ngờ khi đột phá lên cảnh giới huyền dương hắn vẫn phải trải qua thiên kiếp. Hắn còn chưa sẵn sàng để bị thiên lôi đánh. Hơn nữa, đây là ở thiên tông, một khi thiên kiếp ập xuống thì tất cả mọi người đều sẽ bị thiên lôi đánh. May mắn thay Nguyệt Thần đã truyền cho hắn một loại pháp quyết có thể dùng để tạm phong ấn thiên kiếp. Nói cách khác, loại pháp quyết này có thể giúp cho hắn đột phá cảnh giới trước, sau đó mới tự chọn thời gian và địa điểm khác để độ kiếp. Cơ sư đệ. Mau rời khỏi đây, Nguyệt Linh gọi. Bị ngăn chặn rồi. Triệu Bân không động đậy được nên gào lên một tiếng. Theo tiếng giống lên của hắn lôi kiếp cũng được ngăn chặn. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, bên ngoài cũng tĩnh mịch, bầu trời tràn đầy mây và sấm sét dần tan đi uy áp. Mây đen lần lượt tản ra, sấm chớp cũng bớt dần đi, bầu trời trong xanh lại như trước như thể. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Hết rồi, thấy thế Linh Lung khẽ cau mày. Sao lại như thế, Dương Huyền Tông cũng nhíu mày. Thiên kiếp sắp đến, sao nói hết là hết ngay thế? Ông ta nghĩ chắc người độ kiếp đã xảy ra vấn đề gì đó. Nếu người độ kiếp chết thì tất nhiên thiên kiếp sẽ biến mất. Với kinh nghiệm của mình, ông ta cũng chỉ nghĩ đến khả năng này, lẽ nào còn có thể ngăn chặn thiên kiếp được sao? Kiểm tra xem, trong tông có thể có người đã chết, Dương Huyền Tông nhẹ giọng nói. Vâng. Mấy trưởng lão đằng sau vội chạy về mấy hướng khác nhau. Sư thúc nghĩ thế nào? Không loại trừ khả năng những thế lực khác đến quấy phá thiên tông, Linh Lung nhàn nhã nói,
nếu thiên kiếp này cứ tiếp tục xảy ra thì không đơn giản là một, hai người chết đâu, căn cơ của Thiên Tông đều sẽ bị hủy trong phút chốc mất. Hơn nữa cứ điều tra rõ ràng trước. Tình báo các thế nào rồi? Vẫn đang trong quá trình thành lập. Dương Huyền Tông hít một hơi thật sâu, cũng không khỏi xoa mày. Mạng lưới tình báo của Thiên Tông từng bị tàn phá, khi ông ta lên đầm nhiệm chức vụ cục diện đang cực kỳ hỗn loạn, thành lập không hề dễ dàng. Làm khó lão rồi, Linh Lung thở dài. Kết thúc rồi sao? Đệ tử và trưởng lão đã ra khỏi tông môn đều ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Thiên kiếp đã nói đâu? Sao nói hết là hết thế? Cái đó đáng cho bọn ta chạy xa thế không? Một lúc sau người chạy ra khỏi tông môn mới lần lượt quay lại. Người nghĩ thiên kiếp do ai dẫn đến? Có ma mới biết ý, bên trên chắc sẽ điều tra rõ ràng. Mẹ kiếp, loạn cả lên. Đây còn là lần đầu ta thấy đó, sao lại không bổ xuống nhỉ? Trên đường trở về, tiếng bàn luận càng nhiều hơn, khiếp sợ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tất nhiên trong đó có rất nhiều người đều khá tiếc nuối, ví như tai mắt do Kim Huyền Trung và các thế lực lớn cài vào, thiên kiếp đến rồi thì cứ bổ thôi. San bằng cả, Thiên Tông đại hạ mới tốt. Thiên Tông hỗn loạn cuối cùng cũng bình yên. Phù! Thấy bầu trời bên ngoài trong xanh như cũ, Triệu Bân mới thở phào. May mà Nguyệt Thần có dự kiến trước, truyền cho hắn pháp quyết ngăn chặn thiên kiếp. Nếu không sẽ gây ra tai họa lớn. Phải tìm một nơi để độ kiếp thôi, hắn âm thầm nhìn về phía Đan Hải. Mặc dù có thể phong bế thiên kiếp nhưng thời gian có hạn, áp chế lâu quá sẽ tổn hại đến căn cơ. Nhưng áp chế 10 ngày nửa tháng thì không thành vấn đề gì. Lúc đó tìm một nơi không người độ kiếp để mọi người không bị ảnh hưởng. Đi đâu độ kiếp đây, Triệu Bân xoa cằm. Đến chỗ ma ra. Mạch suy nghĩ của người nào đó rất kỳ lạ. Nghĩ gì cũng ra ý tưởng nguy hiểm. Nếu ma tử mà biết thì nhất định sẽ đáp lại một câu, thanh niên. Tự giải quyết cho tốt đi. Cơ sư đệ, lúc Triệu Bân đang suy nghĩ tìm chỗ nào, Nguyệt Linh nhỏ giọng gọi. Triệu Bân hoàn hồn rồi nhét sách cổ cho Nguyệt Linh cười nói, ta đọc xong rồi. Nguyệt Linh nhận lấy, chuyện trước đó. Ta đưa thư tình dùm Tô Vũ, sư muội của sư tỷ chuyển lời nhầm rồi, Triệu Bân ho khan. Dù sao cũng đã nhắc đến rồi, giờ hắn giải thích cũng chẳng sao. Lỡ đâu hắn nói xong, hai người mà thành, hắn lại bị treo lên cây nữa thì sao? Tô, Vũ. Nguyệt Linh khẽ hé môi, không kịp trở tay với lời giải thích này. Hiểu lầm lâu như vậy, hóa ra người này gánh tội thay. Điều buồn cười là giờ cô ta mới biết điều này. Tên Tô Vũ đó, tính cách rất tốt, Triệu Bân cười nói. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Lần đầu tiên làm ông Mai, không biết hắn làm như thế có chuyên nghiệp chưa nhỉ? Chuyện duyên nợ thì ai có thể nói rõ được chứ? Vẫn nên là hai bên có tình thì tới với nhau, chứ chẳng lẽ lại ép dầu ép mỡ à? Với lực chiến đấu của tên Tô Vũ, nếu đối đầu với Nguyệt Linh thì sẽ bị đánh thành đầu heo. Nguyệt Linh đứng tại chỗ sửng sốt một hồi. Cô ta cảm thấy hơi nực cười, cũng có một chút cảm giác cô đơn. Triệu Bân chưa đi ngay, hiếm khi đến tàng kinh các một chuyến nên hắn phải tham quan chỗ này một chút. Hơn 90% sách cổ và bí tịch ở tầng 3 đều là công pháp hoặc bí thuật, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp, chọn lựa một lúc, cuối cùng cũng có vài cái có thể sử dụng, thỉnh thoảng những bí thuật vặt có tác dụng lớn. Chẳng hạn như thuật phân thân. Một chiêu cuối cùng khi đánh với Sở Vô Xương, thuật phân thân vẫn rất có tác dụng. Thế nên hắn vẫn sẽ tiếp tục luyện bí thuật này, nó sẽ là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Không lâu sau, hắn lấy vài cuốn sách cổ, tất cả đều là bí thuật có liên quan đến phân thân. Những thứ này, dường như đầy đủ hơn thuật phân thân mà hắn học lỏm. Mỗi lần học bí thuật, hắn đều có tiến bộ rõ rệt, vì thế hắn tìm một góc không người tự mình chuyên tâm nghiên cứu. Chăm chú đọc hết bộ này đến bộ khác, nhờ thiên phú nghịch thiên, hắn học cũng nhanh hơn. Có thể tiếp thu chính xác phần cốt lõi của quyển sách. Tàng kinh các, người qua kẻ lại khá nhiều. Đa phần là đệ tử chân truyền hoặc là người đến đây để học bí pháp. Cũng có vài người chạy đến đây chỉ để nhìn xem cơ ngân. Triệu Bân bỏ ngoài tai những thứ không liên quan, chỉ chuyên tâm nghiên cứu bí pháp. Hắn chẳng hề cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn trộm hắn,
tinh thần chìm đắm vào trong bí thuật, thỉnh thoảng sẽ thốt lên một chữ. Nguyệt Linh cũng chưa rời đi, một mình cô ta dạo quanh ở tầng 3, thỉnh thoảng vươn tay lấy vài bộ sách bí tịch trên giá sách, trông có vẻ không yên lòng mấy, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Đôi lúc cô ta lại nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Bân. Tên đó đúng là hiếu học ghê, ngồi nãy giờ không hề động đậy xíu nào. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn mới đứng lên, nếu nói với người ngoài rằng hắn đã học được hết mấy bộ thuật phân thân này, chắc người ta cũng sẽ tin. Người nào từng xem trận đấu Tân Tông cũng đều biết khả năng tiếp thu của tên này cực kỳ đáng sợ, hắn gần như có thể hiểu biết rõ ràng vài tuyệt chiêu của mấy yêu nghiệt, chẳng hạn như bá đao phách thiên trảm. Đặt mấy bộ bí thuật này lại chỗ cũ, Triệu Bân lại sang một bên tìm tiếp. Hắn muốn tìm gì nữa? Tìm bí pháp liên quan đến thiên nhãn, càng nhiều càng tốt. Tiếc là tìm cả tầng 3, hắn cũng không thấy có cuốn nào về thiên nhãn, bí thuật kiểu đó chắc là hiếm lắm, hơn nữa cũng rất quý giá, cho dù là có thì nó cũng sẽ không được để ở đây, chắc người ta đã đem giấu đi rồi. Khi màn đêm buông xuống, hắn mới ra khỏi tầng 3. Lúc quay lại tầng 1, U Lan vẫn còn ở đó, cô ta mới là người chăm chỉ. Cứ với tốc độ này thì e là không lâu nữa, cô ta sẽ có thể lấy hết nội dung sách bí thuật ở tầng 1 mang về cho La Sinh Môn mất. Chú ý một chút, lúc đi ngang qua chỗ cô ta, Triệu Bân khẽ nói. Hắn xem như có chút qua lại với U Lan nên không muốn cô ta bị phạt vì tội ăn cắp. Nếu có thể thì cô ta muốn rời khỏi La Sinh Môn, nhưng suy nghĩ này cứ như là một ảo tưởng. Làm một sát thủ thì cả đời đã định sẵn sẽ là kẻ ám sát. Chẳng hạn như U Lan, e là kết cục của cô ta đã định sẵn trước là cả đời này chỉ là một công cụ giết người, La Sinh Môn máu lạnh vô tình, cũng không thể để cô ta sống sót rời đi, muốn đi à? Vậy thì chết. Nhìn Triệu Bân đi xa, U Lan khẽ chau mày. Một câu chú ý một chút có quá nhiều hàm ý. Tên cơ ngân kia biết thân phận thật của cô ta? Hay là đã nhận ra vài manh mối? Dù là thế tại sao không tố cáo cô ta? Trưởng lão, kim bài của trưởng lão, Triệu Bân cười đưa một thẻ bài ngọc màu vàng ra. Tự ngươi giữ lấy đi, ngươi có tư cách giữ nó, lão Huyền Sơn ngáp một cái. Này, sao lại có thể không biết xấu hổ thế được, nói thì nói thế nhưng tay Triệu Bân vẫn rất thành thật. Lão Huyền Sơn nhìn sang. Không biết tại sao ông ta lại muốn xách tên này ra ngoài. Đánh một trận. Thế mà lại đạt đến cảnh giới huyền dương rồi à? Lão Huyền Sơn sầm mặt thầm cảm thấy ngạc nhiên. Lúc cơ ngân lên tầng 2 thì vẫn còn là chân linh đỉnh cao, bây giờ thế mà lại đạt đến cảnh giới huyền dương rồi. Cũng đúng, hắn cũng nên đột phá rồi. Triệu Bân đã phất tay đi ra khỏi tàng kinh các. Xong rồi, hắn cứ thế chạy thẳng đến cửa hiệu lâu đời, hắn còn chưa lấy tiền thắng cược đâu. Khi đi đến gần thì nhìn thấy có một người đang ngồi. Dưới gốc cây trước cửa hiệu lâu đời. Hừm, là lão Trần Huyền, ông ta mặc một chiếc quần cộc, bắt chéo hai chân lại với nhau, đang phì phèo hút thuốc, hít vào rồi phả ra từng làn khói thuốc trông có vẻ rất trầm lặng, sương khói mờ ảo như đang tu tiên. Trưởng lão, sao ông lại ngồi đây? Triệu Bân bước đến gần. Ngoài này mát, lão Trần Huyền nói, sau đó lại phả ra thêm một vòng khói nữa. Biết tại sao ta mặc quần cộc không? Nếu không biết thì để ta nói cho người biết, ông đây thua đến độ chỉ còn lại một chiếc quần lót thôi đó. Đừng vậy, bên trong còn rất nhiều đồ mà. Đây là hàm ý hiện lên trong ánh mắt của Triệu Bân, rồi hắn đi vào bên trong. Khi cuộc thi Tân Tông diễn ra, lão già này nói, nếu hắn giành được thứ hạng trong 3 vị trí đầu thì ông ta sẽ giảm giá tất cả. Nào, người đến đây, lão Trần Huyền vươn tay ra kéo hắn ra ngoài. Sắc mặt ông ta còn khó coi hơn cả lão Huyền Sơn, cũng không nói năng gì đã sờ tới sờ lui trên người Triệu Bân, muốn xem thử rốt cuộc tên này có gì đặc biệt mà có thể đánh bại Sở Vô Xương. Thấy ông ta như thế, Triệu Bân cũng không dám mua bảo bối. Ở cửa hiệu lâu đời, khiến người ta thua thảm như thế, nếu còn dám nhắc đến chuyện giảm giá ưu đãi thì lão Trần Huyền sẽ đánh hắn gãy xương mất. Triệu Bân đi rồi. Sau đó, hắn cũng không nhắc đến chuyện giảm giá. Trên thực tế, nếu hắn dám nhắc đến thật thì lão Trần Huyền thật sự sẽ dần hắn gãy xương cho xem. Cơ sư đệ vẫn có phong thái như cũ nhỉ. Cả đường đi gặp được không ít đệ tử, ai nấy cũng đều cười ha ha. Thực lực là một thứ tốt, thuyết phục lòng người bằng nắm đấm quả thật dễ hơn bất cứ thứ gì.
Triệu Bân khẽ cười xem như chào hỏi. Đến một góc rẽ giữa núi, hắn đứng lại. Chính xác hơn là hắn bị một người chặn đường. Mà càng chính xác hơn nữa là bị một đứa bé chặn đường. Đó không phải là một đứa bé bình thường, dáng vẻ chỉ mới 5-6 tuổi, tóc trắng mắt vàng, không chỉ có huyết mạch đặc biệt mà còn có đôi thiên nhãn cực kỳ siêu phàm. Thật quỷ dị, thấy thế Triệu Bân không khôi thầm nói. Hắn ngửi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm trên người đứa bé mắt vàng này. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa bí ẩn vừa đáng sợ trong người đứa bé mắt vàng. Đệ tử nội môn, Triệu Bân thầm nói. Chính vì thế nên hắn mới ngạc nhiên. Đệ tử nội môn mà mới 5-6 tuổi, như thế thì quá ư là khủng bố. Hắn nhìn thoáng qua, đứa bé mắt vàng này quả thật chỉ mới 5-6 tuổi. Nghe nói người đánh bại được Sở Vô Xương. Đứa bé mắt vàng cười rất tươi, nhưng trong lời nói lại mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Nghe thế Triệu Bân cũng không khỏi ngây ngẩn, một câu mà lại có uy lực đến thế. Là ta. Nói thế nghĩa là, người đánh nhau rất khá, đứa bé mắt vàng cử động cổ tay. Cũng tạm, Triệu Bân tùy ý nhún vai. Trùng hợp ghê, ta cũng đánh rất giỏi. Đứa bé mắt vàng cười, sau đó tiến lên một bước, đấm ra một quyền. Đòn tấn công này của nó thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng lại mang theo một luồng sức mạnh khủng khiếp. Triệu Bân là người cảm nhận được rõ ràng nhất, hắn cảm thấy trước mặt có. Có một đại dương mênh mông vô tận cuộn trào về phía hắn. Gào. Không hề nghĩ nhiều, hắn xuất ra một đòn uy long. Ầm. Quyền trưởng va chạm vào nhau rồi nổ tung. Ngoài ra còn một quầng sáng bao phủ bên ngoài, cây cối xung quanh đều bị quật ngã. Nhìn vào tình thế trận chiến. Đứa bé mắt vàng không hề nhúc nhích. Mà tình trạng của Triệu Bân ở đối diện lại không được ổn lắm, chân hắn lùi lại một bước. Lòng bàn tay đã tóe máu, da thịt bị nổ tung có thể nhìn thấy xương lòi ra ngoài, vết thương còn đang chảy máu. Mạnh thế à, Triệu Bân thầm kinh ngạc. Nếu phải đánh giá về đòn tấn công này thì hắn đã thua rồi. Phải biết là bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới huyền dương, sức mạnh đã thăng cấp lên rất nhiều so với chân linh đỉnh cao. Thế nhưng lại thua một chiêu của đứa bé mắt vàng này, đến cả Sở Vô Xương cũng không đánh lại hắn. Thiên Tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long, một đứa bé còn nhỏ thế mà đã mạnh như vậy, cú đấm không có gì đặc biệt lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù nhỏ con nhưng khí huyết lại dồi dào như biển. Ta tên là Tinh Hồn, đợi ngươi ở nội môn. Nói rồi đứa bé mắt vàng biến mất. Trước khi đi, cậu ta còn quay lại cười, lộ ra hai hàng răng trắng tinh. Con nhà ai thế, ánh mắt Triệu Bân lúc sáng lúc tối. Mới năm. 6 tuổi đã đáng sợ thế này, lớn lên nữa còn lợi hại thế nào? Bị đả kích rồi à? Giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên, một bóng người xinh đẹp đi ra từ sau núi. Nhìn kỹ lại thì chính là Thanh Giao, cũng không biết là đi ngang qua hay cố ý chạy đến đây. Người tài còn có người tài hơn mà, Triệu Bân ho khan. Nhân tài của Thiên Tông nhiều nhỉ, Thanh Giao cười khẽ nói. Cậu ta! Có lai lịch thế nào vậy? Triệu Bân tò mò hỏi. Tên hắn là Tinh Hồn, xếp hàng thứ 3 trong số những đệ tử chân truyền nội môn, Thanh Giao cười nói. Triệu Bân nghe xong bất giác nhướng mày, đánh đấm khá thế mà chỉ xếp hạng 3 thôi á. Nếu thế thì xếp hạng nhất, hạng 2 còn đáng sợ hơn nữa ư. Nghe Sư Tôn nói, Tinh Hồn là người đại hạ hồng tước nhặt được trong một di tích viễn cổ, Thanh Giao nói, có thể nói là mãi mãi không thể lớn lên được. Chỉ giữ mãi hình dạng 6 tuổi, huyết mạnh rất đáng sợ. Mãi mãi, không bao giờ lớn ư, Triệu Bân nhíu mày. Là do huyết mạch, Thanh Giao kéo một lọn tóc, ta chỉ biết từng đó thôi. Thế người xếp hạng thứ 2 là ai, Triệu Bân tò mò. Thiên Vũ, Thanh Giao cười cười, thống soái Ngự Long quân đại hạ là tổ phụ của hắn ta. Thế người xếp thứ nhất là Long Phi, đại hạ Long Phi. Họ kép đại hạ, là người hoàng tộc ư, Triệu Bân hỏi thử. Đúng vậy, là công chúa của hoàng tộc đại hạ, Thanh Giao hít một hơi thật sâu, cô ta mới là kẻ đáng sợ thật sự, ngươi, Sở Vô Xương, Tinh Hồn, Thiên Vũ. Bắt tay nhau, cũng không thể đánh lại. Không thể nào, mặt Triệu Bân có vẻ không tin. Nếu cô ta nổi điên lên thì địa tạng tầng cao nhất cũng không thể chèn ép nổi, Thanh Giao cười bí ẩn.
Dầm. Triệu Bân nghe thế thì nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng. Hạng nhất của chân truyền thiên tông đáng sợ đến thế ư. Địa tạng tầng cao nhất cũng không thể chèn ép nổi. Chắc ngươi có nghe về cửu vĩ tiên hồ rồi chứ, Thanh Giao chớp mắt. Triệu Bân khẽ gật đầu, trong huyền môn thiên thư có ghi, hồ ly có mạnh hay không đều phải xem đuôi, yếu nhất là một đuôi, càng nhiều đuôi thì càng mạnh, chẳng hạn như cửu vĩ hồ, có thể thấy nó đã thuộc hàng siêu yêu thú, nếu bỏ thêm một chữ tiên vào nữa, dùng mông nghĩ cũng biết nó sẽ mạnh hơn đến mức nào. Trong cơ thể Long Phi phong ấn một cửu vĩ tiên hồ, Thanh Giao nói. Thế, Triệu Bân lại giật mình. Nếu thế thì mấy hắn cộng lại cũng chưa chắc đã đánh lại Long Phi. Hay có thể nói là đánh không lại cửu vĩ tiên hồ, một cái tát thôi là mấy người như hắn đã ngã xuống rồi, sức mạnh chèn ép tuyệt đối, bí thuật gì gì đó, huyền pháp gì gì đó đều là vật trang trí cả, người như đại hạ Long Phi, một khi nổi điên sẽ hóa thành cửu vĩ, e là địa tạng tầng cao nhất xông tới. Cũng sẽ bị đánh. Sợ không, Thanh Giao chớp chớp hai mắt. Cửu vĩ tiên hồ ở đâu ra thế, Triệu Bân hết sức khó hiểu. Bị phong ấn trong cơ thể đại hạ Long Phi như thế thì ai đã bắt được nó, là Hồng Uyên? Hay là đại hạ Hồng Tước? Nghe nói là Long Hoàng thế hệ đầu tiên bắt được, phong ấn trong cơ thể mình, là một thế hệ túc chủ, việc này đã được truyền qua hàng ngàn năm, Thanh Giao chậm rãi nói, Long Phi là túc chủ đời thứ 9, sức mạnh của tiên hồ dồi dào, có nó, Long Phi lên đến cảnh giới chuẩn thiên thì hoàn toàn có thể đánh được thiên vũ. Triệu Bân im lặng. Lại là một sự khiếp sợ không nói nên lời. Thế hệ Long Hoàng đầu tiên của Đại Hạ đó chính Hoàng đế khai quốc Đại Hạ, phải là sức mạnh to lớn đến mức nào mới tóm được cửu vĩ tiên hồ, một thế hệ được di truyền, nó lại được phong ấn trong người thế hệ sau để bảo vệ sức mạnh của cửu vĩ hồ ư. Xem đi, Thiên Tông quả là nơi tập trung của những yêu nghiệt. Hắn cứ tưởng Sở Vô Xương chính là lớp trẻ tài giỏi nhất rồi. Không ngờ. Đằng sau vẫn còn những người đáng sợ hơn nữa. Đó chỉ mới là bề nổi của một tảng băng chìm, có trời mới biết đại hạ còn ẩn giấu bao nhiêu thanh niên khác nữa. Mai người có thể lấy được đan tỉnh thần rồi, Thanh Giao vẫn dịu dàng như thế, sự dịu dàng đó chỉ dành cho mỗi mình Triệu Bân, với người ngoài, đến tận bây giờ cô ta vẫn dành cho họ một khoảng cách dài ngàn dặm. Đánh lâu như thế cũng chỉ vì nó mà thôi, Triệu Bân duỗi lưng. Với hắn mà nói, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm rất khó khăn, để chờ được đan tỉnh thần. Mong người có thể đánh thức được thê tử. Mượn lời may mắn. Hai người đi song song với nhau, chiếu xuống mặt đất hai bóng hình ấm áp. Ở một ngã rẽ, họ lại trông thấy một bóng hình xinh đẹp, đứa con cưng của trời ở thành Vong Cổ, Liễu Như Nguyệt. Có lẽ là vô tình chạm mặt nhau. Vết thương thế nào rồi? Thanh Giao cười khẽ, tất nhiên người cô ta hỏi là Liễu Như Nguyệt. Lúc hỏi cô ta còn liếc sang Triệu Bân, vết thương Liễu Như Nguyệt rất nặng, tất cả đều do Triệu Bân ban tặng. Đã không còn gì đáng ngại nữa, Liễu Như Nguyệt cười khẽ. Trong một thoáng nhanh đến mức không thể nhận ra, cô ta còn nhìn sang Triệu Bân, đến nay cô ta vẫn không biết kỳ tài có 102 này chính là Triệu Bân đoạn mạch phế thể, nếu không có màn cướp bóc đẫm máu đó thì hai người họ vẫn là một đôi. Nói đi nói lại, nếu không có vụ cướp đó thì cũng không có Triệu Bân ngày hôm nay. Số mệnh đã an bài như thế. Nhưng vẫn xảy ra những biến cố khác thường. Thế gian này luôn thay đổi vô thường như thế. Triệu Bân không nhìn cô ta, chỉ cụp mắt xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Đoạn đối thoại cực kỳ đơn giản, ba người lại lướt qua nhau. Đi rất xa rồi Liễu Như Nguyệt vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, đằng sau. Bóng lưng của Thanh Giao và Cơ Ngân xứng đôi với nhau như thế, đúng là đất trời tạo nên một đôi, bàn về mắt nhìn người, cô ta thật sự không bằng Thanh Giao. Không định nói cho người ta biết ư, Thanh Giao liếc mắt hỏi. Ai, Triệu Bân ngước mắt, cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại. Liễu Như Nguyệt. Ta, đến đây để báo thù. Lời của Triệu Bân chính là câu trả lời tốt nhất. Về phần Liễu Tâm Như. Nếu thức tỉnh hắn cũng sẽ đưa về thành Vong Cổ, gửi tạm cho Chư Cát Huyền Đạo, chờ hắn cứu được mẫu thân rồi, giết Vân Phượng, giết Tử Y Hầu rồi sẽ rời khỏi Thiên Tông. Còn chưa đến đỉnh Tử Trúc thì đã thấy một đám người đi tới. Đó là bọn Tô Vũ, Kiếm Nam, Tử Viêm, Dương Phong, Lâm Tà, Lăng Phi. Cũng có ở đó. Mấy người họ cũng thú vị,
Trác Nhàn dỗi sinh nông nổi, trời tối không chịu về nhà ăn cơm, lại ngồi một bầy trên tảng đá khoanh tay, khi thì ngửa mặt lên nhìn. Nhìn gì hả? Nhìn Man Đằng. Không biết tên to tướng đó bị ai đánh, bây giờ đang được treo lủng lẳng trên cái cây bên sườn núi. Hiện tại đang lắc lư qua lại theo từng cơn gió. Chuyện gì thế này? Triệu Bân cũng ngước mắt lên, Man Đằng bị đánh khá thảm ha. Sau này có nói gì với tên đó thì tốt nhất nên nói dễ hiểu một chút, Kiếm Nam Bùi Ngùi nói, sau khi rót một ngụm rượu lại bổ sung tiếp câu sau, hắn. Đầu óc không được tốt lắm. Tệ đến mức nào, Triệu Bân tùy ý hỏi. Hắn hỏi ta cách để cưa cẩm con gái nhà người ta, thì ta bảo là cứ liều mạng tấn công mãi không tha. Liều mạng tấn công, không sai tí nào, Triệu Bân tiện tay xách ra bầu rượu. Đúng là không vấn đề gì. Ba ngày hắn đi đánh con người ta 8 trận. Thế, khóe miệng Triệu Bân giật giật, lại nhìn sang Man Đằng theo bản năng. Tên đó, không phải là đầu óc không được tốt, phải nói là một thằng ngu hàng thật giá thật. Khóe miệng Thanh Giao cũng run rẩy, bất giác nhìn Man Đằng thêm mấy lần. Đánh nữ nhân, ngươi cũng ra tay được. Chắc sư muội đó vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương đấy nhỉ, Kiếm Nam hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy ẩn ý. Chủ nhân đỉnh Vũ Hoa đã nổi trận lôi đình, đánh cho tên này một trận, đánh xong bèn treo hắn lên đây, đến nay sư phụ hắn vẫn chưa dám muối mặt đến đây nhận người về. Nhìn, nhìn cái mốc xì ấy, thả lão tử xuống, Man Đằng gào lên nói. Treo đó ổn, treo đó an toàn, mọi người cùng đáp, nhất trí đến lạ. Thả xuống cho ngươi đi đánh con gái nhà người ta nữa à? Nói đi nói lại, mọi người vẫn phải thả Man Đằng xuống. Bị đánh không phải nặng bình thường đâu, một tên to con như thế mà cả người toàn vết thương, cơ thể méo mó, nhất là gương mặt đó, bây giờ vẫn còn méo mó kìa. Mọi người đứng nhìn mà rất muốn chạy lên bóp lại cho thẳng. Cách của ngươi, dùng không được, Man Đằng nhìn Kiếm Nam. Cưa cẩm ấy à, chảy chút máu là chuyện bình thường, Kiếm Nam nói lời sâu sắc. Vẻ mặt của mọi người cũng muốn nói lên rằng, bị mấy trận đòn là hiểu ra ngay ấy mà. Đi. Uống rượu thôi. Mọi người phủi bụi trên người, khoác vai kéo nhau đi. Toàn là bọn đàn ông con trai cả, Thanh Giao sẽ không tham gia vào mà quay về ngọn núi của mình. Uống thoải mái đi mọi người. Cơ công tử trả tiền. Chẳng mấy chốc, Tửu Lâu Thiên Tông vang lên tiếng gào giống như thế. Theo bọn họ nói thì Cơ Ngân là kẻ có tiền, là người kiếm được cả bộn trong tỷ thí Tân Tông. Kết quả là tối nay Tửu Lâu Thiên Tông cực kỳ náo nhiệt, không chỉ đệ tử mà cả trường lão cũng tới. Uống rượu không mất tiền, không uống cho đã cái miệng thì còn chờ gì nữa, vì bữa này mà 3 ngày nay họ chưa ăn cơm. Triệu Bân quay về đỉnh Tử Trúc trong trạng thái lảo đảo lắc lư. Trong tay hắn còn vác thêm Lăng Phi, uống ngu cả người. Mục Thanh Hàn không ngủ, Xích Hiên cũng không ngủ, đang ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm, Vân Yên thì đang đọc sách trong đỉnh hóng mát. Đột phá thấy Triệu Bân, Vân Yên khẽ hỏi. Không biết tại sao thấy đồ đệ đột phá cô ta lại bất giác nhớ tới thiên kiếp diễn ra ở Thiên Tông hôm nay, không phải là do Cơ Ngân đưa tới đó chứ. Nhưng tại sao nó lại tan biến? Xảy ra biến cố gì ư? Thiên trì, quả là kỳ diệu. Bên này, Xích Hiên và Mục Thanh Hàn đều đứng dậy, đang vây quanh Triệu công tử quan sát, bọn họ chú ý đến cánh tay bị gãy của Triệu Bân nhiều hơn, đúng là nó đã lành lặn không tổn hao gì, cả đôi mắt kia cũng sâu hơn trước rất nhiều. Lén lút nhìn thử mới biết Triệu Bân đã bước lên cảnh giới huyền dương, hắn ở cảnh giới chân linh còn đánh bại được Sở Vô Xương thì cảnh giới huyền dương bây giờ chắc chắn sẽ đáng sợ hơn nhiều. Núi cao còn có núi cao hơn, Triệu Bân sẽ trả lời như thế. Như tinh hồn này, thiên vũ này, như là đại hạ Long Phi này, đều là những người đáng sợ. Nhất là công chúa đại hạ, nghe tiếng cửu vĩ tiên hồ khiến chẳng ai dám có ý định đánh nhau với cô ta. E là thế hệ yêu nghiệt này cũng không có ai dám tìm cô ta đánh, ai đánh người đó sẽ bị hành hạ thảm thương. Một ngày mệt mỏi, giờ về đến lại không có ai bóp vai. Triệu Bân đặt Lăng Phi xuống, đấm đấm vai, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Ý trong câu đấy ấy à, ở đây chỉ có mình Mục Thanh Hàn hiểu, nhớ hôm đó sư tỷ này từ nói nếu ngươi lấy hạng nhất, nếu ngươi đánh bại Sở Vô Xương thì ta sẽ đấm lưng bóp vai cho ngươi mỗi ngày. Bóp, người ta đã nói ra thế rồi thì không bóp làm sao được. Mục Thanh Hàn sắn ống tay áo, thật sự vòng ra sau lưng Triệu Bân bóp vai cho hắn. Rắc. Dùng tất cả sức mạnh mình có,
mọi người còn nghe thấy tiếng xương cốt va chạm răng rắc. Triệu Bân nhe răng trợn mắt, không biết sư tỷ bình thường dịu dàng xinh đẹp thế mà cũng lắm sức ghê. Thoải mái chưa, Mục Thanh Hàn cười nói. Cũng được, Triệu Bân ôm vai, đổi một chỗ khác. Giỏi thế thì đi tìm sư phụ mà nói, Mục Thanh Hàn chớp đôi mắt xinh đẹp. Đời, vẫn còn rất đẹp. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, đùa giỡn với Mục Thanh Hàn thì không sao, dám đi tìm Vân Yên chọc ghẹo, sư phụ có chịu múa thoát y không thì hắn không biết. Nhưng bị cô ta đánh mấy cái chết khiếp là điều chắc chắn. Xích Hiên chẳng hiểu mô tê gì, không biết hai người họ đang nói gì. Nghỉ ngơi sớm đi, mai đi lãnh bảo bối, Triệu Bân cười xoay người. Không biết là cố tình hay vô ý mà hắn còn dẫm lên Lăng Phi bước qua. Thằng bé vẫn còn nằm úp mặt xuống đất, nửa đầu bị vùi xuống bùn đất, lẽ ra sắp tỉnh rồi nhưng vì cú đạp của Triệu Bân nên lại ngủ thêm một hồi nữa, thêm vào đó là cảm giác đau. Sáng sớm, Triệu Bân đã ra khỏi phòng. Một đêm chờ đợi cũng là một đêm tu luyện. Cảnh giới Huyền Dương đã được củng cố, cả người đầy sức mạnh, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Thậm chí mỗi một giọt máu đều như mới lột xác, đan hải cũng lớn hơn trước một chút, có thể tích trữ được nhiều chân nguyên hơn. Khi võ tu đánh nhau, chân nguyên chính là sức mạnh, chỉ cần chân nguyên dồi dào thì có thể liều mạng dùng đại chiêu, người bình thường sẽ không thể chịu nổi sự tấn công điên cuồng như thế. Không phải ai cũng chịu đòn giỏi như Sở Vô Xương vậy. Điều khiến hắn vui sướng nhất vẫn là võ hồn, nó như vừa niết bàn sống lại vậy. Vì võ hồn lột xác nên đồng lực thiên nhãn cũng dồi dào hơn rất nhiều, dù dùng thiên nhãn thuấn thân thì đồng lực vẫn còn, nó có liên hệ trực tiếp với võ hồn và tu vi. Dậy sớm thế. Xích Hiên và Mục Thanh Hàn đang bận rộn trong bếp. Đều là mỹ nữ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Triệu Bân cười ha hả, cũng chạy tới giúp đỡ, chủ yếu là vo gạo, cái này hắn rành lắm. Vân Yên cũng bước ra, bộ váy trắng không nhiễm bụi trần. Có lẽ là vì bí pháp giấc mơ nên dù là ban ngày thì trông cô ta vẫn như một giấc mộng hư ảo. Có lẽ ngoài tật mộng du ra thì sư phụ này cũng không tệ lắm. Lăng Phi ra khỏi phòng với bước chân lảo đảo không cách nào đứng vững, suýt chút nữa đã té sấp mặt. Triệu Bân thấy thế thì bất giác nhíu mày. Cũng không thể trách nó, bởi vì hôm nay trạng thái của Lăng Phi không được tốt. Cái gọi là không được tốt đó chính là cả người toàn dấu chân, trên mặt còn có thêm một dấu bàn tay xinh xắn. Nhìn cái là biết ngay bị nữ nhân đánh. Triệu Bân nhìn sang Mục Thanh Hàn, lại liếc nhìn Xích Hiên. Ánh mắt hai người nhìn Lăng Phi không hề thân thiện một chút nào. Lăng Phi thảm thương như thế cũng là kiệt tác của hai người họ. Đáng đời. Vân Yên chỉ liếc nhìn một cái, mặt mũi bình tĩnh vui vẻ nói. Mới từng đó tuổi đầu đã tranh thủ lúc say rượu trêu ghẹo sư tỷ, bị đánh là đáng. Không biết, ta thật sự không biết gì hết mà, mặt Lăng Phi có vẻ uất ức lắm. Bữa sáng được làm xong rất nhanh, cảnh tượng cực kỳ ấm áp. Hôm nay Triệu Bân ăn sáng rất nhanh, ăn xong lập tức thay đạo bào. Chờ suốt một đêm, cuối cùng cũng chờ đến lúc lấy đan tỉnh thần. Cơm nước xong, mọi người cùng kéo nhau xuống núi. Thế giới này rất nhỏ, đi tới đâu cũng có thể gặp được người quen. Vừa xuống đỉnh Tử Trúc thì đã thấy Vân Phượng cùng Liễu Như Nguyệt, Liễu Như Nguyệt thì chẳng có gì, cứ im lặng thế, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Triệu Bân, vẻ mặt Vân Phượng thì lại lạnh như băng. Triệu Bân vẫn hờ hững. Xích Hiên và Mục Thanh Hàn thì cúi người chào. Chỉ có Lăng Phi là ngượng nhất, thấy Vân Phượng lập tức trốn sau Vân Yên, hai mắt còn muốn nói to một câu, đừng có mà dọa con nít nhé. Sư phụ ta không được tốt tính lắm đâu. Bình tĩnh nhất vẫn là Vân Yên. Với người tỷ tỷ này, cô ta chẳng muốn nói năng gì, lẳng lặng bước qua. Sắc mặt Vân Phượng cực kỳ tệ, nhất là khi nhìn thấy Triệu Bân thì tia sáng lạnh lại lóe lên. Hôm nay là một ngày quan trọng của ngoại môn. Tỷ thí Tân Tông kết thúc, đến lúc phát thưởng. Phần thưởng là 1, chân truyền là 2. 10 người đứng đầu trong trận tỷ thí sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Thể hiện hết tài năng trong tỷ thí Tân Tông rồi nhảy vào thành chân truyền, đó chính là con đường rất tắt, có rất nhiều đệ tử cố gắng suốt 10 năm vẫn là đệ tử bình thường, không thể vào nội môn, ngoại môn có rất nhiều trưởng lão,
dù đã là trưởng lão nhưng cũng không biết chân truyền có vị gì, đó. Đều là số mệnh. Trước đại điện ngoại môn có 99 bậc thang đá. Hai bên bậc thang là biển người. Các trưởng lão đều có mặt hết cả, các đệ tử cũng khoác lên mình đạo bào mới tinh. Náo nhiệt như thế, sự kiện lớn như thế phải mất mấy năm mới có một lần. Mấy cái khác không quan trọng, ta chỉ muốn có bộ công pháp cấp thiên đó thôi. Chưa tỉnh ngủ thì về ngủ thêm giấc nữa đi, chút sức mọn đó mà cũng mơ cho cao. Sống trên đời, ai cũng phải có một ước mơ. Nhân vật chính vẫn chưa đến, nơi này đã đầy tiếng bàn tán ríu rít. Thổn thức, chậc lưỡi và than thở là điều không thể thiếu, tỷ thí Tân Tông lần này hào hứng hơn những lần trước rất nhiều, cảnh giới chân linh duy nhất cũng là con ngựa chiến nhất, hắn đã tạo nên một thần thoại, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách Thiên Tông, nhiều năm sau mỗi lần có tỷ thí Tân Tông đều có người nhắc lại. Những câu chuyện đó sẽ được kể lại cho thế hệ đời sau. Những bậc thang này, năm đó ta cũng từng bước qua. Tô Vũ vuốt mái tóc trẻ đôi, khoe khoang xong lại chìm vào hồi ức. Hắn ta cũng là đệ tử chân truyền, 3 năm trước trong tỷ thí Tân Tông đã lấy được thứ hạng tốt trực tiếp thăng cấp. Đi cùng hắn ta là Dương Phong, Tử Viêm, Vệ Xuyên và Nguyệt Linh. Ngươi, đã qua thời kỳ vàng son rồi, Kiếm Nam liếc sang. Những lời đó, không có ai phản bác. Tỷ thí Tân Tông lần trước và lần này hoàn toàn không thể đặt lên cùng một cán cân, lần này có rất nhiều yêu nghiệt. Cả một bầy nheo nhóc, bốc bừa một người cũng nhảy lên được 3 vị trí đầu. Không có so sánh thì sẽ không có đau thương. Chẳng hạn như Lâm Tà, Kiểm Nam, Đinh Hôn, Giang Hồng bọn họ, chỉ là đến không đúng lúc mà thôi. Không phải do họ không đủ mạnh, mà là trong số những đệ tử gia nhập Thiên Tông lần này có quá nhiều nhân tài. Trong lúc họ nói chuyện thì các đệ tử mới gia nhập đã lục tục kéo đến. Nhất là khi Triệu Bân xuất hiện thì lại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Cứ như trên đầu hắn xuất hiện thêm một vầng sáng, cực kỳ chói mắt. Nói dễ hiểu hơn một chút là khoe khoang lướt qua trước mặt các đệ tử một vòng. Sở Vô Xương vẫn là người cuối cùng xuất hiện. Cách ăn mặc của cô ta hôm nay khiến mắt tất cả mọi người sáng rỡ lên. Bình thường luôn gọn gàng xinh đẹp là thế, hôm nay cô ta phải giả nam trang, không bàn đến tính tình thì mặt mũi cô ta vẫn rất đẹp, khá là giống cô Sở Lam, cô nương xinh đẹp mặc nam trang đều đẹp trai đến lạ. Ngược lại, nam giả nữ thì nhìn tới lại buồn nôn. Thua một trận, chưa hẳn đã không phải chuyện tốt. Thấy Sở Vô Xương ăn mặc như vậy, các vị trưởng lão có mặt ở đó đều phải vuốt râu. Chí ít thì thiên chi kiều nữ này không hề la lối khóc lóc, ngược lại còn bình tĩnh hơn họ tưởng tượng. Sau khi gặp đả kích, vẻ sắc bén đã thu lại khá nhiều, nội liếm hơn, tâm cảnh thoát biến hơn, còn có thêm chút bí ẩn. Sở Vô Xương đã tiến vào, không nhìn bất cứ ai. Chỉ liếc Triệu Bân một cái. Thần thái của cô ta tĩnh lặng như giếng nước sâu, chỉ có đôi mắt trong veo ẩn giấu một chút tự diễu. Triệu Bân không nhìn cô ta, không phải vì coi thường, mà là đang băn khoăn vì chuyện khác. Từ khi đến đây, hắn đã nhìn chằm chằm vào điểm tận cùng của 99 bậc thang bằng đá, cũng chính là nơi trước đại điện. Ở đó đặt một dãy bàn đá, bày giải thưởng của tỷ thí Tân Tông. Có một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc chói lóa hơn hẳn tất cả giải thưởng khác trong lòng hắn, bởi bên trong đó đựng đan tỉnh thần, viên đan tỉnh thần duy nhất của đại hạ, nguyên liệu khó tìm nên tất nhiên cũng rất quý giá. Khi hắn đang nhìn thì một bóng người cao lớn sừng sững bước ra khỏi đại điện. Chính là Dương Huyền Tông, trưởng giáo của Thiên Tông, cao thủ cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, với uy nghiêm tự tỏa ra, chí tôn vô thượng. Trời ơi, trưởng giáo đích thân tới trao thưởng. Bên dưới vang lên tiếng hô kinh ngạc. Theo thường lệ, giải thưởng sẽ do chủ sự của tỷ thí Ngô Huyền Thông trao tặng. Không ngờ rằng trưởng giáo Thiên Tông đích thân tới đây. Nể mặt đám đệ tử Tân Tông khóa này quá mà. Hết cách rồi, ai bảo khóa này yêu nghiệt nhiều quá chứ. Nhất là tên Cơ Ngân ấy. Bởi vì Dương Huyền Tông mà tiếng thảo luận lại nổi lên, không chỉ có các đệ tử mà đến cả các trưởng lão cũng giật mình. Thế nhưng nghĩ lại cũng hiểu thôi. Khóa đệ tử này quá phi phàm, đáng để Dương Huyền Tông ghé tới. Bước lên nhận thưởng. Ngô Huyền Thông cao giọng hô lên, ông ta thành người qua đường rồi. Dứt lời, hiện trường im lặng hẳn. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, trở thành người đầu tiên bước lên bậc thềm đá, bước từng bước lên trên, bên cạnh hắn là Sở Vô Xương, bên kia của Xà Vô Xương là Mặc Đao. Vô Niệm, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyê và Bát Nhã, vân vân. 10 người đứng đầu trong tỷ thí Tân Tông đứng ở hàng đầu tiên,
các đệ tử mới gia nhập như Đường Hạo, U Lan và Giang Hồng thì lần lượt đứng ở phía sau. Phong thái tốt thật đấy. Nhìn các đệ tử vừa gia nhập Thiên Tông, hai bên bậc thềm đá vang lên nhiều tiếng hô cảm thán. Các đệ tử nam hai mắt sáng ngời, các đệ tử nữ thì tỏ ra si mê. Tất nhiên cũng có vài lời không dễ nghe, ví dụ như đám nhân tài Vệ Xuyên hay Ngụy Đằng, mồm miệng không ngừng tuôn ra mấy lời bẩn thỉu, chẳng qua không dám nói lớn tiếng, chỉ mắng thầm sau lưng thôi. Ngoài họ ra, còn có thám tử của các bên. Không dụ dỗ được, cũng đừng giết. Đây chính là mệnh lệnh mà cấp trên của họ truyền xuống. Nhóm người đi ở hàng đầu như Triệu Bân chính là mục tiêu của các bên. Tương lai của Thiên Tông đấy. Thấy nhóm tiểu bối sáng sủa và hào hoa, Dương Thiên Tông cười rất ôn hòa, không khỏi nhớ tới bản thân năm đó. Ông ta cũng từng đi qua 99 bậc thềm đá này, cũng từng dẫn đầu cả một thời đại, các trưởng lão cũng từng có suy nghĩ như thế, thời đại nối tiếp thời đại. Tiến cấp lên cảnh giới huyền dương. Đan Huyền vuốt râu, nhìn Triệu Bân đang đi đầu. Ý của sư huynh là, Dương Huyền Tông có vẻ thăm dò, thiên kiếp ngày hôm qua. Không loại trừ khả năng, Đan Huyền mỉm cười, tên tiểu tử này ẩn giấu quá nhiều bí mật. Dương Huyền Tông im lặng, khẽ hít vào một hơi. Nếu đúng như thế thì quá quỷ dị, người vẫn còn sống mà thiên kiếp đã tan rồi. Chẳng lẽ, trên thế gian này thực sự có một loại bí pháp có thể tự động phong ấn thiên kiếp sao? Trong lúc này, Triệu Bân đã bước tới. Anh bạn nhỏ, làm khá lắm. Dương Huyền Tông vỗ vỗ vai Triệu Bân. Đưa chiếc hộp ngọc đựng đan tỉnh thần cho Triệu Bân. Đa tạ trưởng giáo, Triệu Bân đón lấy, quay đầu chạy luôn. Đi đâu thế? Dương Huyền Tông sững người, giơ tay xách hắn về. Lấy được thứ không đáng tiền nhất rồi quay đầu chạy luôn, người vô tâm vô phế đến mức nào? Lệnh bài của bí phủ, công pháp của thiên giới. Không cần hết à? Triệu Bân cười gượng, có lẽ vì quá nóng lòng, đến độ thất thố. Sự thất thố của hắn, lọt vào mắt đám đông trưởng lão và các đệ tử khiến ánh mắt họ trở nên kỳ lạ. Tên tiểu tử này, vội vàng đi đầu thai để lấy vợ à. Sở Vô Xương đứng gần hắn nhất cũng phải nhíu mày. Tâm cảnh niết bàn rồi, cô ta cũng biết cách quan sát mọi thứ, thấy Triệu Bân gấp gáp như vậy, gấp đến mức quên lấy lệnh bài bí phủ và công pháp của thiên giới, chỉ lấy viên đan tỉnh thần kia khiến cô ta bất giác nghĩ rằng hắn bạt mạng như thế trong cuộc tỉ thí lần này. Tử chiến không lui là vì viên đan tỉnh thần kia. Đa tạ trưởng giáo. Triệu Bân đón lấy lệnh bài bí phủ, cũng nhận lấy công pháp thiên giới. Xong rồi, tên này lại quay đầu chạy luôn, khiến Dương Huyền Tông hết sức lúng túng. Ông đây lần đầu trao thưởng, ngươi chơi ta như thế, mắc tiểu hả? Không nhịn được nữa hả? Dù thế nào cũng phải phát biểu cảm nghĩ đã chứ. Vân Yên nhìn thấy cũng phải cười gượng. Hay nói cách khác. Cả hội trưởng ngoái đầu nhìn theo hướng hắn chạy đi, hạng nhất của tỷ thí Tân Tông, nhân tài được mọi người để mắt tới, lấy được giải thưởng xong là chạy nhanh hơn thỏ. Đừng quậy, ta có việc gấp. Triệu Bân sẽ trả lời như vậy, bao nhiêu vất vả cũng chỉ cần mỗi đan tỉnh thần thôi. Bây giờ lấy được đan tỉnh thần rồi, phải đưa cho Liễu Tâm Như dùng ngay để đánh thức nàng. Nếu thuận lợi, Liễu Tâm Như sẽ tỉnh dậy. Nếu thuận lợi. Hôm nay hắn sẽ rời khỏi Thiên Tông, đưa Liễu Tâm Như rời khỏi thành ngay trong đêm. Chuyện này xong rồi, tiếp đó hắn sẽ chuyên tâm báo thù. Triệu Bân đi rồi, cả hội trường đưa mắt nhìn nhau. Người lúng túng nhất không ai khác ngoài Dương Huyền Tông, ông ta phá lệ chạy ra ngoài trao thưởng, thế nhưng người đứng đầu quay đầu bỏ đi mất, người làm trưởng giáo như ông ta đúng là mất thể diện. Đám đông trưởng lão ở bên cạnh cũng phải ho khan. Chuyện gì thế này, mắc tiểu đến thế cơ à, khóe miệng Tô Vũ giật giật. Ta cũng thấy ngượng thay cho trưởng giáo đấy, Dương Phong cười gượng. Họ nói như vậy khiến ngôn từ của một số người nào đó càng không buồn che giấu. Ví dụ như nhân tài Ngụy Đằng, mở miệng ra đã nói, ngang ngược sất láo. Lấy được hạng đầu xong là không coi ai ra gì. Hạng người này, phải phạt hắn thật nặng. Nối gót Ngụy Đằng, đám người Trịnh Minh. Viên Miểu cũng không an phận. Không an phận đến mức nào nhỉ? Lớn tiếng mắng chửi trước mặt đám đông, người nào người nấy tỏ ra lẫm liệt. Tô Vũ liếc họ một cái. Nhóm Dương Phong cũng liếc họ một cái, chẳng khác nào đám hề đang diễn trò.
Đám người nực cười này tiến vào Thiên Tông kiểu gì thế? Đầu óc úng nước à? Cơ Ngân là người như thế nào, đến cả trưởng giáo cũng đích thân tới chỗ này trao thưởng, đủ thấy ông ta coi trọng hắn cỡ nào. Các ngươi đứng đó mà bêu dếu hắn, đừng tưởng sẽ vì chuyện này mà trưởng giáo trừng phạt Cơ Ngân chứ. Nghĩ gì mà đơn giản quá, hắn là một báu vật đấy. Trưởng giáo thương yêu còn không kịp kìa, đâu nỡ trách mắng chứ. Đủ rồi, Dương Huyền Tông điềm đạm nói. Trưởng giáo lên tiếng rất hữu dụng, cả hội trường bỗng chốc im bặt. Tuy rằng Cơ Ngân đã đi nhưng việc trao thưởng vẫn phải tiếp tục, Sở Vô Xương đã được gọi lên. Cô nhóc, chớ vì một trận thua mà rối loạn tâm tình. Dương Huyền Tông mỉm cười ôn hòa. Vô Xương đã hiểu, Sở Vô Xương cũng mỉm cười. Cô ta nên cảm ơn Cơ Ngân, trận thua này chính là một lần rèn luyện hiếm có, giúp tâm lý của cô ta hiện giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Người của Sở gia không chật vật như trong tưởng tượng đâu. Chớ quên thuở ban đầu, ắt sẽ thành nghiệp lớn. Tiểu tử, chớ coi nhẹ bản thân mình. Chuyên tâm tu luyện. Mỗi khi có đệ tử bước tới, Dương Huyền Tông sẽ dặn dò một câu. Vị trưởng giáo này rất tận chức tận trách, bởi những người này đều là tương lai của Thiên Tông. Nói đi cũng phải nói lại. Triệu Bân chạy nhanh như gió, lao thẳng về đỉnh Tử Trúc, đóng chặt cửa phòng. Sau đó cỗ quan tài bằng băng được chuyển ra, hắn nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài. Liễu Tâm như một người đẹp bằng băng, lặng lẽ nằm trong quan tài, trên mi mắt còn phủ một lớp băng giá, toàn thân từ trên xuống dưới được bao quanh bởi hơi lạnh, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thấy được. Ai không biết còn tưởng nàng đã chết rồi. Triệu Bân lấy đan tỉnh thần bên trong hộp ngọc ra. Nó là một viên đan dược màu tím, trong suốt lấp lánh, bốn đường vân rõ nét, có một chút tiên khí lượn lờ xung quanh. Mùi thảo dược thơm ngào ngạt, hít một hơi thôi cũng đủ giúp tinh khí sộc thẳng vào buồng phổi. Viên đan tỉnh thần duy nhất của đại hạ. Triệu Bân nói rồi nhẹ nhàng nhét nó vào miệng Liễu Tâm Như. Hắn dùng thiên nhãn, có thể nhìn thấy đan tỉnh thần tan ra, dược lực nhanh chóng phát huy, công hiệu rất thần kỳ, bởi vì lông mi của Liễu Tâm Như khẽ khàng rung lên, ngón tay của nàng cũng thoáng cử động, ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể nàng tràn ra, hòa quyện cùng hàn khí tạo thành một màn sương nhiều màu sắc bao trùm cơ thể nàng. Trong một thoáng chốc, có cảm giác như ảo ảnh. Triệu Bân nhìn không chớp mắt, hai mắt sáng ngời. Trong mắt hắn, có được thay đổi này chứng minh Liễu Tâm Như sắp tỉnh dậy rồi. Thế nhưng, khói sương rực rỡ lại giống như pháo hoa, đến nhanh mà. Đi càng nhanh hơn, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất tăm mất tích. Liễu Tâm Như lại giống như bị phong ấn bằng băng, lông mi vừa thoáng rung lên đã tiếp tục bị băng tuyết bao phủ. Không chỉ có thể... Mái tóc mềm như sóng nước của nàng bỗng chốc trở nên trắng toát bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, gương mặt hồng hào cũng không còn huyết sắc. Lúc này đây, đâu có dấu hiệu nào cho thấy nàng sắp tỉnh lại. Bất luận nhìn từ góc độ nào cũng giống như một sinh mệnh đang tuột khỏi lòng bàn tay. Sao lại như thế được? Triệu Bân sững sờ, đôi mắt vốn sáng rực bỗng chốc vằn đầy tơ máu. Hắn hoảng hồn, chân nguyên rồi rào điên cuồng đổ vào Liễu Tâm Như. Nhưng cơ thể nàng như một cái động không đáy vậy, bao nhiêu chân nguyên đổ vào cũng biến mất trong thoáng chốc, không có chút tác dụng nào. Như Nhi, tiếng gọi của Triệu Bân vừa nhẹ nhàng mà vừa khàn đặc, chỉ sợ làm thê tử giật mình. Hắn không biết vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng đã dùng đan tỉnh thần rồi, tại sao vẫn còn ngủ say không tỉnh. Từ đầu đến cuối nàng chưa hề mở mắt, thậm chí mái tóc còn đổi sang màu trắng, là vì sinh mệnh đang mất đi ư. Hay là do quá trình đánh thức gặp trục trặc, khiến vấn đề nghiêm trọng hơn. Hắn nóng lòng muốn tìm ai đó để hỏi. Hắn nhìn vào ý thức của mình. Đập vào mắt là một vùng trắng nhờ nhờ, chẳng nhìn rõ gì cả. Gần như gọi mãi cũng không có hồi âm, Tú Nhi nhà hắn. Vẫn đang bế quan à. Chết tiệt. Triệu Bân tĩnh lặng đến đáng sợ, không biết là tức giận hay căm phẫn. Cuộc đời Liễu Tâm Như đã đủ bi thảm rồi. Còn muốn giày vò nàng đến bao giờ? Tâm trạng của ngươi có vẻ không được tốt lắm. Đúng lúc hắn đang không biết làm thế nào thì một giọng nói đột nhiên vang lên trong tiềm thức. Nghe thấy thế, Triệu Bân đột nhiên mở to mắt, khi nhìn lại vào ý thức, mây mù trắng xóa đã tan rồi. Đợi khi nhìn rõ, ánh mắt hắn có vẻ kỳ lạ. Hắn nhớ rằng trong tiềm thức của mình có một vầng trăng, bây giờ nhìn lại, vầng trăng sáng loáng kia chỉ còn một nửa, mà Nguyệt Thần đang tu sửa nó. Vừa tu sửa vừa lầm bà lầm bầm,
cũng không biết là đang chửi bới hay đang luyện chú ngữ, nghe giọng điệu. Chắc là chửi bới. Vầng trăng của ngươi, Triệu Bân vô thức hỏi. Bị một tên khốn nạn, dùng nó một cái, Nguyệt Thần sa sầm mặt mũi. Triệu Bân nhướn mày, ai mà giỏi thế, có thể chấn động vầng trăng của cô tới mức này. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng hỏi, ta đã cho Như Nhi dùng đan tỉnh thần, tại sao nàng vẫn không tỉnh? Ai bảo với người là ăn đan tinh thần thì chắc chắn sẽ tỉnh, Nguyệt Thần điểm nhiên. Thế nàng ấy, huyết mạch biến dị rồi biến. Dị, Triệu Bân không hiểu, lần đầu nghe thấy điều này. Cho nên biến dị chính là lột xác thành một loại huyết mạch mới, Nguyệt Thần ngáp một cái, lúc này mới từ từ nói. Nói chung, huyết mạch sẽ không dễ dàng biến dị, trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ đặc thù, ví dụ như dung hợp với huyết mạch khác tạo ra một huyết mạch mới chẳng hạn, hoặc là khi huyết mạch thức tỉnh lại phát sinh một loại biến cố khó có thể nắm bắt. Nhà đầu này đang ở trong tình huống thứ hai, là ta đã quá xem thường huyết mạch của nàng, quá trình thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề cho nên mới dẫn tới biến dị, như vậy. Sẽ càng có nhiều biến số phát sinh hơn nữa. Vậy phải làm sao thì nàng mới có thể tỉnh lại được, Triệu Bân lại hỏi. Trạng thái hiện giờ của nàng chính là hai trạng thái biến dị huyết mạch và thức tỉnh huyết mạch tồn tại song song, có tác động từ bên ngoài vào e rằng cũng vô ích, tất cả phải dựa vào chính bản thân nàng thôi. Nguyệt Thần nói, nếu ngươi thật sự muốn làm gì đó cho nàng thì hãy đi tìm một loại hoa tên là hoa bồ đề, chỉ có điều tác dụng của nó cũng không lớn, hơn nữa ở phàm giới cũng chưa chắc có loại hoa đó. Hoa bồ đề, Triệu Bân lẩm bẩm. Lời nói của Nguyệt Thần không vẹn toàn, tác dụng không lớn cũng chính là có tác dụng. Nếu như nó thực sự có thể giúp Liễu Tâm Như tỉnh lại thì cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nếu ta chết, liền tới ngươi, Nguyệt Thần đột nhiên nói. Cái gì, Triệu Bân vừa nghe đã cảm thấy bối rối. Câu ta vừa nói đó, ngươi nói lại đi, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Triệu Bân lại càng thêm bối rối, nhưng vẫn thử mở miệng nói, nếu ta chết, liền tới ngươi. Vừa dứt câu thì hắn liền cảm thấy đầu óc chấn động. Chính xác mà nói thì Nguyệt Thần đã đá vào ý thức của hắn một cước. Một cước này khiến cho đầu óc của hắn ông ông hỗn loạn, hai mắt tối sầm, cảm giác như vừa bị một cây côn sắt hung hăng đập thẳng vào linh hồn vậy, khiến cho hắn đau đến méo mó mặt mày. Cô bị điên à? Triệu Bân ôm đầu. Nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ nói. Bế quan nhiều ngày, tỉnh lại liền con mợ nó đánh ta, ít nhất cũng phải cho ta cái lý do chứ. Thoải mái. Nguyệt Thần không trả lời, nhưng thần thái của cô ta đã đại diện cho tất cả. Tại sao cô ta lại bắt Triệu Bân nói như vậy, chẳng qua là vì cô ta muốn xem Triệu Bân là người kia. Sau đó mới hung hăng đá cho hắn một cước. Người kia là ai chứ? Hừm. Chính là cái tên thần đã ban phước lành cho Triệu Bân. Không tệ, một cước này đá rất êm chân, khiến cho tâm tình của cô ta tốt lên rất nhiều. Lễ trao giải kết thúc, sự kiện lớn bắt đầu. Cái gọi là sự kiện lớn chính là một bữa tiệc rượu khổng lồ, dựa theo bức họa của Thiên Tông thì đây là nghi thức đón gió, thực chất là nghi thức đón đệ tử mới gia nhập tông môn, đây cũng là quy củ từ xưa đến nay, ngụ ý cũng rõ ràng. Thể hiện rõ rằng các đệ tử mới gia nhập tông môn đều đã trở thành đệ tử chân chính của Thiên Tông, hết thảy đều công đức viên mãn. Uống, bầu không khí hết sức náo nhiệt. Chỉ có điều dường như ai cũng cảm thấy ở đây thiếu cái gì đó. Còn thiếu cái gì, tất nhiên là thiếu nhân tài rồi, một nhân tài nghịch thiên. Không sai, nhân tài đó chính là Cơ Ngân. Trưởng giáo cũng đang ở đây. Thế mà hắn thân là đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông lại không đến. Gọi hắn đến đây, Vân Yên nói. Vâng, Lăng Phi nhanh chóng đứng dậy đi tìm Cơ Ngân. Khi Triệu Bân bước ra khỏi cửa thì vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn, đầu óc vẫn còn choáng váng. Thân thể bị đá một cước cũng không vấn đề gì, nhưng ý thức bị đá một cước thì khó chịu vô cùng, đầu của hắn nãy giờ vẫn ông ông đau nhức, không biết tại sao Nguyệt Thần lại đá mình. Nhưng hắn cũng không định hỏi. Bởi vì kiểu gì cô ta cũng sẽ nói bị đá cũng là một loại tu hành, trước giờ Nguyệt Thần đánh người cũng không hề có lý do. Đúng lúc đó lại có người lên núi. Người đó chính là Thanh Giao, sau khi nhận thưởng cô ấy liền lên thẳng đỉnh Tử Trúc, cô ấy muốn xem Liễu Tâm Như có thể tỉnh lại không, nhìn thấy cảnh này thì cô ấy không khỏi sững sờ, trạng thái của Triệu Bân có vẻ như không được lắm. Vừa rồi, ta đụng trúng một con heo nái,
Lời giải thích của Triệu Bân hết sức thú vị. Heo, nái. Cô gái này lại thật sự tin vào điều đó, bất giác nhìn xung quanh. Có một con heo trên đỉnh Tử Trúc sao? Không tìm thấy con heo nái, nhưng đã thấy Triệu Bân ngã xuống. Gạo có thể vo loạn, nhưng lời không thể nói loạn được. Một câu đụng phải heo nái của hắn lại khiến cho hắn bị đá thêm một cú. Một cước này cũng thật là nặng, cước đầu tiên chỉ khiến cho hắn cảm thấy choáng váng, cước này liền khiến cho hắn không thể đứng lên nổi. Thanh Giao vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Cái này không phải là đụng phải heo nái, xem như là đi đường đụng phải vách tường đi. Không sao, Triệu Bân nhe răng trợn mắt, trong mắt đã bay đầy sao vàng. Thê tử của ngươi vẫn đang ngủ sâu. Đan tỉnh thần không có hiệu quả sao, Thanh Giao ngạc nhiên hỏi. Không dễ dàng lắm, Triệu Bân bất lực lắc đầu. Sau đó hắn lại hỏi, cô có biết, nơi nào có hoa bồ đề không? Hoa bồ đề, Thanh Giao khẽ cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải, ta đã làm phiền hai người rồi không? Lăng Phi cũng vừa leo lên núi, nhìn thấy Thanh Giao đang ôm Triệu Bân, lại thấy Triệu Bân hai chân mềm nhũn, cả người đứng không vững, liền nghĩ ra chuyện gì đó. Khá thâm thúy trong đầu. Chỉ trong chốc lát mà có thể lên giường hàn huyên tán gẫu hay sao? Dùng sức rất mạnh sao? Ảnh hưởng đến cả thắt lưng. Ngươi, biết chỗ nào có hoa bồ đề không? Triệu Bân lại hỏi. Lăng Phi nghe hỏi vậy thì phản ứng cũng không khác gì Thanh Giao. Đi thôi, đi uống rượu. Đến giúp ta một chút. Nhóc con nhà ngươi, thận không khỏe chút nào. Gì? Dường như không có ai nghe hiểu được những lời đơn giản này ngay lần đầu tiên, chủ yếu là do đầu óc Triệu Bân lúc này đã ông ông lên, não cũng không còn hoạt động linh hoạt nữa, bằng không Lăng Phi nhất định sẽ bị đánh. Xem kìa, nhân vật chính đến rồi. Chẳng bao lâu sau thì những lời này đã vang lên trong bữa tiệc rượu. Triệu Bân, người đến trễ, đã trở thành tâm điểm chú ý. Đây là, hắn bị lọt hố sao? Nhìn thấy trạng thái của Triệu Bân không tốt, có rất nhiều người nhướng mày ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn còn đỡ, người đến sau hắn còn phải chống nạn đến, người đó là một nữ đệ tử, toàn thân bị thương, nhiều chỗ quấn băng. Man Đằng thấy vậy liền nhanh chóng đứng lên. Kiếm Nam và Tô Vũ thấy vậy liền nhanh chóng kéo hắn ta về. Cứ dây dưa mãi, có ý tứ là được rồi, đừng có mà hăng hái quá, một khi vướng vào là tiêu đó. Sư phụ! Người có biết nơi nào có hoa bồ đề không? Triệu Bân vừa ngồi xuống liền hỏi Vân Yên. Vân Yên hơi nhíu mày, nét mặt lộ rõ ý tứ, trên đời còn có loài hoa như vậy sao? Hầu hết các trưởng lão và đệ tử cùng bàn cũng có nét mặt này. Triệu Bân không hỏi nữa, liền đi đến chỗ lão Trần Huyền. Lão già đó đã nói ở trong cửa hiệu lâu đời thứ gì cũng có, nói không chừng cũng có bán hoa bồ đề. Khi được hỏi tới, lão Trần Huyền cũng lắc đầu một cái. Triệu Bân không bỏ cuộc, cầm bầu rượu đi mời từng bàn một. Mời rượu là giả, hỏi thăm mới là thật, trong lúc nhân tài hội tụ luôn sẽ có một người biết. Hoa gì? Hoa bồ đề. Nghe cũng chưa nghe qua. Những câu trả lời ngắn gọn liên tiếp vang lên. Triệu Bân cảm thấy vô cùng đau lòng, trong một buổi tiệc rượu lớn có nhiều trưởng lão như vậy mà cũng không có ai biết về loài hoa này. Nguyệt Thần nói quả thật không sai, hoa bồ đề chắc chắn là một loài hoa cực kỳ quý hiếm, tại phàm giới nhất định không có, đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng có ai nghe qua. Chẳng lẽ chỉ có ở thần giới mới có loài hoa đó hay sao? Triệu Bân lại hớn hở bước tới một bàn rượu khác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Vân Phượng ngồi đó, hắn lại quay đầu bỏ đi. Vì lý do này nên sắc mặt của Vân Phượng đã trở nên cực kỳ khó coi. Ta coi ngươi như không khí. Đây chính là câu trả lời của Triệu Bân. Bây giờ không nhìn, nhưng ngày sau hắn nhất định sẽ khiến cho cô ta phải đổ máu. Số phận của Vân Phượng đã được định sẵn, thần, quỷ, Phật. Ai ngăn cản cũng vô dụng. Hôm nay sao ngươi nhiều chuyện thế nhỉ? Triệu Bân bị bàn rượu gần nhất tóm lại. Chính là Đan Huyền đã đẩy hắn ngã ngồi xuống, thân phận của những người trên bàn rượu này cũng không đơn giản, có trưởng giáo, Bạch Huyền Thạch, Ngô Huyền Thông. Lão đạo Âu Dương đều đang ở đây, tất cả đều là những trưởng lão có vị trí cao trong tông môn. Ánh mắt của Dương Huyền Tông nhìn Triệu Bân đặc biệt ôn hòa, ông ta cảm thấy tên nhóc này rất thú vị,
như mới vừa rồi hắn vừa cầm được đan tỉnh thần là đã bỏ chạy, không tâm đến thứ khác, đệ tử bình thường chắc chắn không có ai giống như hắn. Quan đến tận bây giờ bọn họ cũng không biết tại sao Triệu Bân lại gấp gáp như vậy. Nếu như nói hắn vội đi nhà xí hoặc là vội đi đầu thai lấy vợ thì chắc có lẽ bọn họ cũng sẽ tin. Các vị tiền bối có nghe nói đến Hoa Bồ Đề bao giờ chưa? Triệu Bân lại đứng dậy, cầm bầu rượu đầy rót cho từng người. Nghe hỏi vậy thì cả bàn đều nhíu mày, ngay cả Dương Huyền Tông cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là những cao thủ có kiến thức rộng rãi nhưng lần đầu tiên mới nghe nói đến loài hoa này, không hề biết trên đời vẫn còn tồn tại một loài hoa tên là Bồ Đề. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đan Huyền. Đan Huyền là một luyện đan sư, không ai am hiểu về thảo dược hơn ông ta. Đan Huyền vuốt râu lắc đầu, ông ta đã thấy qua vô số loại thảo dược nhưng vẫn chưa từng nghe nói tới loài hoa này. Mọi người ăn ngon miệng, Triệu Bân cười nói, quay đầu bước đi. Mấy ông lớn ngồi trên bàn rượu đều giật giật khóe miệng, vừa mới định khen tên nhóc này một câu thì hắn lại đi rồi. Đã từng nghe nói đến Hoa Bồ Đề chưa? Gì? Uống nhiều vào. Triệu Bân vô cùng bận rộn, chào hỏi hết bàn này đến bàn khác. Người nào không biết có khi còn nghĩ bữa tiệc rượu linh đình này là do chính hắn tổ chức ra. Hắn giống như đang khoản đãi bạn bè đường xa đến, lại càng giống như một tân lang đang lần lượt mời rượu từng bàn. Ta đã nghe qua rồi. Cuối cùng cũng có một lời hồi âm khác với mọi người. Người vừa nói chính là Sở Vô Xương, Triệu Bân đã hỏi về Hoa Bồ Đề khắp phòng, cô ta muốn không nghe cũng khó. Người đã từng nghe qua rồi sao? Triệu Bân kích động không thôi, chắc chắn là hắn rất kích động, thậm chí hắn còn kéo Hàn Tuyết đang ngồi bên cạnh Sở Vô Xương ra ngoài, còn hắn thì tự giác ngồi vào chỗ của Hàn Tuyết. Giờ phút này, hai mắt của hắn sáng ngời nhìn Sở Vô Xương. Hàn Tuyết xấu hổ, mà các nữ đệ tử khác cũng xấu hổ. Nhưng đối với Triệu công tử, chỉ cần hắn không cảm thấy xấu hổ với việc mình làm thì người xấu hổ phải là người khác. Ta đã nghe qua rồi, môi Sở Vô Xương nhẹ nói. Làm sao có thể, Triệu Bân nghiêng người lại gần hơn, thái độ rõ ràng muốn lôi kéo làm quen. Trong mắt mọi người, hắn chính là một tên mặt dày. Hắn còn không nhớ trong trận tỉ thí Tân Tông hắn đã đập người ta tơi tả hay sao? Tương truyền. Hoa Bồ Đề là hoa nở trên cây Bồ Đề. Sở Vô Xương nhàn nhạt nói, nhưng loài hoa này chỉ có ở thế giới Cực Lạc. Ta nghe cô của ta kể rằng thế giới Cực Lạc chính là đất Phật trong truyền thuyết. Đất, Phật. Triệu Bân nghe vậy thì bất giác nhìn ngó xung quanh. Hắn đang tìm cái gì? Tất nhiên là tìm Bát Nhã. Cả Thiên Tông này chỉ có Bát Nhã là người Phật gia. Nhìn ngó một hồi hắn mới biết Bát Nhã không có ở chỗ này. Chắc chắn là đã vào bí phủ tu hành. Hóa ra Hoa Bồ Đề có lai lịch như vậy, Triệu Bân tự lẩm bẩm, hắn hiểu theo một nghĩa rất đơn giản chứ vẫn chưa thật sự hiểu được sâu xa. Loài hoa chỉ có ở đất Phật thực sự hữu ích cho sự thức tỉnh của liễu tâm như sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng lẽ huyết mạch của liễu tâm như có liên quan đến Phật gia? Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, thuận tiện còn liếc nhìn vào trong ý thức. Nguyệt thần chỉ quan tâm đến việc sửa mặt trăng mà không để ý đến hắn, huyết mạch của liễu tâm như không liên quan gì đến Phật gia, sở dĩ phải có Hoa Bồ Đề là bởi vì trong Hoa Bồ Đề có ẩn chứa lực niết bàn này sẽ hỗ trợ cho liễu tâm như lột xác. Tất nhiên, mặc dù có lực niết bàn nhưng cũng không chắc chắn sẽ thành công. Lại nói, mọi việc đều phụ thuộc vào bản thân liễu tâm như, dù sao cũng là niết bàn của chính mình, ngoại lực cũng chỉ giống như đan dược. Cho dù là Hoa Bồ Đề cũng không có ích lợi gì lớn. Đa tạ. Triệu Bân để lại một câu rồi tiêu sái rời đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên đặt Hàn Tuyết lại vị trí cũ. Thật là một kẻ kỳ quái, ánh mắt của ai cũng đều nhìn hắn như nhìn quái nhân. Đúng rồi, đất Phật ở đâu? Triệu Bân quay đầu lại hỏi Sở Vô Xương. Ta không biết, Sở Vô Xương nhẹ lắc đầu. Đa tạ. Triệu Bân không hỏi nữa, chuyện của Phật gia hỏi Bát Nhã là thích hợp nhất. Hắn quay lại bàn của Tô Vũ và Kiếm Nam. Mấy người này đang rất chuyên tâm theo dõi Man Đằng, sợ mất dấu hắn ta. Nghe nói người được thưởng một bộ công pháp cấp thiên hạ, Kiếm Nam chậm rãi nói.
Triệu Bân cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần. Kiếm Nam không nói thì hắn cũng quên mất mình có một bộ công pháp cấp thiên còn chưa kịp xem. Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn lấy ra bộ công pháp đó. Thấy vậy, các đệ tử và trưởng lão xung quanh đều nhìn nghiêng, ánh mắt lóe lên. Đó là công pháp cấp thiên đó. Cả Triều Long Đại Hạ tìm khắp cũng không ra được mấy bộ, đừng nói đến đệ tử, rất nhiều trưởng lão cũng chưa từng thấy qua công pháp cấp thiên, cấp bậc bí thuật này có bao nhiêu tiền cũng mua không được, cũng chỉ có Thiên Tông dám quyết đoán đem công pháp quý giá nhường này thưởng cho đệ tử, bên ngoài có mơ mới tìm được nơi thứ hai. Con mợ nó, Huyền Thiên Tâm Pháp, Tô Vũ hét lên khi nhìn thấy nó. Tất cả những người trong bàn cũng nhìn sang, hầu hết bọn họ đều chưa từng nhìn thấy qua công pháp cấp thiên. Lúc này hẳn là lần đầu tiên mới được nhìn thấy công pháp cấp thiên quý giá như vậy. Triệu Bân đọc tên công pháp, sau đó liền nhẹ nhàng mở ra. Sau khi đọc đại khái, hắn nhận ra đó là một loại công pháp luyện khí lực. Loại công pháp luyện khí lực này bên ngoài cũng có bán, nhưng đa số đều là cấp thấp, tất nhiên không thể so sánh được với Huyền Thiên Tâm Pháp. Nhưng đối với hắn, công pháp này cũng chẳng có ích lợi gì. Cho dù là công pháp cấp thiên nhưng vẫn còn kém xa Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh. Nguyệt Thần đã nói, công pháp xây dựng nền tảng của võ tu không gì có thể so sánh được với công pháp luyện thể của Man Thần. Lại là công pháp luyện thể. Nắm trong tay Huyền Thiên Tâm Pháp, Triệu Bân lẩm bẩm. Lúc này, hắn rất muốn tới chỗ Dương Huyền Tông đổi sang một bí pháp khác. Nhưng nghĩ lại thì, thôi bỏ đi. Chỉ vừa mới có được chỗ đứng, không nên quá hết mặt lên trời. Đợt đệ tử mới gia nhập năm nay có nhiều lợi ích thật. Ở thời của bọn ta không có công pháp cấp thiên làm phần thưởng đâu, Tô Vũ tặc lưỡi nói, bộ công pháp này chắc chắn là do các trưởng lão cấp cao đặc biệt chuẩn bị cho Sở Vô Xương, nghĩ rằng cô ta có thể dễ dàng đạt được vị trí thứ nhất, không ngờ lại xuất hiện một con hắc mã như ngươi có thể đánh bại được Sở Vô Xương, khiến cho trên dưới Thiên Tông trở tay không kịp. Triệu Bân ho khan, chính hắn đã làm hỏng việc tốt của Sở Vô Xương. Không biết khi nữ soái trở về có tìm hắn tính sổ không? Tất cả đều đã được định đoạt nhưng chỉ bởi vì hắn mà trở nên tan nát. Ta vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy công pháp cấp thiên. Xem cuốn sách cổ đó tinh xảo như thế nào kìa, chỉ cần liếc nhìn là biết không phải là sách cổ tầm thường. Khắp nơi vang lên tiếng tặc lưỡi thổn thức, ngay cả các trưởng lão cũng hai mắt sáng rỡ. Thiên Tông đúng là quá quyết đoán, một bộ công pháp cấp thiên quý giá như vậy, vậy mà nói thưởng là thưởng. Đây đúng là cơ duyên tạo hóa nghịch thiên. Triệu Bân không nhìn lâu đã đóng sách lại. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ chép ra vài bản đưa cho Thanh Giao, Mục Thanh Hàn, Xích Hiên và Lăng Phi. Chuyện này không được để cho người khác biết. Thứ nhất là bởi vì công pháp cấp thiên không thể truyền ra ngoài. Thứ hai là bởi vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người. Nếu như để cho người khác biết được bọn họ cầm trong tay công pháp cấp thiên thì sẽ gây ra nhiều rắc rối, thậm chí sẽ còn có thể xảy ra chuyện giết người cướp của. Tên nhóc, ra đây thương lượng chuyện này một chút, Tô Vũ chọc chọc Triệu Bân nói. Làm sao, Triệu Bân xé một cái đùi gà, bước ra hỏi. Lệnh bài bí phủ của ngươi cho ta mượn dùng một ngày đi, Tô Vũ xoa xoa tay, cười nói, ta muốn đi vào tu luyện thử một ngày. Lần trước ta tìm được một chút ý cảnh, muốn ngộ ra thêm. Lệnh bài của ta mà ngươi cũng có thể dùng sao, Triệu Bân nhướng mày hỏi. Lối vào bí phủ có cấm chế, chỉ nhận lệnh bài không nhận người, Tô Vũ cười nói. Được thôi, không cần đưa vội cho ta, ngươi có thời hạn 30 ngày, chỉ cần để lại cho ta một ngày là đủ rồi, Tô Vũ nói, sau đó lấy ra một vật hình trụ từ trong ống tay áo nhét cho Triệu Bân, trông có vẻ rất miễn cưỡng. Triệu Bân hiên ngang lẫm liệt nói, sư huynh, không cần đâu, lệnh bài này ta vẫn sẽ cho mượn mà. Cái này là, cái gì vậy? Triệu Bân bỏ đùi gà xuống rồi tiện tay nhận lấy. Trong lúc lật qua lật lại xem xét, vô tình chạm vào cơ quan thì hắn mới nhận ra đó là một chiếc kính viễn vọng. Trong lúc biên quan nguy cấp thì tướng quân Huyền Giáp cũng đã dùng đến nó để quan sát qua ngọn núi đối diện, sau đó trực tiếp dùng xe nỏ san bằng ngọn núi đó. Đây là một vật hiếm lạ. Hắn dùng nó thử nghiệm ngay tại chỗ, có thể nhìn thấy đỉnh Tử Trúc từ đây và cả lầu các của hắn. Đây là kính viễn vọng thiên cơ mua ở chợ đen, Tô Vũ ý nhị nói. Thực tế thì nó chỉ là một cái kính viễn vọng bình thường. Tuy nhiên, việc thêm hai chữ thiên cơ vào trong tên của nó có thể đẩy giá của nó lên cao hơn.
Lúc hắn ta mua chiếc kính viễn vọng này thì người bán cũng tâng bốc nó hết sức. Bình thường ngươi dùng nó làm gì? Triệu Bân lại cầm kính viễn vọng nhìn về phương xa. Kính viễn vọng này có thể nhìn rất xa, không chỉ có thể nhìn thấy đỉnh Tử Trúc mà còn có thể nhìn thấy những đỉnh núi khác. Ai đang ở đâu, làm gì, ai đang tắm rửa. Hơn phân nửa đều có thể nhìn thấy được. Thăm dò tình hình địch đó, Tô Vũ nói với vẻ chính nhân quân tử. Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn ta một cái, người dùng nó để rình mò mấy sư tỉ muội thì có. Sư huynh, vẫn còn cần chút mặt mũi đó, Tô Vũ lại ý nhị nói. Đa tạ, Triệu Bân không khách khí. Không lâu sau hắn sẽ đến đế đô tìm mẹ, Đào Tiên Tử nói hình tháp canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài không thể tới gần, có chiếc kính viễn vọng này trong tay không chừng hắn còn có thể nhìn thấy mẹ của mình từ xa. Được. Tô Vũ cười vui vẻ, tâm tình tốt rót một ly rượu cho Triệu Bân. Kính viễn vọng mặc dù chân quý nhưng cũng không phải là không thể mua lại được. So sánh với việc được đến bí phủ tu hành thì thứ này cũng không tính là gì, cơ ngân cho hắn ta mượn lệnh bài một ngày là hắn ta đã được lời lắm rồi, nếu như hắn ta có thể ngộ ra một hai bí pháp không tầm thường của tông môn thì lợi ích sau đó quả thật không thể nào đong đếm nổi. Triệu Bân đã xắn tay áo tìm bát cơm. Tiếp theo lại là sở trường của hắn. Không phải ai cũng biết được hắn ăn nhiều như thế nào, hôm nay được nhìn thấy cảnh này thì ai cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nhiều người còn âm thầm nuốt nước miếng, hắn đúng là một thùng gạo không đáy. Cũng may đây là ở Thiên Tông, chứ nếu như ở bên ngoài thì gia đình bình thường chắc chắn không thể nào nuôi nổi hắn. Khó trách hắn lại có lực như vậy, có không ít trưởng lão vuốt râu nói. Sau đó, hắn lại đưa ra cho mọi người một triết lý sống, người ăn được mới có sức. Cơ ngân này không chỉ có sức mà còn có năng lực chịu đòn siêu việt. Không ai hiểu rõ điểm này hơn Sở Vô Xương, khi thực sự đối đầu với hắn thì mới biết cơ ngân chính là con rán đánh mãi không chết, sức sống của hắn vô cùng mạnh mẽ, chân nguyên của hắn cũng hết sức dồi dào. Hắn chẳng những có thể chiến đấu mà còn có thể kháng lại huyết mạch đặc biệt. Có thể nói hắn là một kẻ toàn năng. Bởi vì hắn là một kẻ toàn năng, cho nên ép hắn vào đâu thì hắn cũng có thể đứng đầu. Không biết đến lúc nào thì bữa tiệc rượu linh đình mới kết thúc. Ai về nhà nấy? Về phần đệ tử mới, 10 người đứng đầu đều đã vào bí phủ, trong đó có Triệu Bân. Chủ yếu là hắn tò mò về bí phủ, không biết thánh địa tu luyện kia lợi hại đến mức nào. Trước khi đi Vân Yên còn đưa cho hắn một bức họa cuộn tròn, đó chính xác là một tấm bản đồ. Nhiều chỗ trên đó được đánh dấu bằng chấm đỏ. Sư phụ nói những nơi được đánh dấu bằng dấu chấm đỏ đều ẩn chứa bí pháp. Không chỉ Vân Yên, sư phụ của 9 người còn lại cũng làm y như vậy. Đều là trưởng lão. Bọn họ đều đã từng bước vào bí phủ. Nơi nào có bí pháp, bọn họ đều có thể biết được rõ ràng. Chủ yếu là để tiết kiệm thời gian. Bọn họ sợ đệ tử nhà mình bước vào bí phủ mà tìm không ra bí pháp. Bí phủ được xây dựng ẩn sâu trong một dãy núi ở ngoại môn, nằm giữa hai ngọn núi cao là một cánh cổng đá hùng vĩ cao 5 thước, còn lớn hơn cổng thành 1 thước. Ít nhất cũng phải 1000 năm rồi. Từ xa đi tới nhìn thấy cổng bí phủ, Triệu Bân âm thầm thảng thốt một tiếng. Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì cánh cổng đá này đang toát ra khí tức tang thương xưa cũ. Nó tồn tại ở đây ít nhất cũng phải hơn 1000 năm rồi. Ta nghe sư phụ nói rằng bí phủ đã có trước khi Thiên Tông được thành lập, Man Đằng nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, người ta đồn rằng từ rất nhiều năm trước đã có rất nhiều thần minh ở đây đàm kinh luận đạo, để lại vô số tri thức cùng ý cảnh bên trong, và đã được truyền thừa từ rất lâu. Sau khi Thiên Tông thành lập thì tất cả được lưu truyền cho các thế hệ đệ tử tu luyện. Chẳng lẽ bởi vì vậy mà Đại Hạ mới khai tông lập phái ở đây, Triệu Bân nói. Bí phủ này chỉ là một trong số những lý do mà thôi, Mục Thanh Hàn đi cùng hắn cười nói, ngoài ra còn là do núi non địa thế của nơi này khá tốt, có thể hỗ trợ bố trí đại trận. Còn không phải là do bên trong bí phủ có rất nhiều bảo bối hay sao, Vô Niệm cũng xen vào, các thế hệ đầu tiên của Thiên Tông cũng thường tìm hiểu võ đạo bên trong đó, cũng để lại rất nhiều ý cảnh, Còn có bí tịch nữa. Vậy thì đây là một tòa bảo tàng rồi, Triệu Bân sờ sờ cằm nói. Vừa nói hắn vừa bước vào trong bí phủ, bắt đầu ý thức được một không gian hết sức tráng lệ.
Ít nhất thì Triệu Bân cũng cảm thấy như vậy. Nơi này không chỉ cổ xưa mà còn rộng rãi. Đưa lệnh bài ra. Phía trước bí phủ có hai tòa lầu các ở hai bên. Trên mỗi lầu các đều có một lão già mặc áo trắng, một lão già mặc áo đen, cả hai đều có cảnh giới địa tạng, bọn họ tất nhiên là trưởng lão trông coi bí phủ của Thiên Tông. Một người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế móc móc chân thối với thần thái hết sức sảng khoái, còn một người thì đang ôm bầu rượu uống rượu một cách hết sức nhàn nhã. Như lời Tô Vũ đã nói, nơi này chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Lệnh bài trong tay của các đệ tử cũng không giống nhau. Lệnh bài của 5 người đứng đầu đều có khắc số 30, ngụ ý là có thể ở bí phủ tu hành 30 ngày. Lệnh bài của các đệ tử đứng từ hạng 6 đến hạng 10 đều khắc số 15, ngụ ý là có thể ở bí phủ tu hành 15 ngày. Các số trên lệnh bài đều sẽ tự khấu trừ theo ngày. Dùng 1 ngày thì số trên lệnh bài sẽ giảm xuống 1. Cho đến khi số trên lệnh bài biến mất thì lệnh bài sẽ trở thành vật phế thải. Lệnh bài không quy định đệ tử ngày nào cũng phải đến, chuyện đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là lệnh bài phải còn hiệu lực mới được. Triệu Bân vừa đi vừa nhìn quanh, trong phút chốc đã ở cuối hàng. Khi hắn bước lên phía trước, hai vị trưởng lão đều đứng dậy, một bên chống tay, một bên vuốt râu, Triệu Bân đảo mắt từ bên này sang bên kia, luôn có cảm giác hai lão già này đang xem khỉ, mà con khỉ chính là hắn. Hắn bị nhìn chằm chằm. Toàn thân cũng cảm thấy mất tự nhiên. Trưởng lão, người thật mất vệ sinh. Không biết nói gì, Triệu công tử bất giác nói ra một câu. Hắn đang nói đến vị trưởng lão đang vuốt râu kia, mới vừa nãy lão ta còn dùng bàn tay đó móc móc chân thối, lúc này lại đưa bàn tay đó lên vuốt râu, chắc chắn chòm râu của lão ta lúc này đã đầy mùi chân thối, chưa lại gần mà hắn đã cảm thấy muốn nôn khan rồi. Hắn, chắc là Cơ Ngân. Cha. Tên nhóc cảnh giới chân linh đã đánh bại Sở Vô Xương. Nghe nói hắn có võ hồn. Hai lão già này còn xuống đi vòng quanh, nhất là lão già đang vuốt râu kia, hai tay hết sức linh hoạt duỗi ra nắn bóp trên người Triệu Bân, khiến cho cả người Triệu Bân cảm thấy hết sức dị ứng, á. Đã dùng tay móc chân thối vuốt râu rồi còn nắn bóp người ta, chuyện này mới gớm làm sao? Ngươi là người của gia tộc nào? Lão già áo đen hỏi. Nữ soái không cho nói, Triệu Bân lại đẩy vấn đề cho Sở Lam. Thần bí vậy sao, vào đi, lão giả áo trắng cười nói. Triệu Bân như được đại xá, cầm theo lệnh bài bước vào, khi đi qua cánh cổng đá hắn còn liếc mắt nhìn lên trên, đúng là bên trên có khắc cấm chế tương liên với lệnh bài. Nếu không có lệnh bài thì cánh cổng đá nhất định sẽ cảnh cáo hắn. Sở Lam đã đưa đến Thiên Tông, một yêu nghiệt. Ngay cả Sở Vô Xương cũng bị đánh bại, lại còn bị cảnh giới chân linh đánh bại, hắn còn có thể không phải là yêu nghiệt hay sao? Phía sau, hai lão già thì thầm nói với nhau, nhìn theo bóng lưng Triệu Bân bước vào rồi bọn họ mới cùng nhau trở lên lầu các, một người nhàn nhã uống rượu, một người tận tâm ngồi móc chân thối, hưởng thụ mùi chua chua sảng khoái. Sau khi tiến vào bên trong cánh cổng đá, Triệu Bân sửng sốt. Nói là bí phủ nhưng nơi này chẳng khác gì một tòa thành. Có cả phố xá và rất nhiều lầu các, nếu như kê thêm một vài gian hàng nhỏ và có tiếng hò hét của mấy người bán hàng thì lại càng giống một tòa thành hơn. Triệu Bân nhấc chân, vừa đi vừa quan sát hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Có thể trong mỗi vách tường đều cất giấu những bí pháp không tầm thường, chỉ đợi xem người tu luyện có thể khai quật ra được hay không. Triệu Bân thổn thức. Thiên Tông này thực sự rất thú vị. Nói là bí phủ, kỳ thực chính là một tòa bảo tàng, đệ tử cần phải tự mình tìm ra bí pháp cùng ý cảnh, đây cũng xem như một bài khảo nghiệm nhãn giới và sự may mắn của mỗi người, người có may mắn nghịch thiên thì đi đâu cũng đều có thể nhìn thấy cơ duyên. Nói nó là thánh địa tu luyện cũng không hề sai. Bên trong bí phủ này có nguồn linh khí cực kỳ nồng đậm, không thua kém gì thiên trì. Những người tới bí phủ ngày hôm nay không chỉ có đệ tử mới gia nhập tông môn mà còn có rất nhiều đệ tử cũ, hoặc là do bọn họ chưa dùng hết ngày tu hành, hoặc là do bọn họ đang làm nhiệm vụ và có cơ hội vào lại bí phủ. Trên đường bước vào, hắn thấy có rất nhiều người, có người ngồi xếp bằng trên mặt đất, có người đứng trước vách tường hoặc dựa vào lan can lầu các, hầu hết bọn họ đều đang tìm bí pháp, hoặc vừa ngộ ra được một loại ý cảnh nào đó. Cũng có rất nhiều người vẫn đang vò đầu bứt tai đi tìm. Xem cái này, sở cái kia. Ví dụ như,
Cái tên to con kia. Man Đằng đến sớm nhưng vẫn chưa tìm thấy gì cả. Lúc này hắn ta vẫn đang nhìn tới nhìn lui, coi như không quen biết bố con nhà nào hết. Chỗ này làm gì có bí pháp, Man Đằng hùng hổ nói. Trước khi ngươi đến đây sư phụ của ngươi không đưa cho ngươi bản đồ sao, Triệu Bân hỏi. Có đưa bản đồ chứ, Man Đằng lấy ra một bức họa cuộn tròn giống như của Triệu Bân, sư phụ của hắn ta cũng đã từng đi vào đây, biết được không ít nơi cất giấu ý cảnh và bí pháp, cho nên mới soạn cho đồ nhi của mình một tấm bản đồ xem trước. Vậy thì ngươi cứ tìm theo đó đi, Triệu Bân thản nhiên nói. Ta không biết xem bản đồ, Man Đằng ho khan cười nói. Vậy ngươi tới đây để hóng mát sao, Triệu Bân giật giật khóe miệng nói. Ai có thể ngờ một kỳ tài võ đạo như hắn ta lại không biết xem bản đồ. Man Đằng lại càng xấu hổ hơn, hắn ta chiến đấu rất giỏi nhưng nhìn vào bản đồ thì lại chẳng hiểu gì. Đến đây, Triệu Bân lôi Man Đằng chạy một mạch. Khó khăn lắm mới có cơ hội được bước vào đây, không thể để cho cái tên to con này lãng phí thời gian được. Man Đằng không biết xem bản đồ nhưng hắn thì có thể, chỉ cần liếc mắt qua một cái là hắn có thể thông thuộc tất cả. Vèo. Man Đằng theo sát Triệu Bân từng bước như hình với bóng. Tòa lầu các đó, bức tường bên phải trên tầng 3. Bên trong đình nghỉ mát kia có cất dấu ý cảnh. Trên bia đá kia có khắc một bí pháp. Triệu Bân rất tận tâm, đi tới đâu cũng chỉ cho Man Đằng thấy. Cũng may là bí phủ không quá khổng lồ. Man Đằng có động lực, thầm ghi tạc trong lòng sự giúp đỡ của cơ ngân. Nếu không nhờ có cơ ngân thì hắn ta cũng tìm không ra. Đây là nơi cuối cùng. Đi tới một cây cầu vòm thì Triệu Bân mới dừng chân, tiện tay còn lấy ra bầu rượu. Đa tạ, Man Đằng cười gượng nói. Tu luyện đi. Triệu Bân phất tay bước ra khỏi đó. Hắn cũng cầm bản đồ của mình vừa đi vừa xem, bản đồ bí phủ của hắn không khác mấy so với bản đồ của Man Đằng, ngay cả những chỗ được đánh dấu đỏ cũng giống nhau đến 8-9 phần. Đây đều là những tinh hoa mà các trưởng lão đúc kết ra được để trao lại cho đệ tử của mình. Tránh cho đệ tử phải đi đường vòng, bởi vì thời gian tu hành trong bí phủ thực sự rất quý giá. Hắn lần lượt tìm kiếm ở chỗ được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Vân Yên không nói dối hắn, quả thật có bí pháp và ý cảnh được cất giấu ở những chỗ được đánh dấu trên bản đồ. Có rất nhiều loại bí pháp khác nhau như kiếm pháp, trưởng pháp, đao pháp. Nhưng chân quý nhất vẫn là ý cảnh. Một khi tìm được ý cảnh, chỉ cần có đủ cơ duyên, có đủ tài năng thì sẽ sớm ngộ ra được tinh hoa. Thực lực sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với việc nghiên cứu bí pháp. Hắn không dừng lại nhiều. Hắn đã có kiếm pháp, hắn đã có trưởng pháp. Ngoài ra, hắn cũng đã có thân pháp tốc độ. Những bí pháp mà hắn có so với bí pháp trong bí phủ thì còn huyền ảo và hữu dụng hơn. Ví dụ như bí pháp thiên nhãn và bí pháp vỡ hôn. Tuy nhiên, những loại bí pháp quý hiếm như hắn có cũng rất khó để có thể tìm thấy trong bí phủ. Vân Yên đã nói chính bọn họ bấy lâu nay cũng chưa chắc đã có thể tìm ra hết bí pháp trong bí phủ. Vì sao lại nói như vậy? Nguyên nhân là bởi vì tinh hoa thực học trong bí phủ này nhiều vô cùng, đừng nói đến các trưởng lão, ngay cả trưởng giáo Dương Huyền Tông cũng chưa chắc có thể tìm ra được hết bí pháp và ý cảnh trong bí phủ này. Vẫn còn có rất nhiều loại bí pháp quý hiếm và ý cảnh thâm sâu ở đây chờ các thế hệ sau chậm rãi khai quật. Trăm ngàn năm qua vẫn chưa ai có thể tìm thấy đầy đủ. Lại là kiếm pháp. Sau khi đi qua một con phố, Triệu Bân thất vọng quay về. Những chấm đỏ do Vân Yên đánh dấu không có những bí pháp quá cao siêu, ý cảnh ở đó cũng không hẳn là quá huyền ảo, theo như lời của Nguyệt Thần thì chúng đều chỉ là rác. Triệu Bân cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Có rất nhiều đệ tử trong bí phủ, nhưng không phải ai cũng có thể ngộ ra được tinh hoa. Lúc hắn chưa bước vào thì ai cũng có ý thức thanh tỉnh nhưng khi vừa nhìn thấy hắn thì ai cũng không khỏi mở to mắt nhìn, ai bảo hắn lại là người nổi tiếng kia chứ. Tin tức hắn đánh bại Sở Vô Xương trong trận tỉ thí Tân Tông sớm đã truyền đi khắp cả Thiên Tông. Nghe nói năng lực lĩnh hội của hắn rất mạnh. Đối với sở trường và đại chiêu của các đệ tử thiên tài hắn đều có thể né tránh và phản đòn lại được. Đúng là kỳ tài có 102. Nơi nào có người thì nơi đó đều không thiếu những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Triệu Bân đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tên của mình. Có rất nhiều người chạy đến chào hỏi tiếp đón hắn. Ai cũng biết với tài năng thiên phú của hắn, nếu cho hắn đủ thời gian phát triển thì sau này ít nhất hắn cũng phải làm được tới chức phó trưởng giáo. Bây giờ bọn họ phải tạo lập mối quan hệ tốt với hắn,
ngày sau thế nào bọn họ cũng sẽ có được tiềm lực phát triển vô đối. Chuyện này là tất nhiên thôi. Dù vậy, cũng có không ít người cảm thấy hắn không thuận mắt. Triệu Bân cũng mặc kệ, chỉ cần người khác không gây sự với hắn thì hắn cũng sẽ không gây sự với người khác. Hắn phát hiện ra một chỗ có ý cảnh. Vân Yên chưa đánh dấu chỗ này. Tuy nhiên, nhờ hắn có võ hồn cho nên vẫn có thể dễ dàng tìm được. Trong quá trình lĩnh hội hắn mới biết đây là ý cảnh sâu xa của võ đạo, trình bày cũng khá toàn diện. Hắn lĩnh hội tinh hoa của nó rất nhanh rồi mau chóng trở lại thực tế. Hắn cũng tiện tay đánh dấu lại nó trên bản đồ. Điều này sẽ giúp Vân Yên có được thông tin để trao đổi với các trưởng lão khác trong tương lai. Vậy là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu đã có cơ duyên bước vào đây tu hành thì không nên lãng phí thời gian mới tốt. Tú Nhi, dường như ở đây có bảo bối phải không? Triệu Bân hỏi. Cái gọi là bảo bối chính là bí pháp nghịch thiên hoặc là ý cảnh thâm sâu. Nguyệt Thần chỉ lo sửa chữa mặt trăng chứ không trả lời hắn. Triệu Bân ho khan một tiếng. Tất cả mọi thứ đành phải dựa vào chính mình thôi. Hắn chỉ đi một chút là đã nhìn thấy rất nhiều bí pháp cùng không ít ý cảnh. Nhưng đó đều không phải là những thứ mà hắn muốn. Lúc đi đến một cây cầu gỗ thì hắn bỗng gặp một bóng dáng quen thuộc, Liễu Như Nguyệt. Vị này thật không giống như đang đi tìm bí pháp, mà giống như đang đi thăm thú nhiều hơn. Cô ta là thể thiên linh cho nên đương nhiên sẽ có bí thuật truyền thừa huyết mạch, tùy tiện thi triển ra một chiêu cũng đều mang uy lực không hề tầm thường, ví dụ như chiêu thức cực diệt thiên linh kia. Sau khi bị Triệu công tử thay đổi thì nó đã trở thành cửu tự chu tiên quyết. Đêm đó cảm ơn ngươi đã cứu ta, Liễu Như Nguyệt nhẹ hé môi nói. Tiện tay thôi, Triệu Bân nhàn nhạt nói rồi thản nhiên đi qua. Liễu Như Nguyệt hé môi như còn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Bân đã đi qua cây cầu gỗ rồi. Cô ta thở dài trong lòng rồi đi càng lúc càng xa. Cô ta rời đi rồi Triệu Bân mới quay lại đứng trên cây cầu gỗ, xem xét trái phải. Dưới chân cầu là một con sông, dòng sông chảy róc rách và trong vắt đến tận đáy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai con cá bơi qua. Cây cầu gỗ này không hề đơn giản. Nói cách khác, dòng sông nhỏ dưới cây cầu gỗ không hề đơn giản, dường như nó có ẩn chứa ý cảnh thâm sâu, dấu hiệu của nó hết sức nhỏ, người bình thường khó có thể phát hiện ra được, nếu như hắn không có võ hồn thì hắn cũng không phát hiện ra được. Hắn sắn quần bước xuống cây cầu gỗ và đi vòng quanh. Chẳng mấy chốc, hắn lại sắn tay áo lên, có lúc lại cúi xuống múc một chút nước sông lên. Hàn Tuyết đi ngang qua nhìn hắn với một ánh mắt kỳ lạ. Cái tên này tới bí phủ để bắt cá hay sao? Nhiều đệ tử đi qua cây cầu gỗ cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cái tên này dường như không chỉ muốn bắt cá mà còn muốn tắm một trận. Xem đi, người đã đánh bại Sở Vô Xương và đứng nhất trong trận tỷ thí Tân Tông hoàn toàn không phải là người bình thường. Ngay cả việc hắn làm cũng không giống người khác, mọi người tới đây tìm bí pháp, hắn lại ở con sông này bắt cá. Ở đâu đây? Triệu Bân liên tục lẩm bẩm, hắn dường như đã có thể mơ hồ nắm bắt được một chút ý cảnh, nhưng chỉ lúc ẩn lúc hiện, không tập trung cao độ thì không thể nào lĩnh hội được. Xem bộ dạng của hắn thì rõ ràng là do đạo hạnh của hắn còn thấp cho nên mãi vẫn không tìm được căn cơ của ý cảnh thâm sâu kia. Ngươi, chính là Cơ Ngân. Khi Triệu Bân còn đang tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hỏi. Hắn bất giác nhìn lại thì đã thấy trên cây cầu gỗ xuất hiện thêm một bóng người. Đó là một thanh niên mặc áo tím bay phất phơ trong gió. Tên này trông, hống hách quá. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên áo tím, Triệu Bân đã có cảm giác như vậy. Cũng không thể trách hắn, chẳng qua là bởi vì thanh niên áo tím này có tướng mạo không hề bình thường. Mắt trái của hắn ta sáng ngời to tròn nhưng mắt phải lại hẹp như lá liễu. Ngoài ra, hắn ta còn có một cặp lông mày một bên xếch lên một bên xếch xuống. Sống mũi của hắn ta thì dài tới mức chiếm gần hết khuôn mặt. Thanh tú nhất trên khuôn mặt của hắn ta chắc cũng chỉ có khuôn miệng, một khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn. Bộ dáng đó khiến cho Triệu Bân bất giác nghĩ đến ngũ quan của thanh niên này đều đã bị người khác cướp mất, cho nên mới để lại một khuôn mặt như thế này. Nhìn chỗ nào cũng không hài hòa, hơn nữa khí tức còn hống hách hết sức. Tất nhiên, nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Thanh niên áo tím tuy có tướng mạo không đẹp đẽ nhưng dường như rất mạnh.
trên người hắn ta mơ hồ mang theo một loại uy lực trấn áp, trong cơ thể hắn ta dường như còn có ẩn giấu một nguồn năng lượng thần bí. Theo Triệu Bân nghĩ thì đó chắc chắn là năng lượng của huyết mạch đặc biệt. Là ta, Triệu Bân cười nói. Nghe nói ngươi đã đánh bại Sở Vô Xương, thanh niên áo tím nhẹ giọng nói. May mắn thôi, Triệu Bân nói xong lại cúi xuống bắt cá. Nhìn thấy Triệu Bân như vậy, thanh niên áo tím liền tỏ ra không hài lòng, hắn ta luôn cảm thấy dường như mình vừa bị đối phương phớt lờ, như vậy thì làm sao hắn ta có thể chịu đựng được, cho nên hắn ta đã nhanh chóng chém ra một luồng kiếm khí hướng về phía Triệu Bân. Triệu Bân cau mày, thân thể di chuyển cực nhanh, tiêu trừ hết luồng kiếm khí đó. Quả nhiên cũng có vài phần đạo hạnh, thanh niên áo tím âm trầm cười nói. Vị sư huynh này, ta không hề trêu chọc ngươi, Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn ta rồi nói. Ta là Ngao Diệt, ta chờ người ở nội môn. Khóe miệng thanh niên áo tím hơi nhếch lên, hắn ta phất tay áo rời đi với thân pháp rất quỷ dị. Tại sao lại nói hắn ta quỷ dị? Bởi vì khi hắn ta đi thì chân không hề chạm đất, lòng bàn chân của hắn ta còn cách mặt đất ba tấc, hay nói cách khác là hắn ta đang lướt đi trên không. Điều này xác nhận trong truyền thừa huyết mạch của hắn ta có một loại bí pháp biến hóa kỳ lạ. Đi đường chân không chạm đất cho nên trông hắn ta cũng cao lớn hơn người khác khá nhiều. Ngao Diệt, Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng. Hắn đã từng nghe nói qua cái tên này, hoặc là Thanh Giao đã nói cho hắn biết, Ngao Diệt là đệ tử chân truyền của nội môn. Xếp hạng gần tinh hồn, đứng thứ tư, quả nhiên thực lực cũng không tầm thường. Luồng kiếm khí vừa nãy hắn ta chém ra không hề thua kém kiếm khí ngũ sắc của Sở Vô Xương. Thu tầm mắt lại, Triệu Bân lại tiếp tục lần mò trên sông. Mặc dù hắn đã phát hiện ra được ý cảnh thâm sâu nhưng nó rất khó để nắm bắt, hắn mãi vẫn không thể lĩnh ngộ ra được căn cơ của nó. Ý cảnh tà hồ như vậy thì chắc chắn bất phàm, nói không chừng còn có cất dấu bí thuật nghịch thiên ở bên trong. Sư đệ làm gì ở đây vậy? Mục Thanh Hàn đi tới hỏi. Nghe nói tiểu sư đệ của mình ở đây bắt cá, chính nàng ta còn không dám tin. Nàng ta ngay lập tức chạy đến và thấy tiểu sư đệ nhà mình quả thực đang bắt cá, hơn nữa còn bắt cá rất nghiêm túc. Có bảo bối ở đây, Triệu Bân cười nói. Mục Thanh Hàn hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn xung quanh. Dòng sông này trong vắt đến tận đáy, làm gì có bảo bối? Rất nhiều trưởng lão đã tới nơi này, nếu như ở đây có bảo bối thì cũng đã bị bọn họ lấy đi rồi, làm gì đến lượt đệ tử như bọn họ tìm được. Thời gian quý giá, không thể lãng phí, Mục Thanh Hàn nói. Đã hiểu, Triệu Bân cười nói. Ôi dào, hóa ra là ngươi ở đây, làm ta tìm ngươi cả ngày. Xem đi, chỗ nào có Triệu công tử là chỗ đó lại trở nên náo nhiệt. Mục Thanh Hàn còn chưa rời đi thì Huyễn Mộng đã chạy tới. Cô ta cũng có lệnh bài vào bí phủ còn lại thời gian mấy ngày, nghe nói hôm nay Triệu Bân vào bí phủ thì cũng cố ý chạy đến đây. Hai người nói chuyện đi, Mục Thanh Hàn mỉm cười đi ra khỏi cây cầu gỗ. Ngươi tìm được bảo bối chưa? Huyễn Mộng dựa vào lan can của cây cầu gỗ, chớp chớp đôi mắt đẹp nói. Triệu Bân không nói lời nào, thầm nghĩ chẳng lẽ mắt của cô ta bị hỏng rồi, không nhìn thấy người ta vẫn còn đang tìm hay sao? Ma tử truyền lời. 9 ngày sau hẹn gặp ngươi ở đế đô, Huyễn Mộng cười nói. Thánh tử ma ra tới đế đô không sợ bị giết hay sao, Triệu Bân liếc nhìn Huyễn Mộng hỏi. Mạng lưới tình báo hiện tại của Thiên Tông và Hoàng tộc hiện giờ chỉ là vật trang trí mà thôi. Là nhà nào can đảm như vậy, suýt chút nữa đánh vào tận hang ổ của mạng lưới tình báo đại hạ, Triệu Bân vừa hỏi vừa bắt cá, chủ yếu là vì tò mò. Hắn nghe nói mạng lưới tình báo của Thiên Tông và Hoàng tộc đã bị phá. Nhưng không biết đó là kiệt tác của ai. 8 đại vương triều liên thủ, chuyện đó còn không xong sao, Huyễn Mộng vừa nói vừa vuốt tóc. Điều đó có nghĩa là vẫn còn không ít gián điệp của 8 đại vương triều ở đại hạ, Triệu Bân ngạc nhiên nói. Mục đích chính khi 8 đại vương triều đánh vào mạng lưới tình báo của đại hạ chính là vì lúc này, Huyễn Mộng nhàn nhạt nói, giống như Thiên Tông, từ hàng ngũ trưởng lão cấp cao cho đến đệ tử bình thường đều đã bị 8 đại vương triều cài người xâm nhập vào. Ngay cả trọng thần trong triều, biên quan đại tướng, thậm chí cả thành chủ khắp nơi cũng không ngoại lệ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho đại hạ phải khổ sở. Nếu như đại hạ không có 5 vị cảnh giới thiên võ trấn thủ thì e rằng đã sớm sụp đổ, bị 8 đại vương triều liên thủ thôn tính mất rồi.
thảo nào huyết y môn, La Sinh môn cùng với tộc xác chết lại hống hách đến như vậy. Vậy nên đế đô bây giờ rất an toàn, Huyễn Mộng nhún vai nói, mạng lưới tình báo của đại hạ bây giờ đã không còn so được với sự rộng khắp của mạng lưới tình báo ma gia ta nữa, hoàng tộc chỉ có thể bó tay thôi. 9 ngày sau ta sẽ tới đúng hẹn, Triệu Bân đáp. Hẹn ở đế đô cũng tốt, hắn không cần sợ ma tử giở thủ đoạn. Nếu như ma gia muốn gây bất lợi cho hắn thì ma tử cũng sẽ không đến đế đô. Ngươi tiếp tục bắt cá đi, Huyễn Mộng cười nói, xoay người rời đi. Ma gia cô có hòa bồ đề không? Triệu Bân vội vàng hỏi. Cái này, ngươi đến đất Phật mà tìm. Đất Phật ở đâu? Có quỷ mới biết được, Huyễn Mộng vẫy vẫy tay, đi càng lúc càng xa. Sau đó cô ta còn nói vọng lại một câu, hỏi Bát Nhã đi, chắc là cô ta biết đó. Muốn hỏi thì ta cũng phải tìm ra cô ta trước mới được chứ. Triệu Bân hết sức bực mình, từ khi hắn bước vào bí phủ cho đến bây giờ hắn cũng chưa nhìn thấy Bát Nhã đâu. Người của Phật gia cũng không giống như người thường, chẳng biết là cô ta đã chạy đi đâu rồi. Sau đó, lại có ít người đến. Triệu Bân bình tĩnh đi bắt cá. Tìm ý cảnh. Nguyệt Thần từng có lúc nhìn sang, liếc thấy nước sông này quả thực có dấu huyền cơ. Nhìn đi, người được thần chúc phúc, quả nhiên có vận may nghịch thiên, một chỗ tốt như thế này mà ngươi cũng tìm thấy được. Ý cảnh chia làm nhiều loại lắm, ví dụ như loại ở trong dòng sông này, dù vị thần như cô ta rất coi thường, nhưng đối với dạng người phàm như Triệu Bân lại là cơ duyên nghịch thiên. Với tiền đề là Triệu Bân phải tìm thấy mới được. Về chuyện này, cô ta sẽ không giúp đâu. Vẫn là câu nói đó thôi, tự mình lăn lộn mà phát triển, có thể đi được đến đâu phải xem vận may của ngươi. Chính là ngươi đó. Triệu Bân khẽ gầm một tiếng, mò tay vào dòng nước, túm lấy một mảng nước sông. Tiếc là không tóm được. Đi đâu hả? Triệu Bân lội xuống dòng nước đuổi theo nó, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Kỳ lạ thế, ý cảnh này sống động như một con cá, thậm chí còn tự biết chạy. Ý cảnh chạy rất nhanh, hắn đuổi theo cũng nhanh, từng có vài lần ra tay mà không tóm được. Hắn không tóm được. Đám đệ tử đi ngang qua ai cũng thấy lạ, bởi họ dám chắc là Triệu Bân đang bắt cá, lại còn bắt một con cá không yên phận, nếu không cũng chẳng phải đuổi theo đến mệt nhoài. Người lấy được hạng một đúng là đầu óc không dùng được. Thế mà cái tên đầu óc uống nước ấy đánh bại được xà về xương đấy. Ôi, thế này thì công lý ở đâu? Tiếng bàn tán rất nhiều, ai nấy mồm năm miệng mười. Người chạy tới bí phủ tìm cơ duyên cứ chỉ trở trẻ, ai cũng nói rằng tên này không hành động theo lẽ thường. Bây giờ xem ra lời đồn này không phải giả, toàn làm những chuyện không có đầu óc, lấy lệnh bài chạy tới bí phỉ bắt cá. Nếu chuyện này mà đồn ra chắc chẳng ai tin. Tùm! Bọt nước tóe lên, Triệu Bân lại vồ vào khoảng không. Ý cảnh kia linh hoạt hơn cả cá, chủ yếu là vì không nhìn thấy, chỉ có thể bắt nó dựa vào cảm giác, thỉnh thoảng biến mất tăm mất tích, thỉnh thoảng hiện ra, dường như có linh trí cực cao, đang chơi trò trốn tìm cùng hắn. Không bắt được mày thì ông đây theo họ của mày luôn. Triệu Bân mắng thầm hết lần này đến lần khác, cứ liên tục đuổi bắt. Từ đằng xa, một bóng dáng thướt tha đứng thẳng trên cầu vòm, nhắm chặt đôi mắt đẹp, chắc hẳn đang tìm kiếm ý cảnh nào đó trên cầu, tĩnh tâm cảm ngộ, khiến người đi ngang qua cũng không dám làm phiền. Người này là Sở Vô Xương. Bởi vì Triệu Bân cứ liên tục vồ tới khiến cô ta bị giật mình. Nói thật lòng. Thần sắc của cô ta có vẻ không vui, vốn đang ngộ đạo mà tâm cảnh bị quấy dày. Thế nhưng, khi thấy người đó là Triệu Bân, cô ta không khỏi nhíu mày. Đi đâu hả? Chạy, mày cứ chạy tiếp đi. Được, đúng là thua mày luôn. Những lời mắng chửi của Triệu Bân liên tục vang lên, chỉ chăm chú đuổi theo ý cảnh, nghiễm nhiên không nhìn thấy Sở Vô Xương. Sở Vô Xương bước lên phía trước. Thoáng cúi người ngả vào lan can của cầu vòm, nhìn xuống bên dưới. Dòng nước sông trong veo, liếc mắt là nhìn thấy đáy, đến cả cá còn chẳng có mấy con, tên này bắt gì ở đó. Không ít đệ tử trèo lên cầu vòm, túm túm nhìn hắn nhào tới nhào lui. Bắt con cá thôi cũng gây ra động tĩnh lớn thế này, chắc chẳng còn ai khác nữa. Phong ấn cho ta. Một tiếng quát lớn cực kỳ bá đạo. Chính là tên Man Đằng. Dùng ngay thuật độn băng vừa mới học, khiến nước sông đông cứng lại. Bắt đi. Man Đằng nhếch miệng cười, bắt cá ấy mà, đóng băng nước sông vào mới dễ bắt chứ.
Mặt mũi Triệu Bân xa sầm, nếu chỉ là bắt con cá, cần gì tới độn băng của ngươi. Sau đó chân nguyên của hắn chấn động, lớp băng lập tức nứt ra, lại trở thành dòng chảy. Tùm! Triệu Bân hai mắt sáng ngời, đột ngột nhào xuống. Lần này hắn ngắm chuẩn, tay bắt cũng chuẩn, võ hồn cũng chạm tới ý cảnh. Chính vì đã chạm tới ý cảnh nên tâm trí của hắn nhanh chóng bị lôi vào trong ý cảnh. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn giống như một bức tượng, đứng đờ ra trong dòng sông, không hề nhúc nhích. Tuy hai mắt đang mở, nhưng đồng tử trống rỗng, thần thái trên gương mặt cũng cực kỳ đờ đẫn. Thần thái đắm chìm. Sở Vô Xương nhìn thấy mà thoáng chau mày. Nếu như cô ta đoán không sai thì chắc hẳn Cơ Ngân đã rơi vào trong ý cảnh. Hóa ra hắn không bắt cá. Nói cho đúng hơn, ban nãy Cơ Ngân đang bắt ý cảnh, lúc này đã bắt được rồi. Thế thì rất đáng sợ đấy. Ý cảnh còn có thể tự chạy. Cô ta chưa từng nghe đến ý cảnh như thế bao giờ, vậy mà Cơ Ngân lại tìm thấy. Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi. Chớ quên, tiểu tử đó có võ hồn. Ở trong bí phủ này, võ hồn hữu dụng hơn nhãn giới nhiều. Nói thẳng ra, đây là một chiêu ăn gian cấp thần. Sao hắn không nhúc nhích thế, ngủ gật à? Chắc là tìm thấy ý cảnh, tâm trí chìm đắm vào trong đó. May mắn thật đấy. Thấy Triệu Bân đứng đờ ra trong dòng sông như pho tượng, người trên cầu sôi nổi bàn tán, thần thái mỗi người mỗi kiểu, cảm thán, chặt lưỡi, nghi hoặc, kinh ngạc. Có trời mới biết trong dòng sông có ý cảnh, đã thế còn bị Cơ Ngân tìm thấy. Con cá mà hắn bắt đúng là không nhỏ tí nào, chuyện tốt toàn bị hắn vồ được. Suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi rồi, Man Đằng ho khan một tiếng, chỉ bởi vì tưởng rằng Triệu Bân đang bắt cá. Thời gian quý giá, nên tìm thêm nhiều bí pháp mới phải, có người nhanh chóng rời đi. Có thời gian đứng đây thì tìm thêm vài bộ bí pháp chẳng tốt hơn à. Nếu may mắn còn có thể gặp được ý cảnh, dù sao thì thời gian không nhiều. Có người thứ nhất rời đi thì người rời đi cũng ngày càng nhiều. Trạng thái của Cơ Ngân chính là lời giải đáp tốt nhất cho một chân lý, trong bí phủ này có rất nhiều cơ duyên, chủ yếu là có tìm được hay không. Sở Vô Xương lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu rồi mới quay đi. Nói về nhãn giới, cô ta thực sự không bằng Cơ Ngân, điều này không thể không thừa nhận. Tất cả mọi người đi hết rồi, mỗi người mỗi ngả, chỉ có Man Đằng ngồi thụp bên dòng sông. Nói theo cách của hắn ta thì phải chờ ở đây, lỡ như có người chạy tới quấy rối, hắn ta phải đề phòng chứ, không thể quấy rầy Cơ Ngân lĩnh ngộ ý cảnh, gặp phải phản phệ sẽ không hay. Hắn cũng không rảnh rỗi, ôm tập địa đồ ra lật qua lật lại mà nghiên cứu. Không biết đọc địa đồ quả thực rất lúng túng, sau này ra ngoài dễ lạc đường. Trong bí phủ có không ít người, khá nhiều người qua lại trên cây cầu vòm nhìn thấy Triệu Bân đứng đờ ra giữa sông mà nấn ná thêm vài giây. Thứ nhất vì tên tiểu tử này quá nổi danh, thứ hai vì tò mò, rốt cuộc hắn tìm được ý cảnh gì mà qua lâu đến thế vẫn chưa tỉnh lại. Nói thật lòng, Triệu Bân cũng không biết mình đã tìm được ý cảnh gì. Thần trí của hắn hoàn toàn đắm chìm, từ khi ý thức bị lôi vào ý cảnh, đập vào mắt hắn là một thế giới trắng mờ mịt. Núi rừng sừng sững, sông dài vắt ngang, thực vật tùm, chim muông hoa cỏ. Đã là ý cảnh thì tất cả đều là hư ảo, nhưng dù là hư ảo thì hắn vẫn thấy chân thực, giống như đang đứng nơi miền đất cực lạc, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng giống một vùng tiên cảnh. Tú Nhi à, đây là huyền cơ gì thế, Triệu Bân hỏi. Tự tìm đi, câu trả lời của Nguyệt Thần vừa dứt khoát vừa đơn giản. Trước đó khi bắt ý cảnh cô ta cũng không ra tay giúp đỡ. Huống hồ bây giờ hắn đang ở bên trong ý cảnh. Vào cũng đã vào rồi, nếu không tìm thấy cơ duyên bên trong, thế thì nhân phẩm thật có vấn đề. Triệu Bân ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, đi dạo quanh trong ý cảnh, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, thỉnh thoảng còn giơ tay, nhưng chỉ toàn chạm vào hư ảnh. Đối với ý cảnh này mà nói thì hắn là hư ảnh. Không biết đến bao giờ, hắn mới đứng lại. Hắn nhìn thấy một bóng người đứng trên đỉnh núi. Là một cô gái. Theo suy đoán của hắn thì tầm tuổi Vân Yên, mặc thanh y phiêu diêu, không nhuốm bụi trần, mái tóc đen tự lay động dù không có gió, từng lọn phảng phất khói sương, ánh lên trong mây mù vấn vít, giống như một tiên nữ dáng trần trong giấc mơ. Triệu Bân ghé tới, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một phen. Có lẽ vì tò mò,
hắn còn vòng ra phía trước cô gái. Thế nhưng, vì đạo hạnh quá nông, hắn không nhìn rõ dung mạo của cô gái. Hay nói cách khác, trên gương mặt cô gái có mây mù che khuất, mờ mờ ảo ảo, chắc hẳn là một tuyệt thế giai nhân. Sau cùng, ánh mắt của hắn mới rơi xuống hai chân của cô gái. Cô gái không đi giày, để chân trần trên đất. Nhà nghèo, không có giày để đi, Triệu Bân lầm bầm, tự mình đùa với mình. Qua hồi lâu không thấy cô gái cử động, nàng ta cứ đứng thẳng như thế. Triệu Bân nhíu mày, nán lại bên cạnh nàng, giống như một pho tượng dựng ở đó. Ý cảnh có dễ. Cô gái này, là dễ của ý cảnh. Muốn có được cơ duyên thì tốt nhất là chờ ở đây, tất cả tinh túy, đa phần đều ở trên cơ thể nàng ta. Đại địa chi linh, vạn vật chi bản. Đột nhiên, cô gái nhẹ nhàng cất tiếng nói, thánh thoát vào huyền ảo. Triệu Bân nghe xong mà tâm trí hoảng hốt, giọng nói này dễ nghe quá, mỗi một từ giống như âm phù đang nhảy nhót, lọt vào tim gan như rửa sạch bụi bặm. Đôi mắt của U Lan là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy, vậy thì giọng nói của cô gái này là giọng nói kỳ diệu nhất mà hắn từng nghe. Dứt lời. Cô gái tiến một bước lên đỉnh núi, bước chân thẳng tắp, tiếp đất bình ổn. Triệu Bân vội vàng đi theo. Cô gái lại trở nên im lặng, bước chân phiêu diêu, từng bước đi trên mặt đất. Triệu Bân nhìn mà không thấy tự nhiên lắm, đi chân trần trên nền đất mà không sợ đau chân ư. Thế nhưng, hắn vẫn đi từng bước theo sau nàng ta, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô gái. Thật kỳ lạ, bước chân chạm đất như nở hoa, mỗi bước là một đóa sen, tất nhiên cũng là một hiện tượng lạ hiếm thấy. Huyền cơ nằm ở đôi chân. Triệu Bân lầm bầm một tiếng, vô thức ngồi thụp xuống. Bàn chân của cô gái trắng nõn như ngọc, bóng loáng, có thể nhìn rõ được một phù văn như ẩn như hiện đang phát sáng ở gan bàn chân. Nhờ phù văn này mà mỗi khi bàn chân nàng ta chạm đất, nó có thể hút được tinh hoa của mặt đất, mà đấy chỉ là khi di chuyển thôi. Nếu đứng im bất động, có thể hút được nhiều hơn. Hai mắt Triệu Bân sáng ngời. Cô gái này chắc hẳn đang mượn nhờ sức lực của mặt đất, chỉ cần chân chạm tới nền đất sẽ có sức mạnh cuồn cuộn không dứt từ lòng bàn chân rót vào cơ thể, thế thì có thể bổ sung sức mạnh không ngừng. Mẹ kiếp, đúng là bậc thầy ăn gian. Chỉ cần sức lạc của mặt đất không khô kiệt thì nguồn sức mạnh cũng không kiệt quệ. Nếu đánh trận với người ta chắc sẽ khiến đối phương hao mòn đến chết. Đây chính là đại địa linh chú, phép thuật của linh tộc, Nguyệt Thân thong thả nói. Linh tộc, Triệu Bân nhớn mày, nhìn sang cô gái, vị này là người của linh tộc. Giống như người nghĩ đấy, nương nhờ sức mạnh của nền đất, Nguyệt Thần thong dong nói. Cô ta không nói quá nhiều, phần còn lại, để Triệu Bân tự lĩnh hội. Đôi mắt của Triệu Bân lấp lánh tinh quang, mượn sức lực của mặt đất, nghĩ thôi cũng thấy cao cấp rồi. Nghĩ như vậy, hắn lại đi theo bước chân của cô gái. Hắn ngồi thụp xuống mà đi, không nhìn cô gái, chỉ nhìn đôi chân của nàng ta. May là hắn ở trong ý cảnh, chứ nếu ở thế giới bên ngoài, chắc người ta coi hắn như trộm đạo rình ngó mà đánh cho tàn phế. Không đi giày cũng bị nhìn chằm chằm rồi, nếu không mặc quần áo, há chẳng phải nhìn mãi vào cơ thể người ta sao? Đừng có quậy, ta đang học bí pháp mà, Triệu Bân chắc sẽ trả lời như vậy. Cô gái không dừng lại, giống như một lữ khách hồng trần, đi qua thiên sơn vạn thủy. Triệu Bân đi theo suốt dọc đường, nhìn rõ rành rành. Sức lực của mặt đất như nguồn cội, dùng mãi không hết, mà cô gái này từ đầu chí cuối vẫn luôn dồi dào sinh lực, chỉ cần chân chạm tới nền đất, bất cứ lúc nào cũng nương nhờ được sức lực của mặt đất, sức mạnh cũng không bao giờ đứt đoạn. Nguyệt Thần không sửa mặt trăng nữa, cứ ngồi đó nhìn Triệu Bân. Nếu tiểu tử này học được đại địa linh chú mới đúng thật là lợi hại. Sự lợi hại ở đây không phải nói về khả năng chiến đấu, mà là nói về thiên phú. Đại địa linh chú không hề dễ học, giống như tâm quyết pháp môn vậy, phải dựa vào việc nghiên cứu thêm. Điều này giống như một kẻ mù tự mình lần mò trong bóng tối. Với tư cách là thần linh, cô ta biết rõ phép này. Dù không hiểu rõ thì cũng có thể nhìn thấu bằng một cái liếc mắt. Cô ta không định dạy Triệu Bân, chẳng qua là muốn xem thử thiên phú của tiểu tử này. Rốt cuộc đáng sợ đến đâu. Thần linh cũng đang chúc phúc cho hắn. Chắc hẳn tiềm lực vô cùng vô tận. Học cái gì cũng nhanh, đây là cách nói khá hàm xúc rồi đấy. Nếu nói một cách phóng đại hơn thì là sao chép không sai biệt.
không chỉ biết sao chép, tên này còn có thể tự suy diễn. Ví dụ thì có rất nhiều. Không nói đến thứ khác, cứ nói đến chiêu thức cực diệt thiên linh của chân thể thiên linh, đó là cấm pháp truyền thừa trong huyết mạch, thế mà Triệu Bân học được. Rơi vào tay hắn, uy lực của nó khủng khiếp đến mức vượt xa Liễu Như Nguyệt. Đây chính là kết quả của tự chuyển biến cực độ. Chuyện như thế này, chí ít cũng phải là tiên nhân mới làm được. Cũng có nghĩa là, năng lực lĩnh ngộ hiện tại của Triệu Bân đã vượt xa phạm vi của phàm phu tục tử. Lúc này đây, tìm một tiên nhân tới, luận về lĩnh ngộ và tự chuyển biến, quá nửa không bì được hắn. Nếu ta chết, ngươi tới thay. Chỉ 6 chữ đơn giản, nhưng lúc này tĩnh tâm lắng nghe, chắc hẳn bao hàm thâm ý. Vị thần gửi tặng lời chúc phúc kia sợ Triệu Bân tu hành quá chậm nên giúp hắn một tay ư. Dính líu tới thời không, ngươi không sợ đảo lộn quỹ tích lịch sử à? Nguyệt thần lầm bầm, khi nói câu này, chắc hẳn trong lòng người đó đã có kết luận. E là điều quỷ dị của lịch sử, trong lúc mơ hồ, đã bị đảo lộn rồi. Ông trời, không nhúng tay vào sao, Nguyệt thần ngước mặt lên trời. Chuyện đi ngược lại với quy tắc thế này thì chắc trời cao cũng sẽ không cho phép. Vẫn còn một khả năng nữa, đó là vị thần đó đã vượt cả trời. Vì vậy nên, đến trời cao cũng không bắt được. Vậy thì quá đáng sợ rồi. Nguyệt thần liếc nhìn mặt trăng của mình, đến giờ mà nó vẫn còn thì đúng là quá may mắn rồi. Sau đó Nguyệt thần lại nhìn sang Triệu Bân, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Đến cả vị thần cao hơn cả trời cũng gửi lời chúc phúc, nhóc con nhà ngươi sắp bay lên trời rồi à? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Rốt cuộc Triệu Bân có thân phận gì mà lại khiến vị thần đó bất chấp vượt qua không gian, thời gian, cũng muốn thêm vào cho số mệnh của hắn? Cởi, ta cũng cởi. Trong ý cảnh, Triệu Bân đã cởi giày ra. Vì là hành động trong tiềm thức nên giày cũng là giày ảo. Cô gái của linh tộc đã dừng lại. Đứng trên mặt đất giống như một bức tượng băng, không hề động đậy. Triệu Bân thì đứng bên cạnh nàng ta giống như một bức tượng, cũng đứng rất thẳng. Có lúc, hắn còn liếc mắt nhìn sang đối phương. Hắn có thể thấp thoáng nhìn thấy được nửa khuôn mặt của cô gái. Sao lại trông quen thế nhỉ? Triệu Bân lẩm bẩm, lúc muốn nhìn lại cho rõ thì đã bị một ánh sáng mờ ảo che chắn. Vì đạo hạnh của hắn vẫn còn quá non kém nên dù cho có thiên nhãn, hắn cũng không thể nhìn thấu được dung nhan của cô gái. Cô gái nhắm mắt giả vờ ngủ, thỉnh thoảng lại nhích nhẹ khóe môi, lẩm bẩm mấy câu chú mà Triệu Bân nghe không hiểu. Trên thực tế, đấy không phải là chú mà là ngôn ngữ riêng của linh tộc, người ngoài không thể hiểu. Vậy mới thấy tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Triệu Bân thầm suýt xoa, vừa nói vừa liếc nhìn Nguyệt Thần. Ý của hắn rất rõ ràng, dịch dùm chút đi nào. Nguyệt thần không thèm để ý đến hắn, tiếp tục sửa mặt trăng. Lần này phải sửa cho xong. Lần này phải an phận. Thứ gì không nên xem thì không xem, thứ gì không nên nghe cũng không nghe. Nếu như lại bị đánh về lại trạng thái trước lúc giải phóng thì mất lòng nhau quá. Keo kiệt vậy à? Triệu Bân thầm bĩu môi, lúc gài người khác thì kính nghiệp hơn ai hết. Lúc quan trọng thì cũng giỏi làm hỏng chuyện lắm. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi chuyên tâm lĩnh ngộ bí pháp. Ý cảnh này không giống với ý cảnh mà hắn đã vào trước đó, tinh túy liên tục biến động và mơ hồ, cực kỳ khó nắm bắt. Hoặc cũng có thể nói là cấp độ của đại địa linh chú quá cao nên có những tinh túy mà hắn không lĩnh ngộ được, pháp môn tâm quyết đại địa linh chú cũng như cách dịch chuyển, đều cần hắn phải tự lần mò ra. May là sau khi đi cùng một đoạn đường với cô gái ngày thì hắn đã hiểu ra được. Hắn đã khám phá được một góc của ngọn núi băng đồ sộ, việc cần thiết bây giờ là phải không ngừng tìm hiểu. Ngươi, được lắm. Vị thần có tâm cảnh như Tú Nhi mà cũng phải thốt ra ba chữ đó từ tận đáy lòng. Nếu như người có khả năng thiên phú giỏi cao bất chấp tất cả để cầu tiến thì thật sự sẽ có tiềm lực vô hạn, khả năng lĩnh hội vô cùng đáng sợ. Chẳng hạn như cái tên nhóc tên Triệu Bân này. Nếu để hắn có được một chút tinh túy thì mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Mặt trời xuống núi, trăng tròn lên cao. Buổi tối trong bí phủ cũng rất đặc biệt, rất nhiều chỗ tỏa ra ánh sáng. Đó là những viên đá thủy tinh có thể phát sáng, dùng để thắp sáng, cộng thêm với mây mù lãng đãng nữa tạo ra nhiều màu sắc rất lạ.
rất nhiều đệ tử đến đây vào buổi tối, không phải là vì muốn tìm kiếm cơ duyên mà là muốn đến để ngắm cảnh. Phần lớn mọi người đều rất nỗ lực, biết được sự quý giá của thời gian. Dù là ban đêm nhưng cũng hiếm có ai lãng phí. Vẫn có người từ cầu vòm đi ngang qua, liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Nói chính xác hơn là đối phương đang nhìn Triệu Bân. Không sai, hắn vẫn còn đang đứng dưới sông, đến giờ vẫn chưa thấy động đậy gì hết. Ý cảnh gì mà phải lĩnh hội lâu đến thế? Man đang lẩm bẩm, hắn ta vẫn đang ngồi xếp bằng bên sông, cầm một miếng rẻ lau để lau chùi lang nha bỏng. Không nói đến việc đầu óc hắn ta có lanh lợi hay không, nhưng con người hắn ta thì phải nói rất nghĩa khí, từ đầu đến cuối đều canh ở đó. Mục Thanh Hàn cũng có mặt. Tiểu sư đệ đang tập trung tinh thần, không thể bị làm phiền, sao nàng ta có thể không đến được? Nàng ta không ngồi không mà vừa canh vừa nghiên cứu bí pháp. Các cô gái trẻ, thích gì hả? Man Đằng hỏi Mục Thanh Hàn. Hình như tên to con này muốn tìm vợ thật rồi, mấy chiêu mà Kiếm Nam nói đều không dùng được, đã thế còn bị ăn đòn mấy trận vì thế, tốt hơn vẫn nên tìm một cô gái để hỏi, vừa hay bên cạnh có một cô gái. Hoa, Mục Thanh Hàn khẽ cười. Cả Thiên Tông đều biết chuyện của Man Đằng, sao nàng ta có thể không biết được? Thấy hắn ta to con vậy thôi chứ thực tế rất ngây thơ, nếu không thì. Hắn ta cũng không chạy đi đánh đệ tử nữ rồi. Hoa gì cũng được hả, Man Đằng lại hỏi. Tốt nhất đừng nên tặng hoa hành và hoa cúc, Mục Thanh Hàn ho gượng. Ta hiểu rồi. Man Đằng cười tâu toét, nhanh tay cất lang nha bổng rồi bỏ đi mất. Mục Thanh Hàn lắc đầu, mỉm cười, liếc nhìn Triệu Bân một cái rồi tiếp tục vùi đầu nghiên cứu bí pháp. Triệu Bân vẫn không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Dưới ánh trăng, nước sông lấp lánh, trên người hắn cũng có ánh sáng phát ra. Sở Vô Xương từng đi ngang qua, từng liếc mắt nhìn, nhưng không bao lâu lại âm thầm bỏ đi. Cô ta cùng tò mò rốt cuộc Triệu Bân đang tìm kiếm ý cảnh gì mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, theo cô ta thấy thì chắc là không tầm thường. Ý cảnh biết chạy, nghĩ thôi cũng thấy tò mò rồi. Thế là lại hai ngày nữa trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp sắc xuống, khoác lên cho bí phủ một chiếc áo khoác hiền hòa. Có đệ tử rời khỏi, cũng có đệ tử bước vào, tất cả đều là đệ tử chân truyền, đến để tìm cơ duyên. Mục Thanh Hàn vẫn còn ngồi bên bờ sông. Nàng ta cũng là một cô gái biết cầu tiến, yên lặng nghiên cứu bí thuật. Triệu Bân thì còn có chí tiến thủ hơn cả nàng ta. Khắp người đều ướt đẫm xương rồi mà vẫn còn đang tập trung tinh thần. Các đệ tử đi ngang qua đều chau mày, ý cảnh gì thế? Nghiên cứu đã hai ngày ba đêm rồi. Nghiền ngẫm càng lâu thì càng là phép cao siêu. Họ đều là đệ tử chân truyền, đương nhiên không phải là đồ ngốc, ai cũng đã có kết luận của mình. Ý cảnh là một thứ hay, bản thân nó biến hóa khôn cùng, chắc cơ duyên của cơ ngân phải thuộc loại không tầm thường. Đi thôi. Các đệ tử đi ngang qua. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vẫn là câu nói đó, thời gian quý giá, ai cũng đi tìm bí pháp rồi. Dòng sông đó lại chìm vào im lặng. Mục Thanh Hàn ngước mắt lên mấy lần mà vẫn không thấy Triệu Bân tỉnh lại. Có điều, nàng ta thấy chân mày của Triệu Bân có lúc nhíu chặt lại, có lúc lại giãn ra, chắc là đã ngộ ra được gì rồi. Bù! Đột nhiên, một tiếng gió vút nhẹ lên. Đấy là một cây kim bạc, mỏng hơn cả sợi lông bò. Gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không biết phóng ra từ đâu, đang nhắm thẳng vào Triệu Bân. Rất rõ ràng, có người đang âm thầm gây rối, muốn quấy rầy quá trình Triệu Bân lĩnh ngộ. Keng! Mục Thanh Hàn lập tức xuất kiếm, đánh văng chiếc kim bạc đó. Kiếm khí kéo dài ra, chém nứt ngang một mảng lớn cây cối, ép người đó xuất hiện. Đó là một thanh niên áo trắng. Mới nhìn thì thấy hao hao giống Ngụy Đằng, chắc là thân thích. Đúng thật là thân thích, tên hắn ta là Ngụy Trượng, tính theo thứ tự trong gia tộc thì hắn ta là anh họ của Ngụy Đằng. Hình như bụng dạ người nhà họ ai cũng không được tốt. Đường đường là đệ tử chân truyền mà lại chơi bẩn à. Mục Thanh Hàn lạnh lùng nói, có vẻ như nàng ta đã nhận ra Ngụy Trượng, cũng biết quan hệ của hắn ta với Ngụy Đằng. Nếu đã là anh em họ vậy thì đánh lén này cũng dễ hiểu dối, chắc chắn là hắn ta đến để chút giận cho Ngụy Đằng. Chỉ có điều tiểu sư đệ của nàng ta quá mạnh mẽ và đáng sợ, nên đối phương không dám đánh công khai một trận, chỉ có thể dùng kim tần độc để đánh lén. May mà có nàng ta canh gác ở đây, nếu không thì cơ ngân chắc chắn sẽ gặp nạn,
rất có khả năng sẽ bị phản phệ. Chắc là sư muội đã hiểu nhầm rồi, vô ý thôi, Ngụy Trưởng cười xấu xa. Người nào ra mặt dày thì chẳng ngại ngần gì thể hiện sự không biết xấu hổ. Giống như tên này đây, bị bắt tại trận mà vẫn không đỏ mặt hay thở gấp gì hết. Trong bí phủ nghiêm cấm đánh nhau, ngươi làm như thế là đang vi phạm quy tắc đấy, Mục Thanh Hàn nói với giọng lạnh lùng hơn. Có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy được đâu, ai đã thấy hả? Ngươi! Nào, để ta! Mục Thanh Hàn vẫn chưa nói hết câu thì đã bị người phía sau cắt ngang. Triệu Bân đã tỉnh lại, nhảy ra khỏi dòng sông, không thèm nói lời thừa thãi mà xông thẳng về phía Ngụy Trưởng. Cơ Ngân, đây là bí phủ đấy. Ngụy Trưởng thấy Cơ Ngân đánh đến thì lo sợ, bất giác lùi về sau một bước. Triệu Bân không nói gì, giống như một bóng ma, chỉ với hai ba bước là đã đến gần, hắn tung ra một trường. Bốp! Tiếng bạt tai vang lên rất to. Mặc dù Ngụy Trưởng là chân truyền nhưng có vẻ Triệu Bân càng đáng sợ hơn, đánh méo mặt hắn ta chỉ với một trường. Ngươi, Ngụy Trưởng nổi giận đùng đùng. Hắn ta lén lút ra tay, còn người này thì hay rồi, không ngờ lại dám ngang nhiên đánh hắn ta. Gọi, ta cho ngươi gọi này. Triệu Bân chồm người về trước, tát thêm một bạt tai thật mạnh nữa. Cú đánh này được đánh lên mặt của Ngụy Trưởng ở vị trí đối xứng với bạt tai trước đó. Vẫn chưa hết. Với người như Ngụy Trưởng thì sao có thể thiếu được ba cú đập liên hồi. Ba tiếng động lớn vang lên khá vui tai, Ngụy Trưởng đã bị đánh đến liệt nửa người. Ngươi, lại dám bất chấp quy tắc. Ngụy Trưởng mở miệng, vừa nói xong thì máu trong miệng liền chảy ra không ngừng. Nếu như không phải vì đánh mất thời cơ tốt, không kịp ra tay thì sao hắn ta có thể thất bại thảm hại như vậy? Ồn ào, Triệu Bân giơ tay lên tát thêm một bạt tai nữa. Ngụy Trưởng ngất lịm đi tại chỗ, khuôn mặt méo mó đầy đau khổ và hơn cả là vẻ tức giận. Ăn ba cú đập liên hồi thì không chỉ đơn giản chỉ là đầy bụng mà khắp người đều đau nhức. Không có mắt nè thằng danh. Triệu Bân vừa nói vừa lục soát từ trên xuống dưới. Hắn đang tìm bảo bối. Không còn cách nào, bệnh nghề nghiệp mà. Bất luận người bị đánh gục là ai thì hắn cũng sẽ làm như vậy cả. Động tác của hắn đã thành thục hơn rất nhiều, bảo bối nào có thể lấy đi được thì hắn tuyệt đối sẽ không khách sáo. Mục Thanh Hàn thấy vậy thì liền giật giật khóe môi. Đã nói là tiểu sư đệ nhà nàng ta đa tài đa nghệ mà. Sao thế? Tiếng động lớn từ đâu ra thế? Các đệ tử ở xung quanh thi ngay kéo đến từng tốp một. Khi nhìn thấy cảnh đó thì liền ngây ra, sao lại máu me thế này? Đấy là Ngụy Trưởng sao? Đấy là Cơ Ngân sao? Ngụy Trưởng đã bị đập đến tàn phế rồi sao? Cơ Ngân đang nhân lúc người ta gặp nạn cướp của đấy sao? Trước sự chứng kiến của mọi người, Triệu Bân đã đứng dậy, trói chặt Ngụy Trưởng lại. Sau đó hắn tìm một cái cây bị cong và treo tên này lên trên đó. Hắn đã nương tình rồi đấy nhé. Nếu không phải vì có Mục Thanh Hàn ở đó thì nhất định hắn đã lột sạch Ngụy Trưởng rồi. Dù là thế này thì cũng đủ để Ngụy Trưởng phải khó chịu rồi, không nằm 10 ngày nửa tháng thì đừng mong xuống giường. Bí phủ nghiêm cấm ẩu đả, Cơ Ngân, ngươi quá đáng lắm rồi. Không biết tên nào lên tiếng hét lớn, giọng điệu đầy nghĩa khí. Đừng tưởng rằng giành được quán quân thì có thể phớt lờ đi quy tắc, vua mà phạm tội cũng xử như dân thường thôi. Rất nhanh sau đó, lại có một người nữa bị treo lên cái cây cong đầu. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này, những đệ tử còn muốn thể hiện mình đều đã từ bỏ ý định này hết. Theo cách nói của Triệu Bân, đối phó với những người lắm lời, thích khó dễ người khác thì dùng nắm đấm là nhanh nhất. Ở đó có quá nhiều đệ tử không chịu an phận, hai tên bị treo lên cây là để cảnh cáo những người còn lại. Về nhà thôi. Triệu Bân phủi tay, gọi Mục Thanh Hàn. Mục Thanh Hàn ho gượng, vội vã đi theo. Chuyện đó khiến nàng ta trông giống với một tiểu sư muội hơn, còn Cơ Ngân thì lại giống đại sư huynh. E là sư phụ của hắn ta sẽ không bỏ qua đâu, Mục Thanh Hàn nói. Là do hắn ra tay trước, Triệu Bân nhún nhẹ vai. Bất quá thì lại bị Vân Yên treo lên lần nữa thôi. Dù sao thì hắn sẽ không trả lại mấy bảo bối mà mình đã lấy đâu.
đó là đạo đức nghề nghiệp, một khi bảo bối đã vào túi hắn thì hắn sẽ không đưa cho ai hết. Khiêm tốn chút đi, Mục Thanh Hàn cười gượng. Hiểu rồi, Triệu Bân mỉm cười rồi cởi giày ra. Mất 3 ngày lĩnh ngộ đại địa linh chú, hắn đã có được mấy phần tinh túy. Nếu như không phải vì ý cảnh tan biến mất thì hắn vẫn còn đang tiếp tục lĩnh hội. Nói chứ, khi hắn cởi giày, đi chân đất thì càng cảm thấy được sự dày và nặng của đất với khí tức ấm áp và hiền hòa. Lúc thử vận dụng tâm pháp trộm được thì còn có chút sức mạnh của đại địa truyền vào trong lòng bàn chân, giống như những dòng nước suối trong mát đổ vào khắp cơ thể hắn. Tứ chi với các khớp xương khắp người, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều cảm thấy mát lạnh, cảm giác rất tuyệt vời. Sức mạnh của thiên địa đúng là kỳ diệu thật, Triệu Bân thầm nghĩ. Tâm pháp trộm được đương nhiên là đại địa linh chú, đương nhiên không thể bì được với cô gái linh tộc. Tâm pháp của người ta mới là chính tông. Có điều, hắn không nôn nóng. Hắn đã có được tinh túy, sau này cần rèn luyện nhiều hơn, nếu như có thể luyện thành phép này thì khi đứng trên mặt đất có nguồn sức mạnh không bao giờ cạn. Khi gặp phải đối thủ mạnh hơn thì hắn chỉ cần đánh cho đối phương kiệt sức mà chết, cộng thêm võ hồn đan hải nữa, e là trong cùng cấp sẽ không có ai có thể đánh lại được hắn. Đương nhiên, đối tượng cá biệt như Long Phi của Đại Hạ không nằm trong phạm vi này, chân nguyên của cửu vĩ tiên hồ nhiều không gì bằng, có thể đè bẹp hắn hoàn toàn về mặt sức mạnh. Tiểu sư đệ, người thế này. Mục Thanh Hàn ngạc nhiên, nhìn hai chân của Triệu Bân với vẻ thắc mắc. Có giày mà không mang, lại đi chân trần, người không sợ dẫm phải gai sao? Gần gũi, Triệu Bân trả lời thật lòng. Đúng vậy, rất gần gũi, đi chân đất thế kia thì cảm giác vô cùng chân thật. Mục Thanh Hàn cười gượng, người ta đều nói tiểu sư đệ không bình thường, bây giờ nàng ta đã thấy hơi tin rồi. Huyền Thiên Tâm Pháp, Triệu Bân đã nhét một quyển sách cổ cho nàng ta. Cái này quý giá quá, Mục Thanh Hàn vội từ chối, đấy là công pháp vô cùng đáng giá. Người một nhà cả, đừng khách sáo như thế, mau cất đi, đừng để người khác nhìn thấy, Triệu Bân cười và nói. Mục Thanh Hàn không từ chối được, vội nhận lấy. Không thể để người ngoài biết đến công pháp quý giá đó, nếu không thì rất có khả năng sẽ gây ra họa sát thân. Đa tạ, Mục Thanh Hàn cười rạng rỡ. Con người tiểu sư đệ tốt thật, thứ quý giá như tử lệ binh tinh mà cũng có thể nói tặng là tặng ngay. Bây giờ lại tặng một quyển công pháp vô cùng giá trị, lần đầu nàng ta gặp người rộng rãi như thế. Này, sao hắn không mang giày thế kia? Đầu óc không bình thường mà ngươi còn mong hắn làm chuyện bình thường sao? Ngươi mắng chuẩn đấy. Rất nhiều đệ tử đi ngang qua, từ rất xa đã nhìn thấy Triệu Bân không mang giày. Không chỉ bàn tán mà còn nhìn với ánh mắt kỳ lạ, thật sự không có tiền mua giày sao? Không thể nào đâu. Đến cả hai ông già canh gác bí phủ cũng chau mày. Đặc biệt là ông già đen, còn muốn chạy đến tìm hiểu thử có chuyện gì nữa. Triệu Bân thấy vậy thì liền nhanh tay kéo Mục Thanh Hàn phóng đi thật nhanh. Ông già đen bẩn thỉu, ngồi khui móng chân và vuốt râu. Chân ông ta thối đến mức khiến người ta muốn phát khóc. Sư tỷ về trước đi, ta đi dạo đã. Ra khỏi bí phủ không bao lâu, Triệu Bân bèn rẽ sang một hướng khác. Mục Thanh Hàn cười xoay người rời đi, đến bí phủ một chuyến cũng học được kha khá thứ, phải về để tiêu hóa một chút, cả bộ tâm pháp cấp thiên mà tiểu sư đệ cho nữa, cũng phải lĩnh ngộ một phen. Bên này, Triệu Bân đi chân đất suốt cả dọc đường. Sáng sớm có rất nhiều đệ tử, ai nhìn thấy cũng tặng cho hắn ánh mắt kỳ quái. Triệu Bân không quan tâm đến những thứ bên ngoài, chỉ cố gắng tinh tâm để lĩnh ngộ trong lúc bước đi, hắn ngày càng cảm thấy đại địa linh chú cực kỳ ảo diệu, cũng không biết ai là người khai sáng, hắn cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì đã đến bí phủ, cũng may mắn bắt được ý cảnh, cũng cho hắn đủ thời gian để chuyện cơ duyên này thành tạo hóa nghịch thiên. Không biết qua bao lâu hắn mới dừng lại. Trước mặt là một ngọn núi hùng vĩ, mây mù lượn lờ. Đó là đỉnh Vũ Hóa, đỉnh núi Bát Nhã ở, dù hắn thật sự không muốn gặp tín đồ Phật ra đó nhưng vì Hoa Bồ Đề, hắn vẫn phải đến một chuyến, ít nhất cũng phải biết đất Phật nằm ở đâu. Đúng lúc thấy một bóng hình xinh đẹp đang đi xuống, đó là sư phụ Bát Nhã. Thấy Triệu Bân, ánh mắt sư phụ Bát Nhã không hề hiền hòa tí nào, tiểu tử này hay lắm. Quậy phá tưng bừng ở tỷ thí Tân Tông. Đại Phật đồ đệ ta cũng ba quật ngã, đến giờ vẫn chưa hồi phục lại như cũ. Thầm oán thì có đó nhưng cũng khá là khiếp sợ. Con hắc mã mạnh mẽ nhất,
đánh bại cả Sở Vô Xương thì Bát Nhã thua trong tay hắn cũng không mất mặt. Cực kỳ khiếp sợ, trong đó cũng khá là khó hiểu, tại sao đứa nhỏ này lại không mang giày. Sư bá, Triệu Bân là người biết cấp bậc lễ nghĩa, nên hắn cúi người chào. Sao lại rảnh rỗi đến đỉnh vũ hóa của ta thế này, sư phụ Bát Nhã khẽ hé môi. Bát Nhã nhà sư bá, có ở đây không, Triệu Bân cười hơ hớ nói, con cần tìm để hỏi chút chuyện. Ra ngoài trải nghiệm rồi. Ra ngoài, trải nghiệm, khóe miệng Triệu Bân run run. Xem đi, không tìm thì đi đâu cũng có thể chạm mặt, lúc tìm lại chẳng thấy bóng người. Tín đồ của Phật gia thường không đi theo lẽ thường, đại Phật bị quật ngã, không ở nhà chữa thương, còn chạy ra ngoài đi dạo, nếu không thì cũng chạy vào bí phủ tu hành, thời gian để trả lời cũng luôn dư giả. Hay là, lên ngồi một lát đi, sư phụ Bát Nhã cười nói. Thế hôm khác con lại đến, Triệu Bân cười gượng, lên đó e là sẽ sượng lắm. Tiểu tử thú vị, sư phụ Bát Nhã cũng đi. Từ thú vị này có lẽ là sự khen ngợi, cơ ngân thật sự khiến cô ta phải kinh ngạc. Triệu Bân vẫn chưa quay về đỉnh Tử Trúc, có rất nhiều chỗ cần đi, chẳng hạn như cửa hiệu lâu đời, chẳng hạn như tàng kinh các, hoặc linh đan các, để hỏi thăm về đất Phật, đến nay vẫn không có người nào biết, thế này. Quả là bí ẩn. Đến tận gần trưa mới ủ rũ quay về. Đi tới một góc sườn núi, hắn lại trông thấy một đám người. Cả đám Tô Vũ lại ngồi xếp lớp trên tảng đá đằng kia. Thấy vậy, Triệu Bân lại ngẩng đầu lên theo bản năng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy tên to con ấy. Tên đó, lại không phụ sự mong đợi của tất cả mọi người. Bị treo giữa lưng chừng núi. Chắc là không đi đánh con người ta nữa đó chứ, Triệu Bân đi tới, thuận miệng hỏi. Lần này đi tặng hoa, Tô Vũ ho khan, vừa đến chân núi đã bị đánh. Nói chung là vẫn có tiến bộ, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, còn biết tặng hoa. Ngươi, tại sao không mang giày, Kiếm Nam nhìn sang Triệu Bân. Chân không, mát mẻ. Ngươi nói như thế, đi ra ngoài rất dễ bị người ta đánh. Ta không nói thế, ra ngoài cũng thường xuyên bị người ta đánh. Cao thủ so tài, đó là chuyện hết sức bình thường và dễ hiểu, lại khiến tất cả mọi người phải liếc xéo. Vô nghĩa, Man Đằng vẫn phải buông con người ta xuống. Tên to tướng này đầu óc hơi bé nhưng vẫn là người nghĩa khí, ít nhất hắn ta đã trông chừng giúp Triệu Bân trong bí phủ, Triệu Bân cũng biết. Không dùng được, Man Đằng đau nhe răng trợn mắt. Từ từ rồi cũng được thôi, mọi người cùng nói một câu như thế. Thứ này, đừng truyền ra ngoài nhé, Triệu Bân lấy ra mấy quyển sách cổ. Chính là chồng quyển tâm pháp huyền thiên đã tranh thủ thời gian in ra thành nhiều bản, ở đây người nào cũng có phần. Tặng. Bọn ta hả, tất cả mọi người cùng nhíu mày. Không lấy hả? Có. Tay chân người này lại nhanh hơn người khác một chút. Hẹn gặp lại. Triệu Bân bắt tay sau lưng, đi càng lúc càng xa. Sau lưng, mọi người vẫn còn đứng đó cảm động. Đó là công pháp cấp thiên đấy, quý giá đến mức nào? Thế mà tiểu tử này nói cho là cho. Thế nên mới nói. Tìm bạn bè. Thì phải tìm người như cơ ngân vậy. Bọn họ không nói lời vô nghĩa nữa, vội vàng chạy về đỉnh núi nhà mình để tìm hiểu tâm pháp cấp thiên. Lúc đi ngang qua đỉnh Lạc Hà, Triệu Bân còn lên đó dạo một vòng, tiện thể tặng cho Thanh Giao một quyển. Khi hắn về đến đỉnh Tử Trúc thì cơm trưa đã được làm xong. Hắn cực kỳ tự giác, tiện tay lấy bát cơm của mình ra. Nghe nói, người bắt được cá trong bí phủ hả, Lăng Phi chọc Triệu Bân. Không dễ bắt tí nào, Triệu Bân nói xong bèn tiện tay ném lệnh bài bí phủ cho Lăng Phi. Thế này, sao ta có thể mặt dày mày dạn như thế được? Thường thì những người có thể nói được những lời đó thì tay lại rất thành thật. Chẳng hạn như Lăng Phi, không hề khách sáo một chút nào, tuy là đệ tử lâu năm ở Thiên Tông nhưng vẫn chưa được tiến vào bí phủ lần nào ấy. Lần này được thơm lây, vào đó xem thử một chút, lệnh bài của Mục Thanh Hàn thì đã để lại cho Xích Hiên. Vân Yên nhìn thấy lại cười. Bốn đồ đệ của cô ta vẫn rất hợp nhau. Sự hòa thuận hơn nữa vẫn còn. Triệu Bận lại lấy ra công pháp huyền thiên, đã được sao chép thành mấy bản. Thật tốt, Vân Yên, Lăng Phi và Xích Hiên đều có thể chia nhau mỗi người một quyển.
Thứ này, quý báu quá, Lăng Phi ho khan. Xích Hiên bên cạnh cũng không dám nhận, đó là công pháp cấp thiên đấy. Cả Vân Yên cũng không kịp phản ứng, tiểu đồ nhi quả là người quyết đoán. Người một nhà sao phải khách sáo thế, Triệu Bân đã bắt đầu ăn. Xích Hiên và Lăng Phi liếc nhìn nhau, lại cùng nhìn sang sư phụ. Vân Yên lại cười, tiện tay cầm tâm pháp huyền thiên, nói trắng ra. Cô ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Sư phụ đã cầm rồi nên hai người kia cũng lấy nốt. Giống bọn Tô Vũ, hai người họ cũng cực kỳ biết ơn. Đến nay họ vẫn không biết tại sao Triệu Bân lại tốt với mình như thế, đầu tiên là cứu mạng, sau đó là tặng Tử Lệ binh tinh, còn đón họ lên đỉnh Tử Trúc, cả bộ tâm pháp huyền thiên này cũng thoải mái tặng. Thật sự có quan hệ sâu xa gì? Với sư phụ ngày xưa ư, hai người nghĩ trong lòng như thế. Lý do này, e là không thể thuyết phục được họ, chắc chắn vẫn còn lý do nào khác. Sau khi ăn xong, Triệu Bân lại khóa cửa phòng. Hắn vẫn đi chân đất, ngồi trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề nhúc nhích. Nhưng lần này thứ hắn tìm hiểu không phải là đại địa linh chú, mà là tẩy tủy dịch cân kinh. Thuật này hắn cũng đã dùng rất nhiều lần. Khoảng thời gian gần đây hắn mới dần dùng sâu hơn một chút. Cái gọi là dùng sâu đó chính là dùng bí pháp này luyện thể. Luyện luôn cả võ hồn. Vì vậy, hắn còn đặt cho nó một cái tên nghe hay ho hơn, tẩy tủy dịch hồn kinh. Bộp bộp, bộp bộp. Chẳng mấy chốc, tiếng tia lửa điện xé rách chợt vang lên. Là của võ hồn, đã bị thiên lôi giữ chặt và dồn hết sức luyện hóa. Kèm theo đó chính là sự đau đớn. Cơn đau đớn đến từ tận linh hồn, dù hắn đã quen với những cơn đau luyện thể cũng bất giác rên lên, gương mặt sắc bệch không còn chút máu nào, cơ thể cũng run lên từng cơn, trán nổi cả gân xanh, đó là những hình ảnh dành cho sự đau đớn cùng cực, khóe miệng đầy máu tươi, niết bàn trong màu máu đỏ. Nhân tài, Nguyệt Thần ngồi trên mặt trăng thổn thức không thôi. Dùng luyện thể để chuyển thành luyện hồn, cũng không đến nỗi khó. Nhưng không đến nỗi khó đó là dành cho thần tiên. Triệu Bân dù có xuất sắc chói mắt cách mấy thì bây giờ cũng chỉ là người thường, thế thì cực kỳ đáng sợ. Triệu Bân gầm khẽ, kéo dài suốt cả một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống hắn mới mở mắt ra, dừng luyện hồn, sau đó cảm giác sảng khoái nhẹ nhõm ập đến, cả người thông thuận, tạp chất của võ hồn đã được luyện hóa loại bỏ khá nhiều, cũng vì luyện hồn đến một mức độ nhất định nên thị lực, giác quan, thính lực, hồn lực. Cũng thăng hoa như vừa lột xác. Đã là một người mê võ đạo thì sẽ luôn có được sự điên cuồng khi mê võ đạo. Nghỉ ngơi một lát, hắn lại dùng đến pháp môn, vừa luyện thể vừa luyện hồn. Ngoài ra còn vẽ cả bùa nữa. Đúng vậy, là vẽ bùa, đã hai ngày rồi hắn chưa vẽ. Đột phá đến cảnh giới huyền dương, mấy bùa chú cảnh giới chân linh đã đến lúc vào sọt rác. Đây cũng là sự chuẩn bị cho việc tiếp đón ma tử. Nhớ đâu đó là một cạm bẫy, thế thì hắn có thể khiến ma gia vui vẻ một chút. Về phần bùa cảnh giới chân linh thì có thể mang đi bán, đổi thành bạc. Mua tài nguyên tu luyện. Thăng cấp tu vi, võ hồn lột xác, vẽ bùa cũng nhanh hơn. Bùa chú cảnh giới huyền dương có cấp bậc rất cao, hắn từng thấy được sức mạnh của nó. Tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy. Đêm trên đỉnh Tử Trúc, không có một bóng người, tĩnh lặng. Mục Thanh Hàn, Xích Hiên và Lăng Phi cũng không ngủ, đều ở đó nghiên cứu tâm pháp huyền thiên. Vân Yên thì lại ngủ mất. Chẳng qua cô ta đã dùng một sợi dây sắt đặc biệt. Trói bản thân mình lại, không muốn xảy ra chuyện đêm đó nữa, bốn đồ đệ có ba đứa bị đánh tàn phế, nay vẫn còn mạng đã là may mắn lắm rồi. Lại là sáng sớm, Triệu Bân ra khỏi phòng, đi thẳng lên đỉnh. Lên đến nơi, hắn lấy kính viễn vọng thiên cơ ra, nhìn về phía đỉnh Vũ Hóa. Không phải hắn muốn dình ai, chỉ muốn xem coi Bát Nhã đã về chưa. Vừa mới nhìn sang thì đã thấy được hình ảnh tươi mát, không thấy Bát Nhã đâu nhưng lại thấy sư phụ Bát Nhã, có lẽ là một mỹ nữ thích sự sạch sẽ nên đang tắm rửa trong linh tuyền. Trong kính viễn vọng, có thể thấy rất rõ cô ta đang hất nước suối đi, buộc lòng phải công nhận làn da đó rất trắng, hơn nữa còn sáng bóng. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Triệu Bân ho khan, vội vàng chuyên tầm mắt. Khoảnh khắc đó, hình như sư phụ Bát Nhã đã cảm nhận được điều gì đó nên khẽ nhíu mày lại. Cũng may tốc độ của Triệu công tử rất nhanh, nếu bị tóm thì liệt na người là chuyện nhỏ.
Vài giây sau, Triệu Bân mới tiếp tục xem xét. Bây giờ, hắn đang ngắm về phía cổng Thiên Tông, nói không chừng có thể trông thấy Bát Nhã. Tiếc là, không thấy. Những nơi mắt có thể nhìn thấy thì có thể dịch chuyển tức thời đến đó. Triệu Bân nghĩ thầm, liệu hắn có thể mượn nơi mà kính viễn vọng có thể nhìn thấy để dịch chuyển sang đó hay không? Nghĩ thế, hắn lại dùng thuấn thân. Ầm. Sau đó, là một tiếng nổ ầm ầm. Thuấn thân thành công. Chẳng qua là chỉ mới đi được nửa đường đã dừng lại, tại sao lại dừng, là vì khoảng cách xa quá, động lực không đủ nên mới nửa đường đã cạn kiệt, thậm chí còn va vào ngọn núi trước mặt. Nhìn thôi cũng thấy đau. Rất nhiều đệ tử đi ngang than thở. Triệu Bân quay về đỉnh Tử Trúc trong trạng thái khập khiễng, đầu vẫn còn thấy choáng váng. Thuấn thân gặp trở ngại thì làm sao mà không chóng mặt được. Nếu là người khác thì chắc đã đứng không vững rồi. Chuyện gì thế, Lăng Phi thấy thì bèn sửng sốt. Ngã, Triệu Bân tùy ý trả lời rồi ngồi xuống trước bàn cơm. Vân Yên thấy thế bèn ho khan. Cả hắn còn thế chứ đừng nói đến Xích Hiên và Mục Thanh Hàn. Nào, lại đây múa thoát y cho ra xem. Còn chưa bắt đầu ăn thì đã nghe thấy Triệu Bân buồn bã nói, đúng là không tức chết người không ngừng mà. Sản phẩm của Nguyệt Thần, chắc chắn phải là hàng tinh phẩm. Mặt trăng buồn chán như thế, dù sao cũng phải tự tìm niềm vui. Cổ thụ nghiêng, là một loại cây mọc nghiêng. Mấy gốc cây thế này không chỉ dùng để trang trí mà còn có thể phơi quần áo treo này nọ. Triệu công tử cũng diễn rất tốt vai, này nọ trong truyền thuyết. Mẹ nó, nếu ta không đè ngươi ra làm một trận thì lão tử không mang họ Triệu. Triệu Bân vừa mắng thầm trong lòng, người bị mắng chính là Nguyệt Thần Tú Nhi mà hắn hay gọi, lại mẹ nó chơi hắn một vố rồi. Nhìn lại Nguyệt Thần, đang tập trung tu luyện trên mặt trăng, vẻ mặt đã nói lên tất cả, bị treo cũng là một loại tu hành. Chủ yếu là cần chút thời gian, tâm trạng không được thoải mái, thấy Triệu Bân bị treo lên thế này thoải mái hơn nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.